những dòng viết sau cuộc hành quân. Tao Mên Lai trên bản đồ quân sự được thể hiện bằng các đường bình độ. Mang số 322m thể hiện bằng một màu xanh đen, mà màu đen nhiều hơn màu xanh. Điều đó có nghĩa là một miền đất cao không tích nước, địa hình vô cùng rậm rạp. Thực tế sau này chúng tôi tổ chức trinh sát, có nhiều đoạn phải trườn từng chút một, giữa trưa mà chẳng nhìn thấy ánh mặt trời. Anh em đi đầu vừa trườn vừa dùng dao chặt dây leo, áo quần rách như sơ mướt. Một ngày như vậy, chúng tôi chỉ trườn được khoảng 2 km. Đặc biệt, đây là một địa hình không tích nước, kể cả mùa mưa, nếu chủ quan không mang theo nước khi đi công tác, cũng có thể sẽ khô cổ. Còn về mùa khô, nếu một sư đoàn lạc trong đám rừng rậm này, nguy cơ chết khát toàn bộ là điều dễ dàng, vì không tìm đâu ra một giọt nước và cũng không ai giúp ai được. Mãi sau này, tôi và số anh em còn lại mới được nhìn thấy bản đồ và riêng nghiệm được chuyện này. Còn trong lần hành quân đầu tiên đó, làm sao chúng tôi có thể biết được? Trong khi đó, cách khoảng vài trăm mét đến vài km bên kia biên giới Thái là địa hình dân cư bằng phẳng, có đường xe buýt, điện sáng một góc trời, xe quân sự của Thái chở hàng tiếp tế và vũ khí đến tận nơi cho cốt. Nhiều khi anh em nói đùa, qua Thái chơi còn dễ hơn ngàn lần cắt rừng ở đây. Vậy mà không anh em nào nỡ bỏ đơn vị, bỏ anh em. Thật là một cuộc chiến tranh kỳ lạ. Ký ức hành quân. Một buổi sáng, khoảng giữa tháng 12 năm 1980, sau khi làm xong mọi công tác chuẩn bị, chúng tôi tạm biệt số anh em ở lại, bắt đầu hành quân lên Cao Mê Lai. Ngoài quân tư trang, vũ khí trang bị cá nhân, mỗi chúng tôi phải tải thêm 7 lon đồ hộp các loại. Sau này tôi mới biết, đây là số đồ hộp mà trước đó đồng chí Lê Đức Anh khi thăm trung đoàn 2 thấy đơn vị sốt rét dữ quá, đã quyết định bồi dưỡng cho mỗi đầu người 7 kg. Như vậy, đối với lính mới chúng tôi, trọng lượng mang trên mình cũng khá nặng. Cũng sau này tôi mới biết, đoàn đi ngoài số tân binh bổ sung cho tiểu đoàn 2, còn có đoàn tải sư đoàn 5 do trinh sát sư 5 đảm nhiệm dẫn đường, khoảng 500 người. Lúc đó, trong đội hình trung đoàn, chúng tôi thấy rất bình yên. Hình như tối có máy phát điện nữa, địch lại không tập kích đơn vị nào suốt thời gian chúng tôi ở đó, nên chúng tôi chỉ nghĩ đến nỗi khó khăn quãng đường phải vượt qua thôi. Chừng xuất phát ra khỏi trung đoàn chưa tới 1 km, bắt đầu đặt chân vào đại lộ kinh hoàng, như đồng chí nào trong quân sự đã đề cập. Chúng tôi mới thấy từ từ bộ mặt của chiến tranh. Dọc hai bên đường trải dài không biết bao nhiêu km, chỉ biết tôi đi khoảng hơn 1 giờ, cơ man nào là quần áo, giày các cỡ, cái nào cũng thủng lỗ chỗ, có cái màu máu còn tươi, không biết bao nhiêu sinh mạng đã mất nơi này, không hy sinh đổ máu sao được, kẻ thù thì luôn rình rập, mà ta thì cứ phải đi trên đường như những mục tiêu để trúng giật. Biên giới thì lại quá gần, ta không được vượt qua. Miền trái thì bốt được quan thầy tiếp tế, thật là dư giả, được xe Thái chở đến tận nơi. Con đường Cao Mê Lai, người ta gắn dây mình, thế là anh hết đi. Phỏng theo lời bài hát, con đường xưa em đi. Đọc những dòng này, chắc có đồng chí sẽ hỏi, rừng mênh mông, sao không kiếm đường khác mà đi? Thưa các đồng chí, tôi còn nhớ khi vào Mê Lai, câu đầu tiên mà những thằng lính mới chúng tôi nghe được từ miệng đồng chí Sáu Sẵn, e phó của mình, là vào Cao Mê Lai mình như nấm. Mình dày đặc, đủ các loại, đủ các kiểu bố trí, địch ta lẫn lộn, gài thành từng bãi, gài mồ côi, bất chuẩn. Nhiều khi, người đi sau chỉ cần bước không đúng bước chân người đi trước là dính. Mặt đường đi thì như bàn cờ tướng, địch Bắc Nam, ta Đông Tây, đan xen lẫn lộn. Trong tình hình đó, tốt hơn hết là chọn một con đường tổ chức dò gỡ thông chốt hàng ngày. Đường thì dài, quân số thì ít, không thể khống chế hết, đành trời kêu ai nấy dạ. Đi được chừng non tiếng, bỗng có tiếng đề ba cối 82 ở hướng bắc đường,
lệnh vận động nhanh. Sau này tôi mới biết, đoạn này rất gần biên giới Thái. Pot nhìn thấy ta hành quân, nên tổ chức bắn cối ngăn chặn. Vào gần D1, một tiếng nổ vang lên. Tôi vẫn tiếp tục đi lên. Sau mấy phút, tôi mới nhìn thấy người vừa đá mìn. Đó là một anh cũng lớn tuổi, đá phải quả mìn zip, chỉ cụt nửa bàn chân. Điều động lại trong ca đá mìn đầu tiên tôi nhìn thấy là anh ta không có vẻ gì là đau đớn cả. Ngồi bên đường, lấy thịt hộp ra khui, mời mọi người đi qua ăn liên hoan, mừng được về nước mà không chết. Đến giờ, thỉnh thoảng tôi với đồng hương, chiến hữu tránh của tôi, cứ nhắc lại như một chuyện bi hài thời chiến. Không biết bây giờ, anh, người lính tài của sư ngày đó, sống ra sao? Sau khi nghỉ một đêm ở D1, sáng hôm sau, ta tổ chức hành quân sớm. Không hiểu trinh sát sư cắt rừng thế nào, thay vì vào Mê Lai, trễ lắm là tới chiều, lại lạc mất 2 ngày trong rừng, không cơm ăn nước uống, mới đến được Cầu Cháy do D7, Q16 đóng quân. Thời điểm này, D7 của Q16 đang ở đây để bảo vệ một khẩu 105 của sư do bị lộ chiến dịch không kịp rút ra. Cả mấy trăm con người suýt chết khát trong rừng, nếm đủ mùi cực khổ. Lần đầu tiên, có đồng chí mới biết thế nào là mùi nước tiểu khi uống. Nhiều đồng chí chỉ huy phải kê súng dọa bắn, lính mới dám gượng sức để đi. Số thịt hộp tài vô gần như hư hỏng hết do bị đục lấy nước uống, bị bỏ lại dọc đường do đuối sức. Sau khi uống nước no nê, đoàn lại lên đường, bỏ lại sau lưng tiếng hỏa lực Pot tập kích dữ dội vào D7. Dứt tiếng súng tập kết phía sau của Pot, phía trước một tiếng nổ đen gọn, đội hình dừng lại một chút rồi đi tiếp. Ngang qua đồng chí trinh sát đi đầu, đá phải mình KP2, thấy đồng chí đang hấp hối nằm bên ven đường mòn, không thấy sợ, mà thấy quá thương tâm. Trước đó, do có tin D7 vừa mới tải ca thương vào D2 khoảng 5 phút, nên đồng chí chủ quan không dòm mìn, phải bỏ mạng. Cuối cùng, qua bao nhiêu gian nan nguy hiểm, chúng tôi cũng vào được tiểu đoàn, vào được Mê Lai. Ở Mê Lai, những điều nghe và thấy. Khi vào Mê Lai, tôi được biên chế về B cối 82, C8, D2. Nơi tiểu đoàn chúng tôi đứng chân là một vùng đất khô cằn rộng rạp. Lớp đất mỏng được hình thành bởi bao nhiêu đời lá mục. Cũng không đủ sức giữ nước vào mùa khô vì bên dưới chỉ toàn là sỏi đá. Rừng rậm là như thế mà cây cối trong mùa này cũng phải úa vàng. Cả tiểu đoàn chỉ sống được vì dựa vào một đoạn suối cạn đắp kín hai đầu để giữ nước vào mùa khô. Lúc này tình hình nước cũng khan hiếm nên chúng tôi được lệnh phải hạn chế tối đa trong sinh hoạt. Từ tiểu đoàn đi khoảng 3 km thì đến được tổ chốt trên đỉnh Mê Lai. Ấn tượng đối với anh em lính mới chúng tôi đầu tiên ở đây thật lòng không phải là vùng đất này, dù trước đó chúng tôi đã nghe quá nhiều về nó. Điều tôi và anh em còn lại sau lần hành quân năm đó thường hay nhắc đến là về những đàn anh, những con người đến trước nơi đây. Dù tưởng tượng như thế nào, chúng tôi cũng không thể hình dung ra được. Tất cả những người lính ở đây trong thời gian này, từ đồng chí dê trưởng trở xuống, ai cũng đang mang trong mình một màu da của xác chết. Nó xanh mét đến kỳ lạ, như là chúng tôi đang xem một bộ phim kinh dị nào vậy. Đó là hậu quả của những trận sốt rét triền miên mà Cao Mê Lai ban tặng cho những ai muốn làm bạn với nó. Một số anh còn để tóc dài chấm ngang vai vì có phương tiện đâu để mà cắt. Một tiểu đoàn chính quy của đất nước trong thời bình không ai có thể nghĩ ra là được mang một hình hài như vậy. Sau này khi về Mo hơn, có dịp ra chợ Nimitz để mua đồ, chúng tôi còn được dân ở đây chỉ cho một kinh nghiệm phân biệt những anh hào của các đơn vị đi qua đây. Đó là thấy lính nào rách nhất, da xanh nhất, tóc dài nhất, đích thị là lính Cao Mê Lai. Thật là buồn, mong rằng quân đội ta sẽ không bao giờ còn có những đơn vị nào như thế. Công việc lính mới của chúng tôi thời gian đầu cũng khá đơn giản, gồm ngày gác tiền tiêu một buổi sáng hoặc chiều. Vị trí gác cách địa hình khoảng 100 mét, rất rộng rạp. Vừa ra khỏi chiến hào một đoạn,
đã không thấy gì phía sau lưng. Vậy mà ngày đó không ai tổ chức đưa ra đến chỗ ngồi, nếu bị bắt mất cũng chả ai hay biết. Còn lại, sẵn sàng nhận nhiệm vụ tải thương tử, lương thực, nước uống cho chốt Mê Lai, tranh thủ học hỏi loại hỏa lực được trang bị cho B, chỉ hỏi không, và ra sân bay hái rau tàu bay về cải thiện. Địa hình B cối của tôi đảm nhiệm là một khu vực tương đối bằng phẳng, nằm trong đội hình C8, hướng thứ yếu của tiểu đoàn. Từ chiến hào trở ra là mí rừng, hơi rậm, tầm quan sát khá hạn chế. Phía bên trong, đi về C bộ, sân bay và tiểu đoàn tương đối quang hơn, xen kẽ một số đoạn cây lúp xúp. Trước đó không lâu, một trung đoàn đặc công tốt đã tổ chức tập kích xuyên thủng hướng này, hèn chi tổ chức gác ngày kỹ vậy, theo lời kể của các anh đi trước thời gian đó. Lâu quá, tôi chỉ còn nhớ cục diện, không nhớ rõ số lượng cụ thể. Trước đội hình đại đội tôi, khi đó có một bãi mìn lớn do ta gài đặt để phòng thủ. Do chủ quan như vậy, nên đơn vị cũng hơi lơ là mất cảnh giác. Trước khi đánh vào, Pốt đã tổ chức trinh sát và gỡ toàn bộ số mìn này. Hơn 5 giờ chiều, địch nổ súng tiến công. Ta vẫn tổ chức gác sách bình thường. Đồng chí gác đã vào vị trí gác, nhưng lực lượng xung kích chủ yếu của Pốt đã bí mật vượt qua tiền duyên, áp sát ban chỉ huy tiểu đoàn từ trước rồi. Đến giờ nổ súng, bộ phận hỗ trợ bên ngoài của chúng chỉ dùng đạn lửa bắn lên cao nhằm uy hiếp tinh thần của quân ta ngoài chiến hào, còn lực lượng tiềm nhập của chúng bên trong bất ngờ nổ súng, dùng hỏa lực cấp tập đánh ngay vào ban chỉ huy tiểu đoàn. Bị bất ngờ, khu vực chiến hào tiền duyên của ta ngay từ đầu đã vỡ trận, quân ta mạnh ai nấy tìm đường tháo chạy, co cụm về sân bay bỏ cả cuối 82. Tại ban chỉ huy tiểu đoàn, lúc này chỉ còn đồng chí trinh sát Mây, dùng một khẩu AK bắn gấp chiến đấu bảo vệ cửa hầm, giúp cho đồng chí Dê Trường dùng phương tiện thông tin chỉ huy các đại đội bộ binh tổ chức phản kích. Anh em kể tới đoạn này có vẻ ngưỡng mộ và tôn sùng Dê Trường lắm, nghe kể là đồng chí rất bình tĩnh, không có gì hốt hoảng cả. Cách đó không xa là hầm phẫu tiền phương của sư đoàn do đồng chí bác sĩ Nhật cầm một khẩu K-54 chốt ngay miệng hầm để bảo vệ thương binh trong đó. Ngay từ đầu nổ súng, địch đã gặp được rất nhiều thuận lợi như tạo được yếu tố bất ngờ, hoàn toàn chủ động, triển khai chính xác ý đồ tác chiến của chúng. Nhưng có một điều chúng không ngờ tới, đó là yếu tố thời tiết. Các anh kể lại rằng, hôm đó, dù chỉ hơn 5 giờ chiều khi địch vừa nổ súng, thì không gian Cao Mê Lai bỗng nhiên tối đen, ngửa bàn tay không còn nhìn thấy. Bởi vậy, lúc này gác đầu là tầm 5 giờ phải ra mặt gác rồi. Lính ta thì quá rành địa hình nên từ từ rồi cũng chạy ra tới sân bay. Còn Pốt thì đang nổ súng ngon lành, tự nhiên không nhìn thấy gì nữa, buộc lòng phải dùng đèn pin để dò đường mòn, phát triển tiến công, trở thành mục tiêu di động cho quân ta tiêu diệt. Lúc này quân ta đang chạy trên bờ suối, còn Pốt thì chạy dưới lòng suối. Chúng là trí chóe, còn quân ta thì im re. Khẩu cối 82 trước khi tháo chạy, hai đồng chí pháo thủ đã kịp xô ngã, nên Pốt chạy qua chạy lại nhiều lần mà không phát hiện. Sau đó, lực lượng phản kích của C6 đánh bật địch ra khỏi đội hình. Nói về bộ phận chủ công của Pốt, sau khi đánh vào ban chỉ huy D, bị đồng chí Mây chống trả quyết liệt, chúng khựng lại và dùng đèn pin theo đường mòn đánh ra sân bay. Nhưng vì đường ra sân bay hai bên rộng rạp không thể mở rộng đội hình, chúng co cụm lại thành đám chạy ngay vào hướng khẩu H-12 đang quanh nòng chờ sẵn. Lúc này ngoài sân bay, ta bố trí một khẩu H-12 của sư tăng cường và một DKZ-82 của sư hỏa lực. Nên khi H-12 bắn xong, còn tên nào sống sót chỉ còn cách tìm đường tháo chạy trở ra, không kịp kéo xác. Có lẽ là lần đầu tiên thời tiết Cao Mê Lai giúp đỡ lính D2 trọn vẹn nhất. Kết quả, Pốt bỏ lại hàng chục xác mặc đồ dàn di kiểu đặc công cộng vũ khí trang bị. Ta không thương vong đồng chí nào, mất mấy khẩu AK và toàn bộ ban lô ngoài tiền duyên. Mấy anh nói là em đánh răng rùng rở, nó cũng lấy. Đồng chí trinh sát Mây và bác sĩ Nhật được đề nghị phong tặng danh hiệu anh hùng. Mấy lời sau này, đồng chí Mây, dáng người thấp đậm, miệng hay cười, hai gò má hơi phúng phính, hàm răng hơi to, trán hơi rô,
nhìn mặt như đứa trẻ. Đồng chí Sự cuối 82 có giữ một tấm hình trong túi áo một thằng tốt đã chết trận đó. Nó đang đứng chụp hình chung với một cố vấn China, mặc đồ rằng gì. Anh em nói, nó chụp khi được huấn luyện đặc công ở Trung Quốc. Sân bay Cao Mê Lai và hai ngôi mộ. Khi chúng tôi vào thì đã thấy hai ngôi mộ nằm ở đó rồi. Hằng ngày do thường ra sân bay hái cải trời về nấu canh cải thiện, tôi hay quanh quẩn khu vực này. Cảm nhận đầu tiên của tôi về hai ngôi mộ là rất ấn tượng. Cấp trên chọn nơi đây tương đối cao giáo, nằm ở một góc sân bay để chôn cất. Xung quanh dùng cây rừng để làm hàng rào và trang trí. Ai đó còn treo lên mấy nhánh lan rừng. Vào mùa này, thời tiết hanh khô nên có vẻ héo úa lắm. Thỉnh thoảng tôi cũng lấy vỏ đồ hộp, múc ít nước để tưới lên. Mấy anh đến trước cũng chỉ biết một ngôi mộ hình như của J7Q16. Nghe nói đó là một liệt sĩ đã hy sinh. Do không có máy bay quá lâu lại bị phân hủy nặng, anh em J2 mấy lần vô bọc. Lần cuối do anh Vinh, C phó C8 chỉ huy, phải bịt khẩu trang thấm dầu, hô xung phong mấy lần mới vô được. Thời kỳ này, thương binh tử sĩ của J7Q16 đều được đưa vào sân bay J2 để chuyển đi. Cuối cùng, do mùi hôi nặng quá, đơn vị đành tổ chức chôn tạm tại đây. Ngôi mộ thứ hai hình như là của một đồng chí ở E4, nghe nói bị sốt nặng mà máy bay không vô được. Đơn vị tổ chức cắt rừng đưa ra mấy lần đều bị địch phục, không ra được. Cuối cùng, đồng chí tự sát vì sợ anh em phải thương vong vì mình. Huyền thoại, không biết hư thực đến đâu, nhưng nhìn thấy quá nao lòng. Bài thơ của thủ trưởng Bảy Giác của chúng tôi treo tặng chắc cũng xuất phát từ tâm sự ấy. Người chiến sĩ không bao giờ chết, đó chỉ là một giấc ngủ dài. Nếu quân thù còn đang tâm trở lại, hãy gõ khánh này đánh thức tôi. Sân bay Cao Mê Lai, một mỹ từ hình như hơi sang trọng để nói về một cái sân bay dã chiến ở Mê Lai. Đó là một bãi đất tương đối bằng phẳng gần khu vực ban chỉ huy tiểu đoàn và C8 thuộc đội hình phòng ngự phía sau, được đơn vị phát dọn trống trải để có vị trí cho trực thăng đáp xuống. Cũng do trống trải nên đơn vị bố trí một khẩu H-12 và một khẩu DKZ-82 để bảo vệ sân bay và yểm trợ hỏa lực cho các đơn vị xung quanh. Sân bay thì chẳng có gì đặc biệt, chỉ có nhiều cải trời, hầu như ngày nào ra hái cũng được bữa canh. Tôi vốn là dân sinh ra ở Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, nhà ở gần phi trường Tân Sơn Nhất. Từ nhỏ, tôi đã thấy các loại máy bay, nhất là máy bay lên thẳng do phi công Mỹ Ngụy lái, thấy cả các kiểu bay, nhưng chưa bao giờ tôi thực sự bị thu hút và ngưỡng mộ như với hai anh phi công lái trực thăng ở Cao Mê Lai ngày ấy. Cứ mỗi lần có máy bay đáp xuống, lính C8 chúng tôi lại được lệnh dùng hỏa lực tác cỡ bắn ra xung quanh để át tiếng máy bay, vì hỏa lực của địch cũng bắn vào sân bay dữ dội. Do chưa biết sử dụng hỏa lực, tôi thường hay trốn ra xem máy bay để đỡ nhớ nhà. Điều khiển máy bay, tôi thấy chỉ có một anh lái chính và một anh đi theo phụ trợ, vai khoác AK và mang bao xe đạn đàng hoàng, cũng tư thế sẵn sàng chiến đấu như bộ binh, phòng khi máy bay bị bắn rớt. Máy bay hình như ít đáp hẳn xuống lắm, hay càng cứ lắc lư, chắc để có gì bốc lên cho lẹ. Sau khi đạp thực phẩm tiếp tế xuống, đồng thời bốc thương tử lên xong, là máy bay vội vã bốc lên ngay vì sợ hỏa lực bốt bắn trúng. Có lần, một đồng chí vào đợt với tôi lên phụ kéo thương tử. Loay hoay thế nào chưa kịp xuống, máy bay đã bốc lên. Được về Sisophon chơi một chuyến miễn phí, chuyến sau mới vô. Cũng chính vì vậy, ở nơi này có một quy luật nghiệt ngã. Nếu anh bị sự cố khi chuyến bay sắp có, xác suất sống sót sẽ cao hơn. Còn bị lúc máy bay vừa đi xong thì ngược lại. Có khi máy bay vừa khỏi đội hình, bị bốt chặt bắn, phi công phụ còn thảy xuống mấy quả cối 82 trả đũa. Mấy anh lính cũ thì cứ nói
số thực phẩm gồm rau xanh thuốc hút gì đó là do đồng chí phi công bỏ tiền túi ra mua hỗ trợ cho đơn vị tôi, chứ không phải cấp trên nào cấp cả. Hình như cứ mỗi lần bay về Việt Nam sửa chữa, anh cũng đem về phục vụ đồng bào một ít hàng Thái, rồi lấy cái phụ thu chia sẻ bớt cho anh em, vậy thôi. Như một nghĩa tình thời chiến. Đối với tôi, đó cũng là một điều đáng ngưỡng mộ lắm rồi. Có một lần, như mọi khi, Yến trực thăng đang bay, bỗng nghe tiếng 12 ly 7 của Pot rộ lên từng chặp, rồi nghe tiếng động cơ máy bay mất hút, anh em đổ ra sân bay, lo lắng vô cùng. Chừng một lúc sau, đột nhiên, tiếng động cơ rộ lên, máy bay từ trong đám cây rừng chui ra, như là taxi bây giờ chạy lạng lách trong rừng cây vậy. Tôi biết, chỉ cần một sơ sẩy của phi công thôi, cánh quạt chỉ vướng vào một cành cây nhỏ, máy bay sẽ lập tức rớt liền. Thì ra, là do bay cao, trong rừng Pốt nhìn thấy được, phi công liền hạ thấp, cho Pốt mất tầm nhìn, rồi mới bay vào. Hôm đó, hỏa lực bắn quá trời, vừa che tiếng động cơ, vừa để ăn mừng máy bay được an toàn. Mỗi lần bay đều nguy hiểm như vậy, trong khi chỉ cần kéo cần lái một chút thôi là máy bay sẽ qua bên Thái ngay. Thế mà, người phi công ngày đó không làm như vậy. Anh vẫn giữ được niềm tin cho hàng trăm con người dưới mặt đất. Giờ, nếu được lời đề nghị gì, tôi chỉ xin phong tặng danh hiệu anh hùng cho hai người lái trực thăng ngày đó. Tổ chốt trên đỉnh Mê Lai. Đỉnh Mê Lai có một vị trí quan trọng với tác chiến trong khu vực, nhưng vì địa hình và cấu tạo địa chất kết hợp với điều kiện sinh hoạt rất khó khăn, nên ta không thể bố trí lực lượng lớn trên điểm cao này được. Với những đặc điểm như vậy, tổ chốt ở đỉnh cao Mê Lai chỉ với quân số từ 7 đến 9 người mà thôi. Tổ chốt được bố trí trên khu vực gọi là đồi con, nằm ngang với đồi lớn, cách vị trí của tiểu đoàn khoảng hơn 1 giờ cắt rừng. Sở dĩ hơi xa như vậy vì liên quan đến yếu tố nước sinh hoạt. Còn riêng ta chọn đồi con là vì địa hình thuận lợi cho ta hơn. Ngọn đồi này hướng từ tiểu đoàn lên, địa hình thoai thoải đi lại tương đối dễ dàng. Còn hướng từ Thái qua thì dốc đứng khó vận động và đột kích hơn. Nhưng cũng chính từ đặc điểm đó, mỗi lần tập kích, địch sử dụng binh hỏa lực rất mạnh. Để đối phó với khả năng tập kích lớn của địch, đồng thời khống chế các trận địa pháo của Pốt và chi viện hỏa lực cho các đơn vị xung quanh. Tổ chốt này được trang bị hỏa lực rất mạnh, một DKZ-75, một khẩu 12 ly 7, một cối 60, một B-41, còn lại là AK và một máy PRC-25 của Mỹ. Ngoài ra, lựu đạn cũng được cung cấp rất nhiều. Anh em đóng đinh lên ván, mỗi lần địch tập kích chỉ cần để chốt vô dực là quăng xuống luôn. Có đợt chúng vào gần quá, ta thảy cối 60 trực tiếp xuống luôn mà không cần bắn qua nòng. Do cấu tạo là núi đá nên việc đào công sự ở đây tốn rất nhiều công sức mà chẳng đem lại hiệu quả bao nhiêu. Chiến hào chỉ được vài đoạn mà rất cạn, xen kẽ mấy cái hầm ếch khoét vào vách núi. Thường thì hỏa lực cầu vồng của địch đều bắn vọt qua đầu, chỉ có cối của nó là bắn hiệu quả nhất. Linh hồn của chốt, mà chắc là của tiểu đoàn và nhiều đơn vị chung quanh, theo tôi nghĩ, có lẽ là đồng chí Hồng Gia. Gọi theo ngoài Bắc, chắc anh tên Hồng kèm chữ Gia, pháo thủ DKZ-75 của tiểu đoàn. Khi chúng tôi vào, đã nghe kể rất nhiều về tài bắn của anh rồi. Hầu như Pốt rất sợ khẩu súng này, nên chúng thường không dám đặt hỏa lực bắn lâu vào đội hình ta. Trước đó không lâu, vào một buổi tối, Pốt tổ chức một lực lượng rất lớn đánh vào G7Q16 nhằm chiếm khẩu pháo 105 đang nằm tại đây. Sau gần một giờ chiến đấu, địch chỉ còn cách khẩu pháo khoảng 40 mét. Pháo sư đoàn phải quay nòng bắn thẳng vào đội hình bộ binh địch nhưng vẫn không cản được bước tiến của chúng. Được lệnh chi viện của tiểu đoàn, dù ban đêm tầm nhìn hạn chế, đồng chí đã chỉnh pháo bắn liên tiếp trúng 6 trái vào đội hình tiến công của địch, gây cho chúng nhiều thương vong, buộc chúng phải rút lui. Còn khi chúng tôi vào được 10 ngày, vào một buổi chiều, khi tổ chốt trên núi đang ăn cơm, bất ngờ có hai thằng Pốt đi mô tô vác một cây B-41 tới bắn lên trên chốt rồi bỏ chạy mất. Lúc sau, có chiếc xe dép Thái đi tuần ngang qua,
Bình thường thì ta không bắn. Bữa đó vì bị như vậy, anh liền chỉnh pháo quất nó một trái trúng ngay bụng, lật xe bốc cháy luôn. Hôm đó pháo thái trả đũa, bắn mấy trái 155 vào sân bay, làm bật hết mấy gốc cây to rồi thôi. Chuyến công tác đầu tiên ở Mê Lai. Lần đầu tiên được trực tiếp cầm súng làm nhiệm vụ, đi tải cho chốt Mê Lai. Còn nhớ, lúc đó tôi đã vào đơn vị được 3 ngày, sau khi đã thích nghi và nắm được một phần địa hình địa vật xung quanh. Tôi được phân công cùng lực lượng tiểu đoàn đi tải gạo lên chốt vào ngày mai. Khi làm công tác chuẩn bị, các anh động viên tôi nên đổi ba lô để mang được nhiều hơn, vì loại ba lô quân khu 7 tôi được cấp lúc đó có thể tích quá nhỏ. Loại ba lô Trung Quốc mà tôi đổi để tải mang được nhiều, nhưng lại quá nặng so với sức một lính thành phố chúng tôi. Sau khi làm tất cả công tác chuẩn bị và nghe quán triệt xong, đoàn tải chúng tôi gồm 20 tay súng xuất phát lúc hơn 8 giờ sáng. Vì mùa này nhiều sương mù, phải chờ nắng lên tan bớt mới thấy đường để đi. Tâm trạng tôi lúc này không được háo hức cho lắm, mặc dù trước đó nghe nói lên chốt sẽ được nhìn qua đất Thái rất hay. Khối lượng mang nặng trên vai kết hợp với những lời dặn dò của các anh trong đơn vị đêm qua cứ làm cho tư tưởng tôi như mụ đi, lơ mơ, nhất là khi bắt đầu xuất phát ra khỏi đơn vị. Lính mới thằng nào cũng cố nhìn vô bước chân của người đi trước, sợ lạc bước thì đá mìn. Đội hình đi, cứ một lính cũ kèm một lính mới, đi khá thưa, để phòng vướng mìn sẽ hạn chế thương vong. Tôi cứ bước như vậy theo quán tính, mà chẳng có gì để nghĩ trong đầu. Được chừng non tiếng, đến một khu rậm rạp và hơi cua, lệnh trên truyền xuống. Đi thưa ra, chắc sợ mìn, chứ đi thưa làm sao thấy người đi trước. Lúc này tầm nhìn về phía trước, phía sau của tôi bị che khuất hoàn toàn. Đi tiếp một đoạn nữa, tự ước chừng khoảng 100 mét. Đột nhiên, tôi nghe một loạt đạn nổ chói tai rồi im bặt. Có tiếng gì chạm mạnh ở phía sau lưng tôi. Anh sự lính cũ bê tôi vận động lên hỏi tôi bắn gì đấy. Tôi trả lời không có bắn. Lúc này tôi như người đang mơ ngủ vậy. Một cảm giác vừa bay bổng vừa lâng lâng. Loại cảm giác mà chắc là nhiều đồng đội cũng trải qua, khi thần kinh chứng kiến một diễn tiến quá bất ngờ. Khi về đến nhà và có thời gian bình tâm suy nghĩ lại, tôi mới biết là lợi dụng vào địa hình lúc đó, một thằng tốt đã chạy cắt ngang đường, bắn vào sau lưng tôi mà tôi chẳng nhìn thấy gì cả. Nếu nó bắn từ phía trước, chắc tôi đi tiêu rồi. Vì có nhìn thấy nó, lúc đó tôi cũng không biết phản ứng như thế nào. Như vậy nhờ vào sự chịu khó mang nặng mà tôi thoát chết thật tình cờ. Đồng chí nuôi, chủ nhân chiếc ba lô cho tôi mượn, cứ cằn nhằn, sao tôi làm thủng mất hai lỗ. Viết lên thì dài, nhưng sự việc chỉ diễn ra trong tích tắc. Sau khi kiểm tra không có gì, tôi lại theo đội hình tiếp tục hành quân. Khi còn cách chân núi ước chừng hơn 100 mét, bất ngờ tôi nghe một tiếng nổ đanh gọn vang lên. Phía trước mặt tôi cách chừng 30 mét, bốc lên một đám khói xám tan rất nhanh. Tiếng rên rỉ của đồng chí bị thương vang lên, làm vang động cả một góc rừng. Có ai đó la lên, kêu đồng chí bị thương im lặng. Tôi đứng như trời trồng, mặt cắt không còn hột máu, không biết mình phải làm gì. Lúc này đồng chí sự mới đi lên, kêu tôi quan sát cảnh giới hai bên đường để các đồng chí giải quyết hậu quả. Được chừng 20 phút, tôi được lệnh tiếp tục tải lên, cõng thêm một ba lô gạo cho đồng chí ở lại để bảo vệ thương binh. Tử sĩ là một đồng chí đi ở hàng thứ 7, do chỉ bước chân không đúng lối đi của người đi trước. Một anh quê Củ Chi đi sau cũng bị vạ lây, trúng một mảnh vào gan rất nặng. Mang tâm trạng này, khi lên núi Mê Lai, tôi hết còn hứng thú, chỉ kịp quan sát thấy lúc này bên Thái trống trải lắm. Phía xa xa là con đường nhựa chạy dài theo biên giới, xa hơn một chút là hàng chục xe tăng của Thái đang phủ bạt nằm im. Sâu hơn nữa là các trận địa pháo 155 ly, cứ 3 khẩu thành một cụm. Đang quan sát, lệnh xuống núi để đưa thương tử về tiểu đoàn. Tốt tải thương của tôi có 4 người, chịu trách nhiệm tải ca thương. Lần đầu tiên trong đời, thằng lính thành phố như tôi mới cáng đáng một công việc vất vả như vậy. Sức nặng ở đầu cáng đè trên vai, cộng với những cảm giác đau buốt do các đầu cây chặt nhọn cứ liên tục đâm vào ống quyển.
Vì trinh sát không dám đi đường mòn nữa, mà vừa đi vừa chặt các đường khác để đi. Các anh đi trước có kinh nghiệm, nên chọn hướng đầu táng, đi trước, thấy đường nên tránh được. Còn tôi đi phía sau, không nhìn thấy gì, vừa bị lôi đi, vừa đau, vừa mệt quá sức. Đã vậy, khi về gần tới tiểu đoàn, vì quá đau vai, tôi đưa hai tay nắm đầu táng định đưa qua đầu để đổi vai. Nhưng vì động tác quá mạnh, võng thì đã mục nên bị tách làm hai. Đồng chí thương binh bị rớt ngay xuống đất. Một cảm giác có lỗi bừng lên trong tôi lúc đó. Dù khi về tới dê, đồng chí này không qua khỏi do vết thương thủng gan bị chảy máu trong rất nặng, chứ không phải do cái lỗi mà tôi đã gây ra. Ở Mê Lai, không biết phải viết như thế nào về một vùng đất vốn dĩ quá nổi tiếng trong quá khứ, trong cái thời nhận thức chưa được sâu sắc bao nhiêu. Giờ nghe kể lại rằng đã thay đổi quá nhiều. Đơn vị tôi vốn chỉ làm nhiệm vụ chốt chặn, hình thức tác chiến lấy cơ sở phòng ngự là chủ yếu, nghĩa là chỉ toàn giơ đầu chịu báng. Viết về tác chiến thì giống như là ca ngợi sức tiến công của địch vậy, còn mô tả cảnh vật thì thú thật. Trong hoàn cảnh chiến tranh, tâm tưởng cũng chẳng thấy mấy cảnh nên thơ, đành góp nhặt chút gì về nhận thức một thời kỳ để cùng tham gia với các anh em về một vùng đất mà mình hay hoài tưởng. Ngày đó, ở Cao Mê Lai, đúng là có nhiều điều tương phản lắm. Đêm ngồi ôm súng gác, nhìn về hướng thị trấn Thái, ánh điện sáng choang, còn phía sau lưng rừng đen như mực, chỉ có ánh sáng lập lòe của từng bầy đom đóm. Phía bên kia thì cuộc sống quá đỗi thanh bình, như chỉ trong một tầm với vậy. Còn xung quanh chỉ là mìn trái và quân thù rình rập. Chỉ chờ ta sơ hở mất cảnh giác một chút thôi là chúng đã gây cho ta nhiều thiệt hại rồi. Trong chừng mực đó, con người với hoàn cảnh như vậy rất dễ nảy sinh vấn đề tư tưởng. Nhưng thật kỳ lạ là không bao giờ tôi nghe được lời than thở hay có ai đó thổ lộ sự sợ hãi hoặc ý đồ đào ngũ bao giờ. Trong những lần tập trung hiếm hoi vì bận công tác liên tục, những lính mới thành phố chúng tôi chỉ bàn về những tình hình mình nghe được, những điều dạy bảo về các kinh nghiệm chiến đấu của các đàn anh đi trước. Thậm chí, có đồng chí còn mạnh dạn nêu lên những tình huống giả định để đối phó với địch trong tác chiến nữa. Cứ mỗi lần như vậy, anh em chúng tôi thấy hình như mình đã được trưởng thành thêm một chút, bản lĩnh như được nâng cao thêm một chút. Cứ vậy mà ra sức đoàn kết với nhau, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Mặc dù biết rằng nhiều anh trong đơn vị không được tin tưởng mình lắm chỉ vì mình là dân thành phố. Thậm chí có anh còn nói thẳng, lính thành phố tụi mày chỉ giỏi đào ngũ và vượt biên thôi. Vùng đất này nổi tiếng nhất về khí hậu thời tiết. Có lẽ căn bệnh sốt rét có từ nhiều đời, nhưng tôi chắc rằng khó có ai biết được tại sao nó nổi tiếng như vậy. Vâng, sốt rét ở Mê Lai chỉ có ai từng được chứng kiến tận mắt mới thấy nó như thế nào, căn bệnh sốt rét kèm theo từ ác tính. Nó đến rất đột ngột, không hề báo trước. Có đồng chí đang sinh hoạt bình thường, đang cầm bát cơm ăn, đang cười nói vui vẻ, bỗng ngã bật ra, dãy rủa như lên cơn động kinh. Anh em chỉ kịp giữ tay giữ chân là tát hơi, khi y tá chưa kịp mang túi thuốc đến. Bởi vậy, khi đám lính trẻ chúng tôi mới vào để tránh cho chúng tôi ngủ trưa, vì ngủ trưa rất dễ bị sốt rét, cán bộ tiểu đội trung đội thường cho chúng tôi làm công việc gì đó để khỏi buồn ngủ buổi trưa. Căn bệnh thứ hai tuy không gây chết người nhưng cũng cực kỳ khó chịu là căn bệnh lác, mà lại là lác ướt mới chết. Đầu tiên, nó chỉ hơi ngứa một chút ở dưới bẹn. Sau đó, nó lập tức phát triển rất nhanh, gây ngứa ngáy dữ dội. Khu vực nhiễm nấm lở ra, rỉ nước vàng, nhất là xung quanh đầu dương vật. Mỗi ngày, các cơn ngứa cứ tái đi tái lại 3-4 đợt, cứ gãi chảy máu chảy mủ ra. Cả đơn vị lúc nào cũng bốc lên cái mùi tanh tanh, mùi từ trong người, mùi từ chung quanh, cứ luẩn quẩn nơi lỗ mũi. Đã vậy, nước sinh hoạt lại cực kỳ hạn chế, ưu tiên như lính mới chúng tôi thì cũng 3 bữa mới được tắm một lần. Trong đơn vị, lâu lâu lại có tiếng rú lên, đó là tiếng của anh nào vừa được y tá chấm iốt,
mà iốt cũng vô cùng hiếm, chứ cũng không nhiều. Đến bây giờ, nhớ lại cái thời ấy, tôi còn cảm thấy gai người. Đã vậy, nguồn thực phẩm lại vô cùng khan hiếm. Rừng già là thế, nhưng thú rừng chẳng thấy đâu. Chắc do không nước, nên mùa khô, thú lớn phải tìm đi nơi khác. Chỉ còn lại toàn là động vật rất nhỏ, các loại thú nhỏ có cánh như chồn bay, sóc bay, đặc biệt các con gây hại như rết, bò cạp thì nhiều, mà con nào cũng to lớn, chỉ cần bị một con cắn phải, có khi nóng lạnh đến mấy ngày trời. Chúng tôi đến vào lúc mùa đông, ban ngày sương mù đến tầm gần trưa mới tan hết, mọi sinh hoạt cũng chậm lại một phần, nhưng ảnh hưởng ít nhiều đến sức khỏe là do khí hậu ở đây. Mãi cho đến giờ, tôi chưa lúc nào thấy cái lạnh ở đâu bằng cái lạnh ở Mê Lai mùa đông năm 1980 ấy. Một cái lạnh khó diễn tả thành lời. Nó như lạnh từ trong xương ra, như từ trên trời chụp xuống. Nằm co bóp thế nào cũng không chịu được. Cứ thế mà xoay sở suốt đêm, không tài nào ngủ được. Chịu được vài hôm, em nào cũng trắng giờ con mắt. Nhưng có một điều khá may mắn là vào thời điểm đó, trong đơn vị lại có một nguồn thực phẩm viện trợ khá lớn. Thứ nhất là một loại gạo của Nhật, hình như viện trợ cho Campuchia thì phải. Loại gạo hạt tròn tròn bóng lắng, cứ bỏ vô nồi, đổ nước nấu khỏi cần vo, ăn rất ngon cơm. Thứ hai là một loại dầu ăn đựng trong can vàng, cơm chỉ cần mới vô chén, đổ dầu vô ướt đẫm, cho ít nước bột ngọt pha muối vô nữa, trộn đều là chúng tôi đã có một nguồn năng lượng bổ sung, tăng sức chịu đựng rồi. Không biết anh em ngày đó có còn nhớ không? Đúng là ngày đó lính thành phố chúng tôi bị rất nhiều sức ép. Mặc dù đơn vị gần như có đủ các vùng miền, nhưng không hiểu sao cứ nghe lính thành phố là nhiều anh chỉ huy lại tỏ ra thiếu tin tưởng. Dù vào đơn vị chưa lâu đã bắt đầu có nhiều đồng đội tôi ngã xuống. Điều may mắn đầu tiên của chúng tôi là mặc dù trực tiếp công tác ở Mê Lai, nhưng suốt thời gian này, số lính mới của chúng tôi ở D2 lại không có thương vong, mà lại là của các đơn vị phía sau như D3, D1. Phải nói, thời kỳ này chúng tôi phải phấn đấu ghê gớm lắm, nhất là rất có trách nhiệm với những công tác được giao. Không phấn đấu sao được, khi mà cái gì đối với chúng tôi cũng lạ lẫm, mới mẻ cả. Có lúc cảm nghĩ không thể vượt qua được. Cầm súng chiến đấu khi đa số chỉ vào lứa tuổi 18 đến 20, nhiều anh em nghe nói là việc nhà không động đến móng tay, vậy mà mới vào đơn vị, đã phải gánh nước cáng thương, đào đất đắp hầm, ăn ngủ thất thường, tâm trạng căng thẳng, thiếu thốn đủ điều, ngay cả những nhu cầu tối thiểu nhất cũng không có được. Kẻ thù thì là những tên lính đã trải qua cuộc chiến tranh giải phóng của chúng, đã từng ăn cả bom Mỹ, rồi lại trải qua cuộc chiến biên giới với ta, chứ không phải mấy thằng post con chụp hình để tuyên truyền làm kiểu. Xét về mặt nào đó, chúng thuộc loại tiền bối của anh em ta, có khi chúng đông hơn ta nhiều. Vậy mà, khi chạm mặt, trước sức chiến đấu quả cảm của lính ta, chúng cũng buộc phải rút lui. Quả là, truyền thống lúc nào cũng phản ảnh lên tinh thần của cả dân tộc. Tuy nhiên, đôi lúc tinh thần đó cũng mang lại một chuyện khá bi hài, xin nêu lên để anh em cùng suy ngẫm. Số là đợt chúng tôi có đồng chí tên Bằng, dân Bình Chánh, thuộc lính D3, trong một lần đi công tác bị địch phục kích. Trước đó, các anh nhập ngũ trước có thỏa thuận, nếu gặp tình huống như vậy thì bắn trả quyết liệt, hô xung phong, đồng thời rút lui vì địch thường giữ thế thượng phong hơn. Nhưng vì là lính mới chưa có kinh nghiệm, khi nghe hô xung phong, đồng chí này ôm súng vận động tấn công lên. Hồi cuối thế nào thì các đồng chí cũng biết rồi. Nhiều đồng chí trách nhiệm đến mức tối gác đã hết ca, nhưng sợ đi đổi gác địch sẽ mò vào nên ôm súng gác luôn tới sáng. Nhưng lại có đồng chí ra gác mà còn chưa xác định nổi hướng gác, cứ ngồi ôm súng mà nhìn vô đội hình quay lưng về phía địch. Ôi, những ngày đầu tiên của chúng tôi như thế đó, rồi dần dần chúng tôi cũng phấn đấu vượt qua. Có rất nhiều đồng chí được đơn vị đánh giá là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tạo thành niềm tin tưởng của các cấp chỉ huy, xóa bỏ cái định kiến không hay về dân thành phố. Ít ra là đối với tiểu đoàn 2 trung đoàn 2 chúng tôi,
Để làm được như vậy, cái giá để trả là không hề nhỏ. Thật ra, đất nước mình nơi nào cũng vậy, con người thì sẽ có người tốt kẻ xấu, chuyện gì cũng có cái dở cái hay. Tôi cũng vậy, chủ yếu cũng chỉ muốn nêu lên những cái chung cái lớn, đánh giá qua việc hoàn thành nhiệm vụ của anh em đơn vị mình ngay tại khu vực mình đang công tác mà thôi, chứ còn nói đó là nhận xét chung ở một khu vực chiến trường bao la thì thú thực là không dám, vì mình có biết được hết đâu. Có những câu chuyện quá buồn, không muốn nêu ra, nhưng khổ nỗi, nếu như vậy thì mọi diễn tả của mình dường như không xác thực, có vẻ như được tô hồng quá. Thôi thì cũng xin nêu lên một phần, mong rằng anh em mình, những người đã từng hoặc chưa từng cầm súng, đọc ít hiểu nhiều, để tôi cũng bớt áy náy phần nào. Trường hợp vượt biên, đơn vị tôi trong suốt thời kỳ công tác ở hướng Mê Lai, đặc biệt là không hề có. Anh em thường vẫn tâm sự với nhau, thà nếu không chịu đựng nổi thì cứ đào ngũ quay về phía sau, đơn vị sẽ tiếp nhận nguồn bổ sung quân số mới, chứ tuyệt đối không được vượt biên. Vì như vậy, không khác nào kẻ phản bội đầu hàng địch. Đa số các trường hợp rời bỏ đơn vị thời kỳ đó là những đồng chí cán bộ đại đội, trung đội đi phép, rồi không biết vì lý do gì không quay trở lại đơn vị. Chỉ duy nhất một trường hợp lính 80 của chúng tôi đi phép đào ngũ luôn thì ác thay lại là trường hợp đồng chí có thành tích trong diệt địch được đề nghị thưởng một tháng phép để động viên. Đó là một đồng chí quê ở Bình Chánh, hiện giờ thần kinh cũng không ổn định lắm. Sau sự cố đó, đơn vị cũng cắt luôn chương trình này. Còn một câu chuyện cũng khá là đau đớn xảy ra mà cho đến giờ mỗi khi nhắc lại, anh em chúng tôi ngày ấy ai cũng thấy bùi ngùi. Đây là một câu chuyện có thật 100%, không có hư cấu một tình tiết nào, vì tôi chứng kiến từ đầu đến cuối. Số là trong đơn vị thời kỳ này có chọn một đồng chí liên lạc, cũng lính 80 như tôi, tên là Thuận, bản tính hiền lành, ít nói hay cười, thân hình khá vạm vỡ và có sức khỏe, nghe đâu là một võ sĩ quyền Anh. Vào chiến dịch C-81 đợt đầu, D-2 có nhiệm vụ mở một mũi thọc lên Mê Lai, theo hướng trục đường cũ để phối hợp với các đơn vị khác. Đơn vị vừa tổ chức phát triển lên khoảng 4 km thì đụng địch. Nắm được ý đồ của ta, chúng tổ chức tăng cường binh hỏa lực liên tục đánh xuống, không cho ta phát triển lên. Đứng trước tình hình đó, tiểu đoàn lệnh cho đội hình các đại đội rút về, tìm đường khác phát triển. Quá trình truyền đạt thế nào, đồng chí này lại đi lạc khỏi đội hình luôn. Khi đơn vị rút về mới biết, lúc này, trong dư luận, những người lính cũ rơm ran lên tin đồn là đồng chí này đã tìm cách vượt biên. Do không khí chiến dịch khẩn trương quá, anh em cũng chỉ hơi buồn rồi tiếp tục công tác bình thường. Được khoảng mấy ngày sau, vào lúc khoảng 10 giờ, thình lình phía nam C-8 có tiếng súng bắt liên lạc. Anh em biết rằng đồng chí đã mò về tới D, ai cũng reo hò. Nhưng cũng cùng lúc đó, một tiếng nổ vang dội cất lên. Do mừng quá, vì nghe tiếng súng trả lời, đồng chí cắt vô đại mà không chờ anh em ra đón, nên vướng phải mìn ta gài. Một phần vì đói khát mấy ngày, nay đuối sức quá, không qua khỏi. Cái hành động cuối cùng của đồng chí này gỡ cho anh em chúng tôi không mang tai tiếng. Đêm đó, tôi nhớ đồng chí Minh đến nằm xin lỗi tôi vì những lời nói không hay trước đó. Xin được tiếp tục kể với anh em một câu chuyện cũng khá khôi hài. Trong thời kỳ này, đơn vị tôi có một đồng chí tên Diệp Lành, gốc quận 4, Tôn Đản hẳn hoi, cùng vào chung hỏa lực với tôi, thuộc BDKZ. Được một thời gian, không nhớ vì lý do gì, đồng chí này được đưa về bộ binh thuộc C-7. Đây là một đồng chí rất lầy, thường né tránh công tác với rất nhiều lý do. Sau này lại hay trốn đơn vị, cùng đoàn tải ra trung đoàn, rồi trốn ra dân ở cốp, túi để chơi suốt cả tuần. Để răn đe, tránh cho các đồng chí khác vi phạm. Đồng chí Dê Trưởng quyết định kỷ luật phạt giam cô Nét 6 tháng ngoài trung đoàn, tương tự như phạt tù ngoài trung đoàn. Khoảng 2 tháng sau, trong một lần ra e họp, đồng chí Dê Trưởng mới phát hiện ra là nếu có phải ở tù ngoài trung đoàn thì vẫn sướng hơn Dê Trưởng ở trong chốt nhiều, không phải gác sách công tác, không gặp hiểm nguy gì, ăn có người phục vụ, thậm chí ăn xong còn có báo đọc nữa. Dê Trưởng vội vã xóa kỷ luật, đưa đồng chí này về Dê để tiếp tục công tác với anh em. Vậy mà, hiện giờ gặp nhau, đồng chí này cứ nói,
Nếu tao ở lại không về chính sách thì cũng thành sĩ quan rồi. Đúng là hết biết. Cuối năm 80 đầu 81, ta bắt đầu thực hiện kế hoạch bỏ núi Mê Lai, lùi về chốt giữ thung lũng Mo Hơn, cách Mê Lai non 10 km nhằm giảm thiểu thương vong và thuận lợi cho đường tiếp liệu. Sư đoàn bắt đầu triển khai kế hoạch đổi quân từng phần. Ở hướng trung đoàn 2, tiểu đoàn 3 hành quân vào thay tiểu đoàn 2 ở núi Mê Lai, để tiểu đoàn 2 rút về Mo Hơn, củng cố để làm nhiệm vụ chốt giữ hướng Mê Lai sau này, khi các lực lượng đã rút hết. Kết hợp lúc đó, sư đoàn đưa một lực lượng hỗn hợp lớn cùng hai chiếc M113 kéo theo hai khẩu 37 ly vừa chạy vừa bắn vào hướng bắc đường liên tục. Từ chốt D1E2 đến cầu cháy để kéo pháo 105 từ D7Q16 ra. Còn nhớ, lúc đó vào tầm khoảng 7 giờ sáng là bắt đầu nghe pháo 37 ly bắn liên tục suốt mấy tiếng liền. Trước đó một ngày, đơn vị đã triển khai và làm mọi công tác chuẩn bị xong. Chỉ chờ D3 vào chám là tiểu đoàn sẽ lập tức hành quân ra ngay. Lúc này, tin tức cứ dồn dập về tiểu đoàn. Trên đường hành quân vào hỗ trợ, tiểu đoàn trinh sát đặc công sư đoàn bị địch gài mìn phục kích, thiệt hại khá nặng. Thủ đoạn của chúng là giật trái đầu gây thương vong cho ta, sau đó chờ ta lên giải quyết thương tử thì giật tiếp trái thứ hai. Tiếc là đồng chí Dê trưởng nghe anh em ta bị thương la quá, nóng ruột chạy lên nên cũng tử thương. Có một tiểu đội của D7 ở lại để làm nhiệm vụ đốt nhà, khi xong việc thì đơn vị cũng mới vừa ra khỏi, nhưng không dám chạy theo mà chạy ngược vào để hành quân cùng với chúng tôi rút ra. Khi D3 vào đến nơi, D2 bắt đầu bàn giao địa hình và rút ra cuốn chiếu. Để bảo đảm an toàn, D2 tổ chức cắt rừng để ra ngoài mà không đi theo trục lộ. Cuộc hành quân lần này, ngoài vũ khí trang bị và quân tư trang cá nhân, tôi còn phải cùng một anh lính cũ đảm nhiệm một bàn đế cối 82. Lúc đầu mới xuất phát không có gì, đến khi đi được một đoạn, khi bắt đầu thấm mới thấy ê ẩm. Đồng chí đi trước được một đoạn đã bắt đầu kêu thay rồi, còn mình lính mới cứ dáng mà theo, không dám kêu đổi gì hết. Chừng nào anh ấy muốn thay thì thay. Khi đội hình nghỉ giải lao, anh em cứ bỏ phịch xuống nghỉ. Riêng tôi kiếm một thân cây lớn lớn để dựa bàn đế vào, chứ mỗi lần đeo lên đeo xuống, ngắn lắm. Đã vậy, trinh sát sợ đi sát đường đá mìn hay sao mà cắt sâu quá đến 2 ngày mới về đến trung đoàn. Lúc này, vào khoảng 6 giờ chiều rồi, D2 mới ra được chốt C5, cách đội hình khoảng 2 km. Do khát quá, tôi liền dừng lại uống mấy ngụm nước do mấy anh ở chốt C5 mang ra, trong khi đội hình tiếp tục đi. Được khoảng chừng 70 mét, bỗng một tiếng nổ đanh gọn vang lên. Đồng chí đi trước tôi lúc nãy vác nòng, bị phục kích giật mìn, chết ngay tại chỗ, trong khi phía trước đi cả trăm người. Tiếng pót rú lên sung sướng phía trong rừng. Đạn nhọn của ta bắn quyết liệt đỏ rực về phía đó. Đúng là cơn khát đã cứu mạng tôi trong gang tấc. Thung lũng Mo Hơn. Từ ngã ba con voi đi theo trục đường về hướng Mê Lai khoảng 4 km là tới khu vực cốt. Đó là một khu vực có nhiều cây ăn trái các loại, đặc biệt có rất nhiều gốc xoài cổ thụ. Gần về phía cuối có một dòng suối chảy cắt ngang từ bắc xuống nam. Đó là một con suối khá lớn, mùa khô nước còn rất nhiều, sâu và lạnh ngắt. Có rất nhiều cá và có nhiều con rất to. Bắc ngang dòng suối này là một cây cầu gỗ lớn do công binh làm để xe các loại chạy lên hướng Mê Lai. Anh em E2 thường gọi đó là cầu 30. Từ đây đi tiếp theo đường D khoảng 4 km nữa thì đến cầu 20. Đó là khoảng tiếp giáp giữa đường D từ hướng con voi vào và đường D từ hướng mỏ vẹt cắt qua. Địa hình hai bên đường là rừng dầu thưa, không đều, xen kẽ chẳng trống. Cầu 20 thời gian đầu chỉ chốt bởi từ 6 đến 7 đồng chí. Về sau do tính chất ác liệt của cuộc chiến nên quân ta lên đến một trung đội tăng cường. Tiếp tục phát triển về hướng Tây 2 km nữa là đến đoạn dốc. Khu vực đứt gãy của đoạn đường đê chống lũ, độ dốc xuống khoảng từ 3 đến 4 mét. Đi tiếp 2 km nữa thì đến thung lũng Mo Hơn. Đó là một khu vực địa hình tương đối bằng phẳng, rậm rạp về hướng Bắc. Lên sâu một chút là một khu rừng dầu trồng từ thời Sihanouk,
thẳng tắp thành hàng, kéo dài đến biên giới Thái. Hướng nam, địa hình ít rậm rạp hơn, có nhiều khu vực chẳng chanh, xen kẽ cây lút xút. Hơi lệch về tây nam là rừng tre gai tương đối dày, có nhiều đám mây lớn. Còn đi về hướng Mê Lai, cây cối nhiều tầng, xen kẽ tre gai và các con đường xe chở gỗ lâu đời. Không biết từ xưa nơi đây có dân cư sinh sống không, nhưng sau này khi xe tôi về tổ chức làm lô cốt, khi đào đất thì phát hiện rất nhiều bộ xương người chôn ở hướng nam. Nghe dân kể lại thì ngày xưa đây là một trại tập trung dành cho những người bị bệnh hủi thì phải. Tiểu đoàn tôi đóng quân theo đội hình phòng ngự, dựa vào hai bên trục đường từ đông đến tây là 700 mét, từ bắc đến nam là 300 mét, hướng bắc đường 200 mét và nam đường là 100 mét. Cụ thể, bắc đường từ đông sang tây lần lượt là C7 thông tin, một khẩu 12 ly 7 của C8 phối thuộc, trinh sát C5, trong đó hướng C5 là chủ yếu, còn nam đường lần lượt là C8 hướng đông, rồi đến C6 hướng tây. Nhìn chung, đây là một khu vực địa hình tương đối bất lợi, kể cả trong tiến công lẫn phòng ngự, vì rất thấp, không có vật che đỡ, dễ bị quan sát và chỉnh pháo. Nhưng đây lại là khu vực có hồ nước, dân đào từ xưa, ta phải dựa vào đó để có nước sinh hoạt. Về thực tế chiến trường, sự tương quan cũng bất lợi nhiều cho ta, vì nhìn trên bản đồ, mo hơn như cái gai đâm vào lòng địch. Các căn cứ địch trải dài từ Mê Lai kéo dài về tận Mỏ Vẹt. Cuối năm 1980, đầu năm 1981, Trung đoàn 2 Công an Vũ Trang đã xếp đội hình theo đúng ý đồ của sư đoàn, lúc này E bộ về chốt giữ Phung Viêng thay E4, D2 thì chốt ở Mo Hơn, D1 từ giữa Mo Hơn lên Cầu Cháy, D3 đảm nhiệm chốt ở Mê Lai. Như vậy, theo bản đồ tác chiến thì E2 đảm nhiệm phòng ngự thành một đường thẳng kéo dài từ Phung Viêng, Nimitz cho tới Mê Lai. Lúc này, Mo Hơn được đánh giá như một điểm phòng ngự phía sau và đường từ Nimitz xe có thể vào thẳng tới Dê được. Ở đơn vị tôi có một quy định mà không biết các đơn vị khác có giống không, là các đơn vị hỏa lực cũng công tác chiến đấu như bộ binh, đặc biệt là cùng kết hợp với Dê bộ làm nhiệm vụ chốt cầu thông đường, chốt đường khi có yêu cầu của tiểu đoàn. Bê cối của tôi, thời gian đầu mới về thì còn được trên dưới 10 đồng chí hai khẩu đội, chỉ được khẩu đội phối thuộc D là không phải công tác, còn khẩu đội ở C vẫn phải phân công công tác như bộ binh, cũng phục kích, trinh sát, tập kích và đặc biệt thường xuyên làm nhiệm vụ thông đường. Kể cả sau này, khi quân số bị thương vong nhiều, chỉ còn 5 đồng chí cho hai khẩu đội, nhiệm vụ của chúng tôi vẫn không hề thay đổi. Thiệt hại đầu tiên của chúng tôi và cũng là của các đơn vị khác là khi làm nhiệm vụ thông đường. Số là lúc này từ đơn vị lên D1, lúc đó có một đường dây hữu tuyến chạy dọc theo đường. Không biết có phục vụ cho tác chiến nhiều không, nhưng địch thường ra cắt dây xong gài mìn phục lại, chờ cho lính ta ra nối dây là giật, sau đó lại chờ lúc ta vận động lên để cứu chữa thương binh giật tiếp. Kể cả khi không có đoàn ra vô, hàng ngày vẫn phải tổ chức lực lượng đi trên đường, đúng là làm bia cho chúng giật. Gần như ngày nào cũng có mấy ca bị tử thương vì mìn, đến nỗi có những đồng chí đồng hương tôi chưa tiếp xúc lần nào đã hy sinh mất mát. Ngồi trong nhà, thấy anh em khiêng qua chỉ kịp hỏi ở đâu và nghe trả lời quê quán là mất hút. Đa số anh em chúng tôi hy sinh lúc đó đều dân Tân Bình, vì Tân Bình là địa phương kết nghĩa với sư đoàn 5. Lúc này, tôi bị một cơn sốt rét rừng quật ngã lần đầu tiên, được về viện sư đoàn điều trị hết 20 ngày, thoát được khoảng gần mấy lần thông đường, cứ 2 đến 3 ngày phải đi một lần, nên có khi bây giờ mới còn ngồi đây. Về lại Mo Hơn. Vậy là tôi đã được nếm trải qua cơn sốt rét đầu tiên, cảm giác có đồng chí đã diễn tả qua rồi, riêng tôi thì lại còn bị hiện tượng quáng gà nữa chứ. Cứ chiều đến thì hai mắt nảy lom đóm, tối mờ mờ, nhìn thật khó khăn. Bởi vậy, cứ tầm chiều là tôi tranh thủ vệ sinh cá nhân các cái xong, ngồi một chỗ luôn, không dám bước đi đâu. Nằm viện e được 3 ngày, tình hình ngày càng trở nặng, cứ chiều đến là có cảm giác như tim mình bị ai bóp nghẹt thở không có hơi, các cơn nóng lạnh, mức độ ngày càng tăng. Lúc này,
Ngoài tôi ra còn có 5 đồng chí nữa. Trung đoàn phải xin trực thăng của sư nhưng không thấy, liền tổ chức dùng xe trung đoàn vận chuyển từ Mo Hơn ra sư đoàn. Khi ra đến đâu đó ở khoảng đồng trống vừa qua ngã ba con voi được một đoạn, thì tôi nghe văng vẳng có tiếng trực thăng xa xa, nghe anh em la hét rồi hôn mê luôn, không biết gì nữa. Khi tôi tỉnh dậy hỏi thăm mấy chị y tá sư đoàn, lúc đó mới biết mình đã hôn mê đến 5 ngày. Thời gian đó, ba đồng chí đi cùng đợt của tôi đã không qua khỏi. Lúc này, tôi được nằm trong một phòng có đóng ván xung quanh, kê được khoảng 4 cái phản và bộ bàn ghế để y tá trực. Được khoảng 3 ngày sau, nhìn qua đồng chí nằm kế bên, thấy dãy giụa mấy cái, tôi la lên mấy tiếng, y tá chạy vào nhưng không cứu kịp nữa. Vậy là 6 anh em chúng tôi bây giờ chỉ còn lại có 2 là tôi và đồng chí Lộc, lính Phú Nhuận, nhập ngũ cùng đợt. Đồng chí này sau về đơn vị có biệt danh là Ma Sốt Xét. Anh em rất khoái đi công tác chung, vì đang công tác thì bỗng lên cơn sốt rét dữ dội phải khiêng về. Có lần đi thông đường, đá phải trái KP2, nổ tái bốp, văng lên cả chục mét, rồi rớt xuống vì địch tra kíp ngược. Anh em ai cũng bảo cao số. Vậy mà khi đơn vị chuẩn bị bàn giao cho bạn để rút ra, đồng chí ra gỡ mìn do ta gài cùng một đồng chí khác thì bị nổ, hy sinh cả 2. Sốt rét đã cực là vậy, mà khi mới vừa cắt sốt cũng cực không kém. Đang thời sức ăn lại sốt rét vừa dậy, thấy cái gì ăn được cứ muốn bỏ vô miệng mà nhai ngấu nghiến hết. Mà có gì để ăn đâu. Không biết có đồng chí nào nhớ tại sao thời đó tiêu chuẩn bệnh binh sốt rét lại cao hơn tiêu chuẩn của thương binh không? Anh em cho rằng đơn giản thương binh chỉ mất máu một lần, còn sốt rét mỗi lần lên cơn là mỗi lần mất máu. Bởi vậy, khi cắt cơn sốt xong, người ta thèm ăn kinh khủng. Cứ vừa mới ăn xong là đã thấy đói. Chúng tôi dùng đủ mọi cách, miễn là có cái gì bỏ vô bụng, từ tận dụng cơm cháy, mò ốc mò cua, xin xỏ dân ca, hái cả vú sữa non, mà không hái từng trái, có đồng chí leo lên đạp cả cành, phía dưới cứ bung lại bứt ăn, thậm chí kể cả ăn cắp. Tôi nhớ, lúc đó bếp ăn mới lãnh thịt heo về, các đồng chí đàn anh mới lên thèo lấy cục mỡ, vì sợ lấy thịt bị phát hiện. Tôi cũng được chia cho một cục mỡ cỡ 2 ngón tay, dài khoảng 2 tấc. Lấy đũa xiên qua, xong canh chạy xuống bếp, lợi dụng lửa than còn hơ qua hơ lại, cho hơi cháy đều 4 mặt, rồi đi kiếm chỗ vắng, ngồi thưởng thức một mình, ngon không thể tả. Ngoài ra, tôi còn hay theo đồng chí Lộc ra chợ, vì đồng chí này biết sửa đồng hồ nên thỉnh thoảng ra chợ sửa giúp dân kiếm tiền ăn thêm. Khi thấy sức khỏe tạm ổn, sẵn dịp có xe chở gạo về trung đoàn, tôi liền xin xuất viện theo xe về, mà không biết lúc này trung đoàn đã về Phum Viêng, nên tới ngã ba con voi tôi liền xin xuống xe để chờ có người thì xin đi theo vào đơn vị. Ngờ đâu suốt 3 ngày liền mà chẳng thấy có ai vô. Thời lính mới, đúng là thiếu kinh nghiệm. Trung đoàn cũng gần mà chẳng tìm đến, cứ đứng sớ rớ ở cạnh nhà dân cả ngày, bụng thì đói, tiếng tăm thì không biết. May mà, dân ni mít ngày đó cũng khá tốt. Đến chiều tay chủ nhà mới ra, nói gì đó tôi cũng không hiểu. Chỉ ra hiệu đơn vị ở trong đó, đang chờ có người để vô. Lát sau chủ nhà, tôi nhớ, chắc cũng lớn hơn tôi vài tuổi, có vợ và một đứa con nhỏ. Liền dọn cơm ra cho tôi ăn, đồng thời cho tôi mượn một cái võng để mắc ngủ. Cuối cùng, chờ lâu quá mà không thấy đoàn vào. Sau khi hỏi thăm kỹ lưỡng, tôi quyết định một mình đi vào Mo Hơn, mà không có thứ vũ khí gì trong tay để tự vệ cả. Ngày đó anh em dù có đi đâu, làm gì, ở chỗ sung sướng thế nào, đều muốn quay về đơn vị, càng sớm càng tốt, vì đó mới là nhà mình. Nghĩ sao làm vậy, sáng hôm đó, sau khi chào chủ nhà xong, tôi liền hành quân một mình để về đơn vị. Qua ngang khu vực cốp, lúc này là một tiểu đoàn bạn đang đóng, nên cũng chẳng ghé làm gì, tiếp tục đi luôn. Chỉ khi đi qua một đoạn, thấy có mấy thằng chạy ra trục lộ chỉ trỏ về hướng tôi đi. Qua cầu 20 lúc này cũng vắng hoe, vì tầm trưa trời nắng quá, anh em rút vô hầm ngủ hết trơn. Đành tiếp tục đi trong tâm trạng cô độc không thể tả nổi.
rồi cuối cùng cũng về đến tiểu đoàn sau mấy tiếng đồng hồ một mình quốc bộ, trong niềm vui khó tả vì được gặp lại anh em. Nghe tôi kể, anh em ai cũng há hốc mồm vì kinh ngạc và cho biết rằng đoạn đường từ ngoài vô giờ đã mất an toàn, bọn địch đã bù bám tổ chức gài mìn phục kích và cũng bắt đầu gây thương vong cho ta. Đúng là quá may mắn và cũng quá bất ngờ cho tôi, mới có hơn 20 ngày mà có nhiều thay đổi quá. Dẫu sao, tôi cũng đã về tới đơn vị an toàn. Mo hơn 1981. Lúc này, D1 của trung đoàn tôi đã thay đổi đội hình chuyển về hướng Nam Mo hơn, cách tiểu đoàn tôi khoảng 6 km về hướng Nam Sấp. D3 thì vẫn còn kẹt lại Cao Mê Lai giải quyết các vấn đề về hậu cần trước khi có lệnh rút quân. Phía D2 chúng tôi, các bộ phận bắt đầu bung rộng ra xung quanh trinh sát thực địa để hoàn chỉnh các phương án tác chiến và các cự ly để chi viện hỏa lực khi cần. Toàn bộ hầm hào công sự đều phải củng cố lại hoàn toàn, vì trước đây khu vực này chỉ là hướng thứ yếu, tính chất có vẻ tạm bợ, còn chúng tôi bắt đầu cảm giác mức độ ác liệt của nó trong thời gian ngắn nữa thôi, khi tiểu đoàn 3 bắt đầu rút quân sang hướng khác. Công việc của đơn vị tôi lúc này như một guồng máy chạy hết công suất. Ngoài gác sách, trinh sát, phục kích, bảo vệ địa hình, công tác đột xuất, còn lại tập trung vào củng cố, thậm chí có lúc phải đắp trận địa vào ban đêm. Nói chung, cả đơn vị đều cuốn vào cái không khí rất khẩn trương của một sự chờ đợi, điều gì đó không diễn tả được. Sự thương vong lúc này chủ yếu là công việc thông đường, mà C tôi và D bộ đồng chịu trách nhiệm, để ưu tiên cho các đại đội bộ binh tập trung lực lượng hoạt động lên phía trên. Hướng Thái Lan, tiếng xe vận tải chở nặng cũng chạy ầm ì trong đêm, cũng đang có một sự thay đổi lớn bên hướng đó. Trước khi tiểu đoàn 3 rời bỏ hoàn toàn núi Mê Lai ít ngày, vào một buổi trưa, khoảng tầm 11:30, tôi có dịp nhìn lại chiếc trực thăng của sư đoàn lần cuối khi nó vào để bốc hai hài cốt của hai đồng chí liệt sĩ trên đó về nghĩa trang sư đoàn. Tiếng bay nghe thật buồn như lời chào bao nhiêu linh hồn của bao nhiêu người lính đã ngã xuống trên ngọn núi đó. Rồi tiểu đoàn 3 cũng bắt đầu rút quân. Đêm trước khi rút, tình cờ post vào tập kích, chúng đã bị phản ứng bằng một trận quyết liệt nhất mà chúng có thể tưởng tượng ra. Quân ta bắn ra phía ngoài đội hình bằng tất cả các loại súng, kể cả khu vực không có tập kích vào. Các loại mìn bố trí để dập xung quanh cũng đều bị dập để phá hủy hết. Vậy mà ta cũng phải bỏ lại một lượng vũ khí lương thực rất lớn. Chúng tôi ở dưới này cũng tranh thủ nấu nước và bắt cá về kho sẵn để khi anh em ra có cái ăn uống. Nhưng D3 đi lạc rừng mất mấy ngày, chết khát mất hai đồng chí. Sau này hoạt động về hướng đó, chúng tôi phát hiện rất nhiều quân tư trang và đạn dược, có cả đạn B-40 anh em bỏ lại vì đuối sức chạy dọc theo đường hành quân. Sau đó D3 được xe trở về giữ chốt Tà Pong Ground, nhưng trên đường vào bị vướng mìn, thương vong khá nặng, trên dưới 30 ca. Đến lúc này, dê tôi mới thực sự đứng trước áp lực của cái thế, phía trước một bên sườn và phía sau là địch. Lúc này cũng đánh hơi được tình hình bố phòng của ta, lại được quan thầy Hà Hơi tiếp sức chi viện tối đa, nên bốt bắt đầu tập trung lực lượng lại. Tin quân báo báo về, các đơn vị sừng sỏ của địch bắt đầu tập trung bố trí ở một căn cứ nằm ở hướng bắc tiểu đoàn, đang ra sức luyện tập và trang bị lại. Rất gần, ban đêm chúng tôi còn nghe rõ tiếng trống lâm thôn của chúng bập bùng, mặc tệ. Một phần vì lực lượng của mình cũng yếu, một phần vì mình không đánh được qua đất Thái Lan, đành phải chờ chúng tấn công rồi mới phản ứng lại được. Các dấu vết bu bám của địch ngày càng nhiều, đường từ Mo Hơn ra trung đoàn đã bắt đầu thực sự mất an toàn do bị địch tổ chức gài trái và phục kích thường xuyên. Cho nên, việc thông đường của chúng tôi bây giờ có một phần còn tùy thuộc vào may rủi nữa. Cũng chính vì yếu tố này mà bây giờ tôi mới dám kể ra đây với anh em một sự thật không biết vui hay buồn. Nhưng thôi, mình cứ nghĩ, trước sự sống và cái chết để sinh tồn, người ta phải nghĩ ra một kinh nghiệm để mà vượt qua thôi, đó cũng là một quy luật. Số là, thông thường nếu chúng tôi thông đường, thì từ Mo Hơn ra cầu 20,
khoảng 4 km, chỉ cần đi 3 đồng chí, còn đi suốt từ tiểu đoàn bộ ra tới cốt khoảng hơn 8 km thì cần 5 người. Chúng tôi đi rất thưa, cả 100 mét một đồng chí để tránh bị sát thương nhiều nếu địch có giật mình. Cự ly là như vậy, còn lính mới như tôi thường hay được phân công mang hỏa lực như B-40 hoặc RPD vì địch hay nhắm vào đối tượng này để rượt trước. Mỗi khi làm nhiệm vụ thông đường, tôi thường được phân công mang B-40 một khẩu và 6 trái đạn, nhưng không bao giờ vác trên vai mà chỉ kẹp xuôi theo người, đạn trút xuống đất, nhìn xa như đang khoác khẩu AK vậy, cho đỡ một phần nào. Nhưng còn một nguy cơ nữa mà mãi sau này khá lâu tôi mới biết là nếu hôm nào đi ít lính mới, nhiều lính cũ, cứ lính mới đội mũ mềm, các anh sẽ đội mũ cứng và ngược lại. Theo quan niệm, thằng địch đang nắm dây mình sẽ nghĩ tay nào đội mũ khác sẽ là lục thum, ông lớn. Mặc dù thực tế đã không xảy ra như vậy, nhờ tình cờ thấy một anh chạy đi đổi cái mũ khác mà tôi mới phát hiện ra điều đó. Giờ nhắc lại kỷ niệm này như một chuyện buồn của một thời, sự sống và cái chết chỉ cách nhau trong gang tấc, chứ không thể trách ai. Âu đó cũng là do bản năng sinh tồn mà con người mới nghĩ ra được những chuyện như vậy. Buồn cười là dù hay được phân công mang B-40 và RPD mỗi lần đi công tác, nhưng tôi chưa lần nào nhắm bắn được bốp trái nào có hiệu quả. Một là tính tôi vốn cẩn thận, nếu không nhìn thấy mục tiêu thì sẽ không dám bắn vì sợ bị kỷ luật, không như một số đồng chí cứ bắn đại đi cho nhẹ đạn. Hai nữa, khi cần bắn thì ẩm liều không bay được hoặc không nổ. Có một lần thông đường qua cầu 20 khoảng hơn 1 km, đồng chí Long đi đầu phát hiện mục tiêu la hoảng lên, vừa chạy vừa bắn ngược lại hướng tôi. Tôi liền áp sát về hướng nam đường là hướng bắn của đồng chí này, thì phát hiện mục tiêu chạy cắt xéo từ trên xuống cách tôi khoảng 50 mét. Rất nhanh, tôi lấy đường ngắm và bóp cò, xong vận động lên khoảng 20 mét, đồng thời lắp xong trái thứ hai, thì phát hiện mình đã bắn một quả B-40 trúng bụng một con bò hoang. Bữa đó, nhà nước thì lỗ vốn, còn anh em khen tôi bắn tốt ghê. Nhiều khi nổ súng chỉ là đơn giản như vậy, nhưng cũng làm cho anh em ở nhà lo sốt vó luôn. Còn một điều nữa cũng không kém quan trọng mà suýt chút nữa tôi quên. Ở đoạn trên, tôi có đề cập đến dân Nimitz ngày ấy. Khi tôi về đơn vị không lâu là Tết. Trước Tết 2 ngày, lính ta ra chợ rất đông. Tầm hơn 9 giờ, bất ngờ pháo 105 của Thái bắn một quả qua chợ Nimitz, phá hủy một số tài sản và gây thương vong cho dân thường. Sau sự cố đó, để bảo đảm an toàn, ta buộc lòng phải di rời dân về cốt túi, cách ngã ba con voi khoảng 7 km về hướng Sisufon. Từ lúc đó, con voi bắt đầu đứng lặng lẽ suốt bao nhiêu năm. Một trận chốt cầu. Đó là trận chốt cầu 20, đoạn tiếp giáp giữa bờ đê Mỏ Vẹt giao nhau với trục đường đê từ cốt vào Mo Hơn. Khoảng cuối tháng 3 năm 1981, do 7 đồng chí chốt giữ, trong đó có tôi, lính mới, và là lính thành phố duy nhất. Trước đó không lâu, tổ chốt của trung đoàn gồm 6 đồng chí, lúc này lực lượng của ta còn ở Mê Lai, đã bất ngờ bị bốt tấn công vào ban đêm, phải bỏ chốt chạy. Nên khi về tiếp quản Mo Hơn, nguyên tắc của tiểu đoàn là chỉ cho lính cũ chốt giữ thời gian đầu, gồm 4 đồng chí C8 hỏa lực và 3 đồng chí thuộc dê bộ, do đồng chí B, B trưởng cối 82 chỉ huy. Lúc này, đồng chí Vinh cối 82 được giải quyết phép. Để qua phát triển nên buộc lòng các anh ở B phải cử tôi ra thay, còn lại là các anh lính 76 đến 780. Đội hình được phân bố như sau. Hướng đông cầu từ cốt vô là 3 đồng chí. Anh B, B trưởng B cối phụ trách cầu, anh Lực y tá tiểu đoàn và anh Cương A trưởng B12-7. Hướng tây cầu là 4 đồng chí. Anh Tiến trinh sát tiểu đoàn, anh Mãnh A trưởng BDKZ, anh Hiền anh nuôi tiểu đoàn và tôi. Về trang bị, chốt có 2 B-40, 1 RPD, còn lại là AK, lựu đạn và mìn quân khu 7. Đây là một vị trí án ngữ rất quan trọng cho tuyến đường, nhưng lại khó bố trí vì lệ thuộc vào bờ đê, nằm ngay góc giao nhau như chữ L nên khó chi viện cho nhau nếu địch tấn công ngay góc khuất. Bên hướng nam cầu có một hồ nước sâu do hố bom thời Lon Non để lại, địch không thể tiến công vào.
Trước đó 3 ngày, anh B có rủ tôi đi men theo bờ đê về hướng mỏ Vẹt để bắn chim giang, thì phát hiện nhiều dấu vết của địch trinh sát nên phải quay về. Lúc này, kiểm tra lại bố phòng thì lựu đạn đã sử dụng đánh cá gần hết. Tôi phải lấy 4 trái mini của Mỹ ra chia bớt lại cho các anh. Số là trung đoàn 2 ngày đó giàu đồ Mỹ lắm, được trang bị từ bên nước lận, nhất là lựu đạn mini, lính mới qua em nào cũng có. Đêm đó trăng sáng, tầm 9 giờ, các anh tiến, bỗng nghe tiếng mình nổ khô khốc ở hướng bắc. Phản xạ tự nhiên, tất cả anh em đều bật dậy xách súng ra khỏi hầm, triển khai vào các vị trí chiến đấu, nhưng không phát hiện gì. Thực tế, trong quá trình triển khai bao vây chốt, một thằng bốt đã trúng quả QK7 ta gài, khả năng không chết, nhưng bị thương khá nặng, mất máu nhiều. May cho địch là nó không la. Quay trở lại hầm ngủ với tâm trạng đó, tôi cứ mơ màng không chợp mắt được. Đột ngột, bầu trời bên ngoài sáng rực lên, tiếng hỏa lực nổ dồn dập làm tim tôi như muốn ngừng đập. Lặng yên giây lát, tôi bừng tỉnh, xách súng chạy ra chiến hào, bao xe đạn đã mang lúc nãy rồi. Khi đã nhảy được xuống chiến hào quan sát xung quanh, tự dưng tôi bỗng buột miệng than thầm một tiếng, trời ơi, lần đầu tiên tôi mới thấy một mật độ hỏa lực dày đặc đến như vậy. Đạn bê các cỡ của bốt cứ đan qua đan lại trên đầu, không biết bắn từ bao nhiêu khẩu nữa, kéo vòng từ hướng nam sang tây qua tới bắc, thi nhau nổ loạn xạ vào bờ đê và các cụm cây mọc xung quanh như pháo hoa. Kết hợp đạn lửa từng chùm, đạn 12 ly 8, lửa bằng cỡ nắm tay, đan qua đan lại trên đầu sáng rực, tiếng la hét, thổi còi của bốt cứ vang lên từng chập. Thú thật, người yếu bóng vía lúc này có thể bật lên khỏi chiến hào mà bỏ chạy quá. Giữa lúc đang sững người không biết phản ứng ra sao, tôi bỗng nghe anh Tiến trinh sát quê Hải Phòng la lên. Bình tĩnh em, không việc gì đâu, đợi nó vào rồi hãng bắn. Tôi lập tức chấn tĩnh lại và bắt đầu quan sát. Vì đoạn chiến hào tôi đang đứng quay về hướng chính bắc nên nhìn xéo qua vai phải, tôi thấy hướng đông cầu, đoạn tiếp giáp giữa hai bờ đê của ta có một đồng chí phát hỏa một trái B-40 về hướng địch. Ngay lập tức, nhiều hỏa điểm địch xuất hiện phản pháo về hướng đó, lửa văng tung tóe. Đó là phát bắn của anh B, cầu trưởng, bị phản hy sinh ngay lúc đó do bị một mảnh găm vào đầu, dù anh đã hụt xác chiến hào. Tôi quay súng ngắm vào hỏa điểm gần nhất, bắn liền mấy loạt và cảm thấy mình bắt đầu bình tĩnh trở lại. Sau hàng loạt hỏa lực dồn dập mà vẫn thấy ta phản ứng bình thường, bốt bắt đầu thay đổi chiến thuật. Chúng bắn có chọn lọc hơn, bọn phía trước tích cực vận động qua lại, la hét thổi còi từng chập, thậm chí gọi hàng ta bằng tiếng Việt Nam. Bọn hỏa lực phía sau cũng vận động tập trung lại thành nhiều khẩu. Khi thấy hỏa điểm ta bắn ra đám phía trước, lập tức chúng phản lại một lúc mấy trái bê liền, rung rinh cả một tuyến đê. Ta cũng bắt đầu vận động để đối phó. Tôi lúc thì bắc đường, lúc nam đường, mỗi hướng bắn vài loạt. Phía trước có anh Tiến và anh Mãnh chốt giữ không phải lo, nhưng bên nam đường, anh Hiền không dám chui ra khỏi hầm, kêu thế nào cũng không được. May nhờ có hồ nước cũng đỡ. Sau chừng hơn 40 phút chiến đấu, địch bắt đầu áp sát đội hình. Bằng mắt thường tôi nhìn thấy chúng khá rõ, dù ban đêm. Hướng nam, chúng bắt đầu tiếp cận hồ nước. Dùng B đứng ngắm bắn như chỗ không người, nhưng đạn đều vọt về hướng đông, nổ ngoài đội hình, chỉ một số ít chạm được bờ đê, không gây thương vong gì cho ta. Hướng anh Mãnh, anh Tiến bị che khuất, không thấy được bọn này, vì bờ đê cũng là đường đi, khúc này dày tới hơn 6 mét. Sực nhớ khẩu B-40 lúc này nằm trong hầm không ai lấy ra sử dụng, tôi liền chui vào đem ra, kê lên bờ đê nằm vào tốp bốt gần nhất, dương búa bóp cò mỗi quả 3 lần, 3 quả. Không quả nào điểm hỏa cả, cảm giác như rút ra ném nó cũng u đầu. Vậy mà, có lẽ do ta bảo quản không tốt, tôi đành lại dùng AK bắn tiếp. Lúc này nghe anh Tiến la lên, gọi tôi giật mình. Tôi vội chạy qua bắc đường vì dây giật mình đang ở đó. Đó là một quả DH-10, bố trí ngay khúc cua quẹo hướng dê, hướng thổi, lại quay về hướng ta, ngược từ dưới hất lên. Lúc này, một thằng bốt đang nằm ở đó bắn vế hướng anh Mãnh quyết liệt. Một viên đạn lửa cắm trước mặt, làm cả cái đầu anh bị phản chiếu nhìn thật kỳ dị. Tôi chỉ kịp làm động tác nắm dây kéo mạnh, một tiếng nổ kinh trời vang lên, khói đen trùm kín cả trận địa khét lẹt. Tiếng súng hai bên bỗng ngừng bặt, người tôi như bị tung lên một cái.
Sau đó, địch lại tiếp tục tiến công vào trận địa ta quyết liệt hơn. Lúc này ta chỉ còn đối phó với chúng bằng đạn nhọn. Khẩu trung liên do anh Cương chốt giữ ở góc chữ L ngay từ đầu đã bị kẹt đạn cho đến giờ. Nhưng lúc này, quân ta đã quá điềm tĩnh. Tôi vừa bắn, vừa cố nhớ những lời dạy của các đàn anh hay truyền đạt cho mình những lúc rảnh rỗi. Bỗng tôi phát hiện, phía trước vị trí đứng của mình khoảng 20 mét, có hai thân gỗ nằm yên. Trong khi ban ngày, mình đâu có thấy thân gỗ này. Tôi dê súng, nhắm vào đó, bắn liền mấy loạt. Hai thằng Pốt vội đứng dậy, tháo chạy ra ngoài. Khẩu 12-8 của Pốt lúc này mới quét dữ dội vào đội hình của ta. Cứ quét từ hướng bờ đê mỏ vẹt về hướng đoạn cua, các loại hỏa lực của địch cũng bắn cấp tập vào trận địa ta. Có tiếng phụ nữ nói bằng tiếng Việt. Hàng đi, không thì chết. Anh Tiến chửi lại. Tôi cũng bắt chép chửi. Con cỏ. Chợt anh Tiến nói lớn. Yên chí đi, nó hù đấy. Nó sắp hết đạn chuẩn bị rút quân rồi. Lát nữa nhảy lên chiến hào, vạch cờ ra. Nó cũng không còn đạn để bắn. Trên đầu bỗng có tiếng xè rồi oanh oanh mấy tiếng. Thì ra cối 82 tiểu đoàn bắt đầu bắn chi viện. Sau này mới biết, khi bắt đầu nổ súng đánh cầu, lập tức cối các cỡ của Pốt cũng bắn vào tiểu đoàn như bắp rang suốt cả tiếng đồng hồ. Tiểu đoàn phải điều một trung đội của C7 yểm trợ một khẩu cối 82 vận động khỏi đội hình 1 km mới bắn chi viện được cho cầu. Sau khi trinh sát thực địa và tổng kết, có ban chỉ huy trung đoàn vào động viên, ta xác định lực lượng Pốt có khoảng 100 tên, gồm 80 tên và một khẩu 12-8 đánh cầu, còn khoảng 20 tên và một khẩu 12-8 nữa bố trí cách đông cầu khoảng 1 km làm nhiệm vụ chặn viện từ hướng tốt vô, đồng thời đón lõng nếu ta bung chốt chạy về hướng đó. Do không đạt được ý đồ, nó bắn banh vào một bụi cây to. Ta hy sinh đồng chí cầu trưởng, còn địch không xác định được, chỉ có dấu máu tên bị thương do dính mìn QK7. Còn chỗ nổ mìn DH10 thì chi chít mảnh quần áo bằng cỡ ngón tay. Vỏ đạn 12-8 hốt đầy cỡ 2 thúng, còn chốt rụt nụ xòe lựu đạn chày, đếm không xuể. Thắng lợi của ta là giữ được trận địa vững vàng, nhưng đối với tôi, phải chi anh B đừng hy sinh thì hay biết mấy. Sau trận này, tôi cũng trưởng thành lên rất nhiều. Có một điều sau này nghĩ lại, tôi thấy mình ngu hết sức, cứ tưng tức trong bụng. Phải chi, cháy mini đừng để dành cho mình khi nguy khốn, đêm đó rút chốt thảy xuống đầu hai thằng Pốt thì đã trả thù cho B trưởng mình rồi. Anh em trong đơn vị, mỗi người thường thủ cho mình một trái, coi như vật bất ly thân khi đi công tác, sợ nếu bị Pốt bắt sống thì có cái cưa đôi với nó. Mùa khô ở mo hơn. Ban ngày vẫn nóng như bao nhiêu vùng miền khác của xứ sở hanh khô này. Cái nắng mang theo hơi nóng của ngọn gió đồng bằng thổi qua quá nhiều cánh đồng nắng cháy mang lại. Nhưng bạn không thể núp né nó khi mà vị trí chiến đấu không cho phép bạn rời xa trận địa bao giờ. Nếu phải ở trong đội hình, hầu như chúng tôi chỉ vận mỗi cái quần đùi. Dù trốn vô hầm ẩn núp hay ngồi ở nhà âm phía trên, cái nóng lúc nào cũng vây lấy, ngột ngạt và nóng bức rất khó chịu. Người cứ nhơm nhớp mồ hôi, vậy mà đỡ hơn mùa mưa. Tầm từ 6 giờ chiều trở đi, không khí bắt đầu dịu dần, thời điểm ca gác đầu. Càng về khuya, không khí càng lạnh. Có lúc, 3-4 thằng tập trung lại ngủ với nhau, dùng tất cả các phương tiện để đắp mà vẫn lạnh run cầm cập. Ngại nhất là bị đổi gác. Nhưng ra ngồi một chút sau là thấy đỡ trở lại. Mùa khô rừng cháy, khởi đầu thấy bập bùng rất xa. Dần nó đến lúc nào không hay. Lạ nữa là hình như nó đến ban ngày không. Đầu tiên nghe tiếng gió rít như tiếng máy bay phản lực vậy. Sau đó là tiếng lốp bốp liên tục. Rồi ngọn lửa mới lan tới, cao vút trên các ngọn cây kéo dài hàng km. Rồi khói trùm lên cả chiến hào, táp vào những gì gần nhất. Lính ta có khi chỉ kịp ôm được súng đạn tư trang, bỏ chạy mặc cho nhà cháy rồi làm lại sau. Sức mạnh của ngọn lửa tưởng chừng như cả một sư đoàn. Song đợt cháy rừng bỗng trống trơn, ban ngày có thể nhìn xa cả cây số, tàn cho gió quyện bay khắp khu rừng, giải vô đội hình từng đợt, đen nhẹm và ngứa ngáy. Đó đây, từng cụm cây khô cháy đến tận ngọn, đứng lêu đêu. Cách đầu mìn KP2 bằng nhựa, Pốt gài trước đó bị chảy ra, quắn lại vô tác dụng. Cộng với địa hình dễ quan sát, đi thật sướng chân. Lính ta cứ tìm tới những chỗ địa hình thâm thấp, các con suối cạn để cải thiện.
Các con thú chậm chân bị chết cháy thơm phức, đem về chế biến sơ sơ là được bữa ngon lành. Nước bắt đầu khan hiếm dần, do mức sử dụng cũng tăng lên và gió nóng làm bốc hơi nhanh chóng. Ngồi trong nhà nhìn ra, không gian lúc nào cũng có một lớp màn mù vì hơi nước bốc lên. Mặt đất se khô rồi nứt nẻ, rất cứng, Quốc bật ra tay. Gần về cuối mùa, phải đi vét từng lon nước ở những vũng đọng còn lại, đem về nấu lên lấy nước uống. Lúc này muốn tắm táp, phải tổ chức 5-7 anh em ra khỏi đội hình, kiếm những vũng nước lẻ tẻ ở ngoài, vừa cảnh giới vừa thay phiên tắm. Rừng trống, địa hình cũng trống, điều kiện để phát huy hỏa lực và tiếp cận. Có những lúc, Pốt dùng lợi thế này, sử dụng các loại hỏa lực tập kích dữ dội vào đơn vị, kéo dài hàng tiếng đồng hồ, khiến cây cối rau cỏ anh em tăng ra bị phạt sạch, địa hình trở nên trống trơn. May mà đất ở mo hơn, điều kỳ lạ là rất tốt. Chỉ cần ít hạt giống, thêm ít phân hữu cơ, tưới nước xuống là rau xanh lên rất tốt và mau có ăn. Nhờ vậy sức sống của quân ta cũng được cải thiện nhiều. Để chống lại, đơn vị chúng tôi tổ chức các mặt gác tiền tiêu ra xa đội hình ngày đêm. Mỗi tổ từ 3 đến 6 đồng chí, cách từ 2 đến 300 mét, vừa tránh sát thương vì hỏa lực địch, phát hiện sớm nếu địch tiếp cận gần, và nếu cần sẽ đánh từ phía sau lưng chúng khi chúng vào tập kích phía sau. Chỉ có mìn đạp của địch làm cho chúng tôi bị thiệt hại khá nhiều. Trên trục đường ta hay qua lại, lựa chỗ đất nẻ bằng hơn nắm tay, Pốt trải khăn cà ma kế bên, nạy đất nẻ lên, xong đào đất lên cho vào khăn, để không lưu lại dấu vết. Sau khi bố trí mìn xong, chúng để lại miếng nẻ như cũ, nhìn như muôn ngàn miếng khác. Đồng chí nào hên thì chúng bố trí 652A, còn nếu KP2 đạt nổ thì khó thoát chết. Nói chung, mùa khô thì dẫu sao cảm giác cũng như rộng mở hơn, thế và lực của ta cũng mạnh mẽ hơn, do có lợi thế cơ động nên hay mở chiến dịch, đánh vào các căn cứ địch. Nhưng ở khu vực đơn vị tôi đóng quân lại càng căng thẳng hơn. Do Pốt tập trung đánh phá ác liệt nhằm co kéo lực lượng ta, vì chúng biết ta sẽ không đánh về hướng này. Có lúc chúng đánh ngày vài trận cấp tiểu đoàn, hoặc dùng hỏa lực từ nhiều hướng khác nhau đánh tới, có hợp đồng chặt chẽ. Ta thì cứ củng cố hầm hào để chịu đựng, thỉnh thoảng tìm cơ hội trả đũa chúng một trận ra trò. Ngày 27 tháng 7 năm nay thật là một ngày trùng hợp với nhiều sự kiện. Cuối cùng thì phiên tòa lịch sử của Campuchia cũng đã đưa được những kẻ diệt chủng, sản phẩm của thế lực thù địch của hai dân tộc ra xét xử. Dù cho phiên tòa có kết luận như thế nào thì cuối cùng chân lý cũng chiến thắng. Người ta đừng lấy bất kỳ lý do gì để xuyên tạc mục tiêu cao cả của một thời bao nhiêu người con của Tổ quốc ra đi vì nghĩa cả. Những ngày tháng 7 này, dù ai thế nào, riêng tôi, hay tìm cho mình một khung trời riêng hoặc cùng vài ba đồng đội với một ấm trà cùng ôn nhớ những khuôn mặt xưa, những chàng trai 19-20 đã bỏ mình vì nhiệm vụ giúp bạn. Chiến trường quá đỗi rộng lớn, nhiều tấm gương anh dũng hy sinh, không sao kể xiết. Bản thân người lính bao nhiêu lần tiễn đưa đồng đội đi xa hoặc an ủi những anh em không may mất mát một phần thân thể, có nhiều kỷ niệm để tưởng nhớ. Tôi cũng vậy. Nhưng đáng nhớ nhất với tôi lại là về những thương binh liệt sĩ và cả những người không bị gì ở một đơn vị khác. Đó là thời điểm vào khoảng cuối tháng 5 năm 1981, đơn vị tôi bất ngờ nhận lệnh của trung đoàn lập tức tổ chức lực lượng tắt về hướng Tây Nam để đón một bộ phận đơn vị quân báo của ta làm nhiệm vụ ở Nam núi Mê Lai bị vướng mình và thương vong khá nặng. Bộ phận này gồm có 9 đồng chí, nhưng hy sinh đến 3 đồng chí và bị thương 3 đồng chí nữa, chỉ còn lại 3 đồng chí làm nhiệm vụ bảo vệ thương binh, tử sĩ và tìm cách cắt về đơn vị gần nhất, nhưng cũng phải mất đến 6 ngày. Khi chúng tôi bắt được liên lạc và tổ chức đưa về tiểu đoàn thật là vất vả. Các đồng chí tử sĩ thì đã trương phình lên, mặc dù đã được vô bọc từ lúc vừa mới tử thương. Anh em phải dùng dây buộc chặt vào võng mới không sợ rớt dọc đường và phải xỏ thêm 2 cáng 4 người mới khiêng đi nổi. Về đến tiểu đoàn, đồng chí nào cũng phải bỏ hết một bộ đồ do nước dịch chảy ra dính vào cây cỏ quẹt phải. Nhìn các đồng chí liệt sĩ thật thương tâm.
Các anh phải lôi đi từng đoạn trong rừng vì không có lực lượng để vận chuyển. Xong để nằm đó, quay lên kéo đồng chí khác. Còn các đồng chí bị thương cũng vất vả không kém. Vừa cố gắng bám anh em, vừa phải bảo vệ tử sĩ, nén cái đau của riêng mình để cố gắng vượt qua. Nhưng gian nan nhất có lẽ là mấy anh còn lại. Tâm trạng lúc đó chắc là cực kỳ căng thẳng và khủng khiếp. Vậy mà không hiểu sao các anh có thể vượt qua được mà không bỏ thương binh tử sĩ. Lúc nào trong đời tôi cũng coi tấm gương của các anh ngày đó, người còn sống hay đã hy sinh, như là người anh hùng thực sự, như là một động lực giúp tôi ngày một trưởng thành. Trận phục kích Tây Nam Mo Hơn, tháng 5 năm 1981. Lúc này đơn vị đã củng cố các mặt tương đối hoàn chỉnh, địa bàn cũng quen thuộc nhiều. Chúng tôi bắt đầu tổ chức lực lượng bung ra xung quanh để tổ chức bám địch và phục kích các toán địch thường xuyên vào tập kích, không cho chúng o ép. Địch cũng bắt đầu hoàn chỉnh các căn cứ xung quanh và thường xuyên hợp đồng với nhau để tổ chức tấn công ta bằng nhiều hình thức. Ngoài lực lượng rất mạnh từ hướng Mê Lai nóng xuống, gồm bộ binh và pháo DKZ-75, pháo 85 lòng dài, tổ chức bắn cầm canh khoảng 30 phút, bắn một trái suốt ngày đêm, làm ta không ăn ngon ngủ yên được, mau mất sức. Chúng tổ chức thêm một căn cứ ở hướng Tây Bắc, có một khẩu DKZ-75 cộng một cối 120 bắn đạn xuyên phá hầm, anh em gọi là đạn ục, vì chúng xuyên sâu xuống đất, nghe nổ ục một tiếng rung rinh hết xung quanh. Ngoài ra, còn một căn cứ lớn cỡ cấp sư ở hướng chính Bắc, dùng các khẩu đội cối 82, DKZ-82 bắn vào khu vực lấy cơm của C-7, kết hợp căn cứ mỏ vẹt tổ chức dùng mìn phong tỏa trục đường đi từ Mo Hơn ra Cốp. Có những lúc, chúng tổ chức đánh toàn tuyến kéo dài từ D-1 qua D-2, trung đoàn bộ đến tiểu đoàn 3 tận Tây Con Crow. Tiểu đoàn chúng tôi lúc này quân số hao hụt khá nhiều, có lúc chỉ còn tổ chức gác sách chốt đường và chống trả các đợt tập kích của địch, chứ không có quân số để tổ chức hoạt động tiêu hao địch. Hai khẩu đội cối 82 của trung đội chỉ còn 5 đồng chí. Trước đó một khẩu phối thuộc D bị địch tập kích bắn trúng một quả B-69, hy sinh một, bị thương hai đồng chí. Lúc này tiểu đoàn 2 được bổ sung một số chiến sĩ mới, mỗi đại đội được 5-7 đồng chí gì đó, với lực lượng bổ sung khá mỏng. Nhưng tiểu đoàn lập phương án phải đánh cho được, tốt địch thường xuyên dùng hỏa lực đê các loại, hầu như ngày nào cũng cơ động tập kích quấy rối ta từ nhiều hướng, có khi đến 5 lần. Lực lượng chúng được xác định từ 7 đến 10 tên. Lực lượng ta gồm 12 đồng chí, C5, 6, C6, 3, C8, 3, trang bị 4 DH-10, 3 B40, 1 RPD, còn lại là AK, do đồng chí Trần Dông, C phó C5 chỉ huy. Đồng chí Trần Dông quê Hà Nam Ninh, lúc đó khét tiếng sát địch, đã chỉ huy nhiều trận phục kích, diệt được nhiều sinh lực địch trước đó, có tiếng đến tận sư đoàn. Tiếc là sau này hy sinh quá sớm. Riêng với bộ phận C8 của tôi, không biết hai mê kia phân công thế nào mà có đến hai đồng chí lính mới vừa vào được 4 ngày, trong khi lý ra phải có một A trưởng phụ trách tổ. Cuối cùng, tôi phải phụ trách tổ này dù so ra chỉ hơn nhau mấy tháng và đang còn là chiến sĩ. Trận địa phục kích là một khu vực rừng tre xen lẫn tràng tranh và các bụi cây mây rải rác, nằm về hướng tây nam tiểu đoàn khoảng 3 km, có một con suối cạn chạy vắt ngang đường mòn của địch, cách tổ khóa đuôi khoảng 200 mét. Qua một tràng tranh nên quan sát khá rõ, ta chia làm 4 tổ cách nhau khoảng 40 đến 50 mét một tổ. Bố trí một mìn DH-10, tổ của tôi là tổ khóa đuôi. Sau khi bố trí xong tổ phục như hợp đồng, tôi liền dựa lưng vào bụi tre phía sau lưng để ngồi nghỉ. Được chừng hơn 30 phút, tôi đang mơ màng nhìn lên đầu bụi tre. Bỗng, đồng chí 10, lính mới Củ Chi, lấy tay giật chân tôi, mắt nhìn về hướng suối mà mặt cắt không còn hột máu. Tôi liền nhỏ dậy nhìn về hướng đó, như có một luồng điện chạy từ sau gáy. Pốt đang đi về hướng tôi dày đặc, chỉ có tên đi đầu là cảnh giác, vừa đi vừa dùng cây giò mìn, còn lại đám sau rất chủ quan. Tôi lập tức nắm lấy sợi dây rừng, thông báo cho tổ kế bên, giật mạnh mấy cái liền, đó là phương tiện liên lạc duy nhất của chúng tôi khi có địch. Xong,
Tôi lập tức gác càng khẩu RPD lên chỗ cao, lấy đường ngắm về phía địch. Chỉ thấy một khối xanh dờn và từ từ đến. Lúc này, địch đã qua được bên này suối 35 tên, có hai khẩu cối 60. Bên kia suối chúng đứng dồn cục. Hai bên bờ có 6 tên mang B69, bên trái 4 tên, bên phải 2 tên. Đứng chĩa về hướng mí rừng tre, là chỗ tổ phục tôi bố trí để yểm trợ cho đồng bọn qua suối. Tôi đang rất lúng túng không biết xử trí ra sao, báo cáo chỉ huy thế nào, thì bỗng nghe khụ một tiếng. Thì ra, đồng chí lính mới sợ quá, tự nhiên buột miệng ho, nhưng còn kịp lấy tay bụng miệng, nên mới phát ra tiếng như thế. Tên tốt đi đầu lập tức dừng lại, ngồi thụp xuống, quay ra sau la lên một tiếng, bọn phía sau lập tức dừng lại tất cả. Lúc này, nếu tôi xiết cò, Bốt chắc chắn sẽ bị sát thương rất nhiều vì đội hình hành quân của chúng gần như nằm thẳng trong đường ngắm của tôi. Nhưng thấy chúng chưa có phản ứng gì nên tôi cũng không dám nổ súng, chỉ than thầm một tiếng trong bụng, chết rồi. Quên luôn hai đồng chí trong tổ mình phải chỉ huy. Sau khi quay lại phía sau hội ý gì với tên chỉ huy, thằng đi đầu bắt đầu quay lên đi tiếp, nhưng rất cẩn thận. Té ra nó nghe không rõ nên chỉ mới nghi ngờ thôi. Còn đám phía sau nó vẫn ngồi yên quan sát. Tôi vội nắm lấy dây giật mình, từ từ kéo đến vị trí đánh dấu chờ đợi. Phải nói, thời kỳ này chúng tôi toàn cài giật dây, chứ không có kích điện, rất mất an toàn. Nếu không làm đúng động tác, có khi còn bị đứt dây, vì làm bằng dây dừng bện lại, giật xong bỏ luôn. Thằng Pốt đi lần lên, đến khi tới ngay trái mình ta bố trí. May là lúc này lá ngụy trang chưa héo, nên nó bước vô vạch lá ra nhìn. Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ khuôn mặt kinh hoàng của nó khi thấy quả DH-10 của ta như thế nào. Tôi chỉ kịp nắm chặt dây mình, ngả người về phía sau, lợi dụng sức ngả của mình để kéo cho mình nổ. Nghe một tiếng nổ bùng vang lên, mặt đất chấn động thật mạnh, rồi một luồng khói vừa lửa thổi cuốn về hướng địch, cuốn tung tất cả những gì nó đi qua trên mặt đất, sát thương hàng trăm mét. Kinh nghiệm sử dụng DH-10 phải đặt hướng quét theo trục đường bằng cách ngắm qua khe. Nhiều đơn vị bố trí hướng từ bên này qua bên kia, sát thương không hiệu quả, cuối cùng còn bị địch phản kích lại. Theo hợp đồng từ trước, khi nổ mìn xong, tôi ôm khẩu RPD nhảy ra giữa đường bắn cắt về đội hình phía sau của địch. Mặc dù các tổ phía trước chưa nổ mìn và lúc này cũng chẳng nhìn thấy thằng địch nào. Xiết đến đứt ba đoạn khoảng 75 viên, bỗng tôi nghe nhiều tiếng B69 nổ dồn dập phía sau tổ chốt, đồng thời nghe nhiều tiếng la hét hơi chất bên kia đường và tiếng đạn nhọn bắt đầu rộ lên. Thì ra, Bốt tổ chức đi làm ba mũi, một mũi trục đường và hai mũi chìm hai bên, hèn gì chúng chủ quan như vậy. Tôi vội ôm súng, lùi qua bên kia đường về phía cứ địch, mà không nhớ gì đến hai chiến sĩ trong tổ mình nữa. Thấy một ụ mối phía trước, tôi liền ôm súng chạy lùi vô. Nhưng khi đến gần tôi mới biết mình bị lầm. Đó chỉ là một bụi cỏ trúc khá tốt, mọc vượt lên, nhìn xa như ụ mối. Cũng may là Bốt cũng bị lầm như vậy, nên quá trình phát triển bao vây, chúng cũng né chỗ của tôi, đi ngang qua mà không phát hiện tôi đang nằm. Khi chúng đã đi qua, lý ra tôi có thể từ từ tìm cách thoát khỏi trận địa an toàn, nhưng lúc này tiếng súng của ta và địch vẫn quyết liệt lắm, còn hai đồng chí trong tổ tôi lại kẹt ở bên trong. Với suy nghĩ như vậy, tôi liền đột ngột đứng dậy, dê súng ngắm đúng vào lưng. Thằng mang B69 đứng gần tôi nhất, xiết một loạt, đồng thời vừa chạy, vừa bắn cắt xéo ra khỏi khu vực bị bao vây. Có khoảng 4 thằng Bốt chạy đuổi theo tôi, nhưng chúng rất nhát. Cứ mỗi lần tôi giương súng bắn là chúng nhào xuống đất né đạn. Nhờ vậy, khi chạy tới đầu rừng tre, tôi còn kịp làm động tác rút chốt trái M67 thảy về phía sau. Khi có tiếng lựu đạn nổ, tôi đã kịp chạy sâu vào rừng tre rồi. Chạy thêm một đoạn nữa, tôi liền chui vào một gốc tre khá to, nằm thở. Lúc này Pốt cũng vừa tới nơi, lại thêm mấy thằng nữa đứng chỉ trỏ về hướng tôi đang nằm. Tôi vội nép thật sát vào gốc tre. Một thằng xách súng đến gần, bắn về hướng tôi mấy loạt. Mặc kệ, tôi cứ nằm im. Nhìn bên ngoài vào, chỉ thấy một lỗ tối om. Cho tiền cũng không thằng nào dám chạy vô để lãnh đạn. Chỉ còn tiếng súng rải rác xen kẽ, lâu lâu có tiếng hỏa lực của Pốt bắn thăm dò chỗ nào chúng nghi ngờ. Chờ yên tĩnh một lúc lâu, tôi mới tìm đường cắt về đơn vị. Lúc này tiểu đoàn tổ chức bắn cối 82 về hướng Tây Bắc để anh em định hướng cắt về. Đi một đoạn,
thì gặp được một đồng chí C6 cũng chạy lạc như tôi. Vậy là có hai người càng đỡ sợ. Đúng là trong cái rủi cũng kèm cái may. Ngày đó nếu không bị lộ, để đội hình tốt đi lên theo đúng hợp đồng, tổ chặn đánh bằng mình trước, tới lượt các tổ còn lại, nghĩa là tổ tôi đánh sau cùng. Thì chắc có lẽ giờ đây tôi không còn ngồi đây để tản mạn với anh em được đâu. Vì lực lượng tốt như thế khó mà thoát khỏi vòng vây của nó lắm. Đông người, chúng còn có một điểm bất lợi nữa là khó phát huy được hỏa lực vì sợ giao đạn với nhau. Được kể trên, tôi chỉ nêu những điểm chính, không dám kể chi tiết vì sợ quá dài. Thực sự, đa phần anh em thoát được là nhờ tài chỉ huy của anh Rong đã dũng cảm chiến đấu cầm cự để số anh em phía trên hủy mình và rút ra được hết. Đến khoảng 4 giờ chiều hôm đó, lần lượt 12 người chúng tôi cũng về tiểu đoàn đầy đủ, chỉ te tua vì bị gai quào. Một đồng chí C6 còn lấy được khẩu AK của thằng Pop chết vì mình bỏ lại. Chiều, đồng chí dê trưởng gọi chúng tôi lên động viên và cho mỗi người mấy điếu thuốc thơm. Chuyện sẽ vui hơn nhiều nếu đồng chí 10 khi lau súng, đừng để ngón tay trỏ trái lên nòng bóp cò. Đơn vị sau đó cũng cảm thông không kỷ luật vì mới quá mà, cho làm anh nuôi đến ngày về chính sách. Thời đó do điều kiện vật chất ta quá khó khăn, nên có nhiều lúc, nhiều tình huống cũng bi hài lắm. Nhiều trường hợp đơn vị phục kích, cốt lọt trọn vào trận địa, mình điểm hỏa không nổ, đến lượt B-40 bắn cũng không bay. Cuối cùng khi AK bắn thì bốt đi muốn qua hết trận địa rồi, nó thì an toàn, ta thì chạy bắn sống bắn chết vì chơi không lại được với hỏa lực của nó. Trừ những trận phục kích diệt gọn tốt địch hoặc những trận tập kích lớn, sau đó ta tổ chức lực lượng trinh sát thực địa, nhìn thấy xác bốt bỏ lại trên hiện trường ta mới ghi nhận. Nguyên tắc là khi nào thu được súng mới báo cáo được lên trên thành tích diệt địch. Nhiều trận đánh mìn xong là phải tháo chạy, chỉ bẻ gãy ý đồ tập kích và tiêu hao địch mà thôi, vì lực lượng địch thường áp đảo hơn ta nhiều. Đơn vị tôi còn tổ chức một đội cảm tử gồm 8 đồng chí, do đồng chí Trần Long chỉ huy, khi cần tập trung làm nhiệm vụ đánh hiểm vào trận địa hỏa lực của địch nữa. Không biết hướng của các đơn vị khác thế nào, nhưng ở khu vực Mo Hơn này, năm 1981, tất cả chỉ là mới bắt đầu. Khi chúng tôi mới được nhận về đơn vị, thậm chí các cấp chỉ huy còn lạc quan cho rằng công an vũ trang chỉ làm nhiệm vụ xây dựng chính quyền thôi, không tác chiến gì hết. Nhiều anh em trung đội tôi khi đó viết thư về nhà còn kể rằng sắp được học cưỡi ngựa nữa. Ngày hôm qua, thứ Bảy, 31 tháng 7, tôi đi ăn cưới cùng đồng hương tránh, lính 80 cùng đợt, C phó C7 sau này, thương binh loại 3. Bạn còn nhắc, ngày xưa ở D2, mình có nhiều chuyện, đúng là khó tin. Có lẽ sư năm thời kỳ đó là một trong những sư đoàn lãnh nhiệm vụ nặng nề nhất của toàn chiến trường, nên các trung đoàn bị tăng kéo rất nhiều, và lại một vùng mìn trái nhiều như nấm. Hỏa lực địch thường xuyên rót vào ngày đêm, đưa lực lượng vào nhiều thì chỉ gánh lấy thương vong mất mát mà thôi. Ngay cả sát sườn là sự chi viện của trung đoàn còn vô không tới. Có một đợt trung đoàn huy động quân số của tiểu đoàn 3 toàn lính 79-80, đâu mười mấy đồng chí tăng cường cho tiểu đoàn tôi. Nhưng đau buồn là sau đó không lâu, toàn bộ số anh em này lần lượt hy sinh hết. Còn anh em e bộ, chỉ cần nhận nhiệm vụ tải đạn vô cho tiểu đoàn thôi, là như đi vào tử địa vậy. Khi vô, anh em trong chốt lấy nước ra mời, còn không dám dừng lại uống, mặc dù thời quân trường rất thân thiết với nhau. Giờ gặp lại, cười tươi như mếu, biết sao được. Chiến tranh mà. Mo Hơn, bước vào mùa mưa, tháng 6 năm 1981. Lúc này, mưa đã bắt đầu nhiều hơn, những cơn mưa rừng dai dẳng, làm hầm hào luôn đầy nước, ẩm thấp. Bên ngoài địa hình, mầm cỏ tranh bắt đầu nhú cao lên khỏi mặt đất, đâm vào những đôi giày quá mục của lính chốt, đau khập khễnh. Các loại cây rừng cũng bắt đầu xanh tươi hơn, như thể lớp tro tàn của đợt rừng cháy mùa khô giờ đã trở thành nguồn phân bón vậy. Chim chóc kéo về rất nhiều, lúc nào cũng nghe lao sao suốt ngoài rừng, phong cảnh căng đầy nhựa sống. Nhưng lính chốt chúng tôi chẳng có thời gian tâm trạng nào để thưởng thức cái khung cảnh thiên nhiên mơ mộng ấy.
Địch bắt đầu thay đổi rất nhiều về hình thức tác chiến. Chúng bắt đầu phát huy lợi thế sẵn có của mình về hỏa lực, bắn cầm canh suốt ngày đêm vào trận địa của ta, kết hợp sử dụng hỏa lực các cỡ, đánh tập trung thường xuyên, liên tục. Nếu trong thời gian này, chúng chỉ cần yên tĩnh khoảng 3 ngày, cộng với hướng biên giới Thái có tiếng xe chạy ì ì, thì dứt khoát, dê tôi sắp chịu đựng một trận đánh rất dữ dội bằng binh hỏa lực của chúng. Mới đầu, chiến thuật cầm canh cũng gây cho đơn vị tôi rất nhiều khó khăn. Cứ khoảng 10-15 phút, chúng bắn một lần suốt cả ngày đêm. Cả tiểu đoàn, từ quan đến lính, ai cũng gầy rạc đi vì mất ăn mất ngủ. Chúng chia hỏa lực ra thành nhiều trận địa. Mỗi trận địa bắn vào một khu vực của ta mà toàn dùng những loại pháo mà hỏa lực tiểu đoàn không với tới, như DKZ-75, OI-120, pháo 85 nòng dài. Loại này khi bắn, chúng không rút chốt đầu tô, tiếng cuối tầm nghe tẹt tẹt như xé vải, rất khó chịu. Còn pháo 105 Thái phía sau, nó cứ vài ba đợt thì ăn té vài ba quả. Anh em mỗi ngày chạy lên chạy xuống hầm như đi lòng, nhiều đồng chí chạy giết, mỏi quá, nằm ngay miệng hầm luôn, mà hầm hào gì đều ngập nước, có gái lớp sấp ngang ngực, chạy vào cứ đứng lom khom, mỏi lưng không chịu được. Đã vậy, còn bị mọt gỗ chích khắp người, đụng vô bố tới óc. Không biết có đồng chí nào đã từng nếm mùi con vật này chích chưa? Dần dần, đến quần áo cũng ướt sũng hết, vì làm gì có đủ để mà thay. Không biết đồng chí nào khởi đầu, tự dưng có một lúc, nhìn lên trục đường, thấy mọi sinh hoạt vẫn bình thường, chỉ có điều là tất cả lính tráng không ai mặc gì trên người cả, hỏa còn các cấp chỉ huy. Cứ như vậy, chúng tôi sinh hoạt chịu đựng hàng tháng trời. Trung đoàn vội tăng cường một khẩu đội DKZ-75 vào, bố trí phía sau đội hình C5 để tổ chức phản pháo lại địch. Nhưng rồi, dưới sức ép chế áp của hỏa lực địch, cuối cùng khẩu đội này cũng phải rút ra. Cũng may, vì sau đó khu vực trận địa này, hỏa lực nó xâm cho tan hoang. Lúc này, D1 còn chốt ở hướng nam khu vực rừng tre, cốt cũng bắt đầu tổ chức tấn công dữ dội. Chúng ngày càng áp sát vô rất gần, có trận địch đánh rát quá, D này lập một kỷ lục mà chắc thế giới này chỉ có một quá. Khẩu đội cối 82 trong lúc bắn gấp, đồng chí đầu bỏ trái thứ nhất, có liều phóng mà không có đầu tô. Trái này chưa kịp bay khỏi nòng thì đồng chí thứ hai bỏ tiếp trái có đầu tô mà không có liều phóng. Vậy mà nó ngậm nhau bay vừa ra khỏi đội hình và phát nổ. Sáng ra kiểm tra, thấy một trái còn nguyên dính vô đít trái đã nổ. Sư đoàn liền tổ chức đưa một khẩu H-12 vào để đối phó hỏa lực tốt và chi viện hỏa lực cho D1 khi cần. Về xung lực, trước trận phục kích có tôi tham gia. Ta đã nhiều lần tổ chức phục kích thành công, điển hình là trận do đồng chí Đinh Minh Rua giờ đang công tác tại chỗ dịch vụ bắn bia ở Củ Chi. Đồng chí Rong, đồng chí Huỳnh Văn Tấm báo cáo điển hình thành phố Hồ Chí Minh năm 1983 chỉ huy. Sau khi bị ta tổ chức phục kích nhiều lần, tiêu hao nhiều sinh lực và tổ chức tập kích vào cứ điểm trung tâm, tốt bắt đầu dùng mình phong tỏa xung quanh cứ điểm của ta, nhất là trên trục lộ Gia Cốp. Chúng bố trí mình thành nhiều lớp dày đặc, chỉ cách Tiền Duyên ta 50 mét. Đơn vị tổ chức trinh sát thăm dò cắt ra ba hướng đều vướng mình, thương vong hết nửa lực lượng trinh sát. Trợ lý sư đoàn lúc đó đang vào đơn vị kiểm tra, phải xin lệnh sư cho lập phương án làm sân bay lên thẳng dã chiến. Còn ngoài trục đường ta cũng cố giữ, nếu không giữa mùa mưa nước ngập mênh mông sẽ rất khó khăn cho vận chuyển. Tiểu đoàn tổ chức thường xuyên hai tổ chốt, mỗi tổ 3 đồng chí, cách tiểu đoàn 2 km ngay khu vực đường dốc, cứ 3 ngày 2 đêm thì đổi. Kết hợp hàng ngày có 5 đồng chí thông đường từ tiểu đoàn ra. Nhiệm vụ này do C8 đảm nhiệm chủ yếu, có lúc C7, lúc D bộ. C-19 công binh trung đoàn do đồng chí Hoàng chỉ huy được điều vào cầu 20 hỗ trợ tiểu đoàn 2 thông đường vào tới đoạn dốc.
nắm được đặc điểm khó khăn của ta, Tốt cũng tăng cường về cả số lượng và thủ đoạn bố trí miền trái và thủ đoạn tiêu hao, phong tỏa không cho ta đi lại, để chúng tổ chức đánh chiếm cứ điểm được dễ dàng. Về mình vướng nổ KP2, chúng biết ta thường dùng cây giò chỉ một đoạn từ dưới lên đến vai nên gài tầm ngang tới trán. Đồng chí nào mải quan sát dưới mặt đường sẽ vướng dây vào trán làm mình nổ ngay. Thứ hai là chúng sẽ gài hai bên hai trái. Nếu phát hiện một trái đã vội nắm chốt đẩy vào sẽ bị tuột chốt kia, mình cũng nổ. Chúng còn đào mấy lỗ nhỏ trên đường, xong vắt dây qua, gài mìn rồi phủ đất lên, ngụy trang lại. Ta chỉ cần bước lên một trong những lỗ đó là lập tức mìn sẽ nổ ngay. Rồi thủ đoạn vít cành cây tạo ra điểm nghi ngờ để ta vòng tránh. Kết hợp xung quanh là vô số mìn đạp nổ 652A. Loại mìn này có lẽ dê tôi là một trong những đơn vị phát hiện sớm nhất. Ngày đó khi phát hiện chúng tôi cứ loay hoay không biết làm mất tác dụng nó như thế nào, liền cầm về dê báo cáo. Dê liền báo cáo ra e, suốt gần nửa tháng không thấy ai vô, cũng không thấy chỉ thị gì. Dê liền tổ chức đào một cái hố sâu, bỏ hết xuống đó. Cho đến khi nhiều quá, lên cả ngàn trái. Mỗi ngày, chúng tôi gỡ khoảng 5 nón cối, mìn 652A. Và 40 mìn KP2, dê phải tổ chức dùng chất nổ phá hủy. Còn nếu bọn chúng tổ chức gài giật, chúng tôi đành bó tay. Thời điểm này, đơn vị tôi mất rất nhiều bậc đàn anh, có tiếng là vua gỡ mìn Cao Mê Lai. Cũng do các đàn anh này quá dũng cảm, chỉ sợ mấy đàn em đi sau không có kinh nghiệm gỡ mìn nên cứ dành phần đi trước. Chứ lúc đó có anh đã là bê phó rồi. Tôi nhớ có đợt kết hợp giữa ba đại đội đi thông đường, một đàn anh ở C5 phát hiện thấy mình liền bảo anh em ngồi xuống, rồi ngồi xuống gỡ. Mình nổ, anh văng về phía trước, dính tiếp trái thứ hai, làm thân hình anh gập lại. Đồng chí y tá chạy lên, đặt luôn trái 652A, sau đó hy sinh luôn vì đuối sức. Khi tổ phục bắn được một thằng ra gài mình, nó khai, mỗi ngày nó có 10 tổ, từ 3 đến 4 tên, mang theo một ba lô 652A và 10 đến 20 quả KP2 làm nhiệm vụ gài mìn trên trục đường này. Có lúc bố trí không kịp, chúng thảy luôn trên mặt đất. Bởi vậy, chúng tôi không còn con đường nào khác ngoài chấp nhận cuộc chơi này với bọn Pốt để tồn tại thôi. Về sau, D2 tôi còn nặng nề thân lính chốt lắm. Năm 82, đội hình xe bộ, đứng chân ở Phung Viêng, D2 mo hơn, D1 poi pết, D3 đăng cung, đội hình quá dài để mà chi viện cho nhau. D2 chúng tôi thời gian này chỉ đơn độc trên một hướng làm chim mồi. Có những trận, dê trưởng hai thanh của chúng tôi đi họp ở trung đoàn về cách cầu 20 khoảng gần một cây số thì bị phốt phục, suýt bị bắt sống. Đội hình đang đi, bất ngờ, trong cỏ tranh, Pốt đứng dậy sát bên. Ngay cả thủ trưởng sư đoàn, lúc đó cũng rơi vào tình trạng tương tự, khi đi cùng một tiểu đoàn trinh sát và một tiểu đoàn thiếu vệ binh, làm nhiệm vụ trinh sát hướng Tây Nam mo hơn. Cách đội hình dê tôi hơn 1 km, nghe nói, nhờ đưa khẩu K-59 cho đồng chí cần vụ mang, khi Pốt áp sát, nó tưởng đồng chí này là chỉ huy, nên nó chụp luôn. Nhờ vậy thủ trưởng mình chạy thoát. Ta và Pốt nổ súng cùng nhau khoảng 30 phút thì ta rút lui khỏi trận địa. Vào dê tôi khoảng 10 phút thì hành quân ra luôn. Đến năm 1983, dê 2 tôi bị vây, đánh suốt 11 ngày đêm, phải mở đường máu đúng nghĩa mới đưa được thương binh tử sĩ ra ngoài. Thê thảm nhất là ca của đồng chí Đẹp, quê Phú Nhuận, xe trưởng C5. Hy sinh khi thấy Pốt đứng đầy phía trước tiền duyên, chĩa cả chục khẩu B69 vào chiến hào. Anh vừa mới bắn được một trái B40, Pốt liền phản cả chục trái, làm anh hy sinh tại chỗ. Sau đó, vì chưa đưa được ra, xác anh lại tiếp tục trúng đạn tiếp hai lần, trong đó có một lần bị bắn cháy nữa. Đến năm 1984, thì ta bàn giao mo hơn cho bạn.
Z2 rút về trấn giữ Poipet, đến 85 cũng bàn giao cho bạn luôn. Khi ta bàn giao mo hơn cho Z36E10 sư đoàn 179 của bạn, Pot cũng đánh dữ dội, có trận chúng bỏ lại gần 100 xác chết. Đây là sư đoàn mồ côi của tuyển xoài riêng, gia đình bị Pot giết hết, sức chiến đấu rất mạnh, chúng tôi có dịp kiểm chứng. Và lại, mo hơn khi đó được mặt trận đầu tư phòng thủ rất mạnh, có nhiều lớp rào kẽm gai xen kẽ mìn, công sự bê tông lắp ghép, và điều quan trọng hơn nữa là sau đó không lâu, ta mở chiến dịch C85, đánh toàn biên giới, giải phóng cứ điểm Cao Mê Lai lần thứ hai. Mo hơn tháng 7 năm 1981, trận tập kích của Pot. Chiều hôm trước, Pot đã tổ chức đánh một trận thăm dò cấp tiểu đoàn vào hướng C5 và C7. Nhằm làm ta bộc lộ hết đội hình và khả năng chống trả các trận địa hỏa lực của ta, để chúng lấy sẵn phần tử chế áp. Lúc này, thực tế đội hình ta bên trong lẫn bên ngoài chỉ còn hơn 80 đồng chí. Buổi sáng, ta đã mất 20 tay súng để đưa cán bộ đi học ở trung đoàn. Thời điểm này, tôi được theo khẩu cối phối thuộc do tiểu đoàn trực tiếp chỉ huy lập trận địa trên bờ hướng Bắc Hồ Nước, phía sau trận địa phòng ngự của trung đoàn thông tin, tiếp giáp với C7 hơn 100 mét. Hầm cối đào âm giữa bờ hồ, nhà ở 2/3 cũng đào âm, liền kề hầm trú ẩn. Khẩu đội chúng tôi có 2 người, đồng chí Minh Đế quê Thanh Hóa, lính 78, bê phó chỉ huy và tôi. Thông thường sau mỗi trận đánh lớn, Pot hay nghỉ vài ngày, nên tối đó chúng tôi ngủ ngon lắm. Khoảng 5 giờ sáng, bất ngờ hỏa lực các loại cùng đạn lửa của các cỡ súng bộ binh của Pot bắn trực xạ vào đội hình chúng tôi. Trời lúc này cũng đã tờ mờ sáng, nhưng ánh lửa vẫn làm sáng rực cả góc trời. Đang ngủ ngon, theo quán tính, tôi cũng kịp lăn mình xuống đất, đồng thời nằm im mở mắt ra quan sát. Đây là một động tác mà tôi và anh em trong đơn vị tập thành thói quen cho đến tận bây giờ. Dù nhà nửa chìm nửa nổi, nhưng nếu cứ ngồi bật dậy, coi chừng bể gáo với loạt đạn đầu. Điển hình sau này, đồng chí Tiến bê trưởng trinh sát bị trúng một viên đạn nhọn vào giữa trán hy sinh. Quan sát qua khe hở, tôi thấy rất nhiều hỏa điểm từ tiền duyên bắn dày đặc vào đội hình. Đồng chí Minh chỉ kịp hô to, đánh lớn rồi. Mái nhà chúng tôi, đạn nhọn xuyên thủng lỗ chỗ như cái rổ, không còn miếng tô nào xài được. Hai anh em chúng tôi lập tức lao ra ngay hầm cối. Cũng may là lúc này đang quay đúng hướng trực chiến nên cũng đỡ khó khăn. Tôi nhanh chóng lấy phần tử, bắn liên tiếp 5 trái rồi dừng lại quan sát. Thật rợn tóc gáy. Đội hình địch bố trí đánh ta kéo dài từ Tây C6 qua C5 vòng về tới C7. Chính diện với thông tin tôi quan sát được là 3 khẩu 12 ly 7. Xen kẽ hai khẩu DKZ-75 bắn trực xạ. Ngay từ đầu, khi khẩu 12 ly 7 của ta tăng cường bố trí giữa trinh sát thông tin mới khai hỏa được một loạt, đã bị hai khẩu DKZ này bắn hỏng, pháo thủ bị thương hết. Hướng C5-C6 tôi không quan sát hết được, nhưng mật độ hỏa lực nghe cũng rất dày đặc, vì chúng đánh vào C5 là mũi chủ yếu. Ngoài ra, lúc này hỏa lực tầm xa các cỡ của Pot cũng dồn dập bắn vào đội hình. Nhưng may là khu vực này ta bỏ lỡ, không có người ở, vì hay bị trúng hỏa lực nên không gây thương vong gì cho ta. Xen kẽ trong tiếng nổ là tiếng đề ba khối 60 của Pot nghe như tiếng bắp rang. Quay trở lại khu vực của tôi quan sát, lúc này đã bắt đầu có tiếng súng bắn trả của ta, nhưng rất rời rạc. Rồi bắt đầu rộ lên đều khắp. Địch bắt đầu dùng DKZ bắn trực tiếp vào các điểm nổ của ta. Chỉ nghe bùm từng phát, vì DKZ tốc độ quá nhanh, không kịp nghe tiếng đồng nòng. Đặc biệt có một khẩu 12 ly 7, thằng xạ thủ này chắc là rất khỏe. Cứ mỗi lần tập kích loạt đạn đầu, nó kéo gần hết một thùng, nghe dai dẳng rất khó chịu. Hỏa lực của chúng tôi cũng săn tìm khẩu 12 ly 7 này lắm. Lần này cũng vậy, tôi hỏi ý kiến đồng chí Minh, anh bảo cứ tùy, tôi bây giờ bắn cối cũng tương đối lắm,
sau bao nhiêu nỗ lực học tập và thao tác trong chiến đấu. Nghe vậy, tôi cố định hướng, ước lượng phần tử bắn, rồi bắt đầu bắn giải đều từ hướng C7, kéo qua hướng thông tin, bắn qua quan sát. Cứ thấy quả cối rớt xuống gần chạm đất, mà tiếng súng địch vẫn bình thường là bắn xa, còn nghe chúng lặng đi một lúc là chúng đội hình, bắt đầu khóa tầm hướng, bắn dạt qua hướng hỏa lực chúng nghe mạnh nhất. Bắn độ 30 trái thì nghe chuông điện thoại đổ liên hồi. Khẩu đội tôi được bố trí một chiếc máy do tiểu đoàn trực tiếp chỉ huy. Lệnh tiểu đoàn tập trung hỏa lực bắn chi viện về hướng C5. Địch đã áp sát quá gần, có chỗ cách chiến hào còn 10 mét. Phải tính toán bắn cắt không cho địch phía sau tiếp tục phát triển lên. Vì hướng nào đột được, chúng sẽ vận động đến để hỗ trợ thọc sâu vô. Bắt đầu nghe tiếng còi thổi và tiếng la hét xung phong của tốt rất rõ. Đồng chí Minh bỗng la lên: "Khoác súng AK, chuẩn bị tháo cối vớt xuống hồ." Tôi liền khoác bao xe và khẩu AK chém qua lưng, nhưng vẫn quan sát qua chiến hào, thấy anh em thông tin vẫn còn vận động qua lại. Thỉnh thoảng có đồng chí còn dừng lại bắn điểm xạ mấy loạt về hướng địch. Tôi báo để đồng chí Minh biết và tiếp tục chiến đấu. Đồng chí này từ đầu đến giờ chỉ ngồi trong hầm đưa đạn cho tôi bắn, vì có hai anh em thôi, biết làm sao được. Địch bên ngoài cũng bắt đầu phát hiện ra khẩu cối của ta. Ta nhìn thấy chúng thì chúng còn nhìn thấy ta rõ hơn vì ở trên cao. DKZ-75 của nó bắn trực tiếp 3-4 quả vào bờ hồ, chính diện ngay khẩu cối. Cũng may là bờ hồ khá dày và chúng chỉ bắn đạn nổ thôi. Tai tôi như ủ đặc khó nghe. Tôi đề nghị anh Minh báo cáo tình hình về ban chỉ huy vì đạn dự trữ của chúng tôi cũng sắp hết. Suốt hơn một tiếng đồng hồ chiến đấu, tôi đã bắn 180 trên 200 quả đạn trong hầm. Lệnh tiểu đoàn trưởng mở khóa hầm quân khí, đơn vị nào hết đạn cứ tổ chức lên lấy. Ở hướng C5 lúc này, ta cũng bắt đầu hô xung phong vang dội, truyền đến các bộ phận khác. H-12 bây giờ cũng buộc phải bắn trực xạ ra ngoài chiến hào hướng C5. Đó là dấu hiệu địch phát triển mạnh, bắt đầu uy hiếp chiến hào ta. Chuông điện thoại lại đổ, lần này tiểu đoàn chỉ thị tất cả các bộ phận nhanh chóng vào hầm ẩn nấp, trung đoàn chuẩn bị chi viện bằng pháo chụp. Tôi chỉ kịp dùng áo trấn thủ kéo nòng cối 82 ngã dựa vào vách hầm thì đã nghe tiếng đề ba quả pháo đầu tiên, cũng đồng thời nghe tiếng rít và tiếng nổ chụp trên không. Oanh một tiếng, trái đầu tiên nổ ngay trên đầu đội hình thông tin, mảnh nó bay rào rào vào đội hình, rớt cả xuống hồ nước. Những trái tiếp theo làm toàn bộ khu vực im phăng phắc, xen kẽ là tiếng súng của những thằng Pốt bị thương bắn cầu cứu liên tục. Ta còn bị quá bất ngờ thì Pốt làm sao chịu thấu. Dứt trận pháo, đơn vị tôi như có một màn xương đen phủ lên vậy, xa cỡ 5 mét mà không nhìn thấy gì. Sau trận đánh, chúng tôi tổ chức lực lượng trinh sát thực địa, thấy bông băng chúng bỏ lại trắng rừng từ hướng C7 đến C5, kéo dài 500-600 mét. Một số bộ phận của 12-7, DKZ-82, 75 bị pháo bắn tan bỏ lại trước chiến hào. Trận này Pốt thiệt hại khá lớn, nhưng do quá đông nên chúng cũng giải quyết được hậu quả, không để lại cái xác nào cũng như khẩu súng nào còn nguyên. Các trận địa cối 60 cách Tiền Duyên ta khoảng 600 mét rất nhiều, bỏ lại từng đống đạn hàng trăm trái chưa bắn hết mới toanh. Đây là một trong những trận đánh lịch sử của tiểu đoàn tôi. Để trả đũa, tiểu đoàn ra lệnh cho H-12 bắn liên tiếp qua Thái 3 dàn. Nhưng khoảng nửa tháng sau, khi cơn mưa chiều vừa dứt, Pốt được sự chi viện đắc lực của pháo Thái lại tổ chức đánh tiếp ta một trận cũng dữ dội không kém. Hỏa lực nó bắn trúng khẩu H-12, làm nổ tung, phá hủy hoàn toàn khẩu pháo của sư đoàn. Sau này trung đoàn tôi không dám chi viện trận nào như vậy nữa, vì bắn như vậy khác nào hủy diệt cả đội hình. Đồng chí Nghĩa, trợ lý tác chiến D, người chỉnh pháo đợt đó, không lâu sau cũng bị bỏng về nước luôn, không thấy qua. Mò hơn, tháng 8 năm 1981, đại đội tôi bị Pốt phục kích. Lúc này, đơn vị đã được bổ sung vài chục lính Thanh Hóa và Nghệ Tĩnh, nhưng vừa mới vào cũng đã bị tiêu hao
do mình trái khá nhiều. Đầu tiên là C7 trong đợt công tác, đã có 3 đồng chí hy sinh, rồi lần lượt C nào cũng có. Đợt này anh em thật ấn tượng, không hiểu ở quân trường người ta phát quân phục loại vải màu gì mà vào đơn vị tôi thành màu trắng xóa. Đi đón cách 2 km trong rừng đã nhìn thấy rõ mồn một. Anh em phải lấy đồ chia sẻ cho nhau mặc đi công tác cho đỡ lộ. Một số anh em là người dân tộc Mường, dân tộc Tày, có cuộc sống rất khép kín, khó gần, nhưng công tác thì lại rất sốc vác. Sau đó chúng tôi tìm hiểu rút kinh nghiệm thì phát hiện ra ở quân trường người ta dạy về mìn trái rất sơ sài. Đi thông đường có em dùng cành cây to bằng cỡ ngón tay, khi chạm dây mìn là mìn nổ luôn, chưa kịp phát hiện. Đơn vị phải tranh thủ tổ chức dạy đi dạy lại cho số anh em này các động tác dò mìn. Trong số lính Thanh Hóa này có em trai anh hùng liệt sĩ Nguyễn Bá Ngọc thời đánh Mỹ là Nguyễn Bá Loa. Đồng chí này chiến đấu rất dũng cảm. Chính đồng chí này trong đợt đi bảo vệ Dê Trường Thanh đi học ở E về bị Pốt Phụ đã bắn chết tại chỗ 3 thằng, cứu thoát Dê Trường và ra khỏi vòng vây suýt bị bắt sống. Lúc này C8 tôi còn 3 đồng chí bổ sung trong đợt đó thì nhận nhiệm vụ thông đường từ tiểu đoàn đến bờ đê gãy để dê bộ đưa một ca tử chiều hôm trước ra trung đoàn. C19 lúc này đang chốt ở cầu 20 sẽ thông từ cầu vô đến dốc. Lực lượng C8 tổ chức thông đường gồm 10 đồng chí, 1/2 quân số lúc đó. Theo quán triệt là đi thành 3 mũi, bắc đường cách 50m 5 đồng chí, trục đường 3 đồng chí, nam đường cách 30m 2 đồng chí. Trước đó một tuần, toàn bộ tiểu đoàn ai cũng cảm giác trước là khả năng ta sẽ bị phục kích vì có nhiều dấu hiệu cho thấy, nhưng không biết là thời điểm nào. Mà các đại đội bộ binh thì đã tập trung lực lượng hoạt động ở hướng Tây gần hết rồi. Buổi sáng hôm đó, khi ta đang chuẩn bị tập trung thì đột nhiên con gà mái của B-12-07 đang nuôi bỗng bay lên nóc hầm, đứng gáy tè tè mấy tiếng. Lập tức nghe một loạt AK, con gà bị bắn nát không còn ăn được gì nữa. Tôi là người không mấy dị đoan, nhưng đây là một hiện tượng đến giờ tôi cũng không hiểu được. Nêu lên cho đúng sự thật và có đồng chí nào giải thích được cho anh em hiểu thêm. Lúc này đại đội gọi tôi về từ khẩu cối, phối thuộc tiểu đoàn để kết hợp trực chiến. Đồng chí Hiền B trưởng vội kêu tôi xoay cối về hướng đông bắc trục đường, lấy phần từ ngay khu vực ốt tổ chức đội hình phục để trực chiến. Bình thường nòng cối lúc nào cũng quay về tây bắc hướng C5, nghĩa là cảm giác về khả năng sẽ bị phục lớn lắm. Vậy mà khi đội hình tập trung ở cuối đường ra đơn vị để quán triệt, không biết đồng chí phụ trách phân công thế nào mà dẫn đến cự cãi. Anh em đi thành hàng một trên trục đường mà không đi như quán triệt. Vì khổ nỗi, toàn bộ là cán bộ BA, không ai chịu chấp hành ai. Duy chỉ có đồng chí Thanh, lính mới Thanh Hóa là đi túc tắc ở phía sau, nhờ vậy mà thoát chết. Khi đồng chí cuối cùng vừa ra khỏi đội hình 200m, đồng chí Nhấp đi đầu đã gặp anh em C-19 vô tới dốc và bắn 3 phát bắt liên lạc với ta, thì đột nhiên tiếng mìn nổ vang dồn dập kéo dài. Đồng thời, cối pot đặt xung quanh cũng rót vào tiểu đoàn như mưa. Từ trận địa cối 82 của ta vẫn nhìn thấy khói xám bao bọc cả một đoạn đường, tôi chỉ kịp bỏ 3 quả cối vào nòng. Đồng chí B trưởng Hiền la to, chi viện ngay, chúng nó bị phục kích rồi. Khoác bo xe, chụp vội khẩu AK, tôi lao ra trục đường, thì nhìn thấy pot bắt đầu xung phong lên rất đông, nhưng cũng liền đó tiếng AK của đồng chí Thanh và hai đồng chí B-12-07 chạy theo đội hình phía nam đường ra chi viện nổ súng. Khi tôi bắn được mấy loạt đạn đầu, đã phải chúi xuống đất vì bất ngờ có một tổ pot với 3 khẩu B-41 rất gần hướng bắc đường bắn trực diện vào chiến hào Tiền Duyên C-7 để chế áp trận viện của ta. Bây giờ, lực lượng phản ứng của ta khá nhiều, các đại đội bộ binh phía trên,
anh em cũng vận động xuyên qua màn khối bốt để chi viện xuống. Còn có đồng chí Hiền C phó C7, lúc đó vác một khẩu B40 chạy ra. Bây giờ anh là đại tá, lúc trước ở quân khu, giờ nghe nói về bộ tư lệnh thành cùng với đồng chí Trần Văn Tứ, C trưởng C6 ngày đó. Bị bất ngờ vì ta phản ứng quá nhanh, pốt vội thổi còi rút quân, nhưng cũng kịp bắn về phía ta hàng loạt đạn B, có điều chúng đều vọt tầm bay về phía sau nổ hết. Tôi liền đổi khẩu RPD của anh bầu, lính 78 Hải Hưng, vừa chạy vừa bắn quét về hướng Bắc, vận động lên phía trên đội hình bị phục để bảo vệ, vừa la lên để anh em còn sống biết được. Nhưng tất cả 9 đồng chí phía trước đều hy sinh hết. Nặng nhất là anh Mất, đã bị mìn còn bị một quả B69 bắn đúng vào lưng. Tốt bố trí khoảng hơn 100 quả mìn KP2 để giật. Khu vực nổ mìn trục đường bị bom nát hết, đã lọt vô, không cách gì thoát chết. Ngoài ra, lực lượng POP cũng cỡ hơn 1C, xung quanh chúng bỏ lại vô số vỏ đồ hộp, đường chúng đi thành đường mòn lớn. Sau trận đánh, đội hình đại đội tôi trở thành vắng vẻ, 2-3 nhà mới có một người ở. Phải chi, các anh dẹp tự ái qua một bên, chấp hành lệnh chỉ huy và đừng sĩ diện quá thì thiệt hại đâu đến nỗi. Đúng là bài học nào của lính cũng phải trả bằng máu. Mùa mưa ở Mo hơn. Khởi đầu là cơn mưa đầu mùa bất chợt đến. Cơn mưa lúc nào cũng làm ruột mái nhà. Chính nhờ nó mà ta biết được chỗ nào dỉ nước để mà che chắn tránh ruột cho những trận mưa sau. Đường xá bắt đầu ướt át, đất quyện vào chân, đi lại có phần khó khăn hạn chế. Bù lại, những chỗ hơi lõm trong rừng bắt đầu tích nước, trở thành miếng mồi dụ các loại thú tìm đến thường xuyên. Chỉ cần vài trái mìn gỡ được, bố trí đúng chỗ, ta cũng kiếm được nguồn thịt rừng bồi bổ và chế biến để ăn dần. Có lần trong buổi sáng, đại đội tôi nổ mìn đến 3 lần, được 2 con nai, mỗi con trên 2 tạ. Còn heo rừng thì mẹ con đến gần 30. Mới đầu tính ém để ăn dần, nhưng nhiều quá nấu nước làm không xuể, đành phải thông báo cho các đại đội xuống để chia nhau. Vậy mà còn làm trà bông để dành ăn cả tháng. Nhưng khi chế biến phải chịu khó sắt mỏng thôi, dày quá, coi chừng nhai trúng mảnh mìn còn trong thịt là gãy răng. Cái sợ thứ hai là khi mìn nổ rồi nghe 3 phát bắn. Chính xác là chúng heo đầu đen, từ anh em hay gọi quân ta, ra lại rồi sơ sẩy làm mìn nổ thương vong, khiêng mệt nghỉ. Rồi mưa bắt đầu dày hơn, dai hơn, những cơn mưa chiều buồn ra giết, những ca gác phải ngồi thu mình suốt trong mưa, cố căng mắt để nhìn và căng tai để nghe ngóng. Đơn vị bắt đầu được cấp phát lại loại mũ trùm đầu để chống muỗi đốt. Mang vào thì tránh được muỗi đốt trực tiếp vào mặt, nhưng một ngạt khó chịu vô cùng, đành mở ra, rồi thỉnh thoảng chà nhẹ bàn tay lên mặt cho đỡ ngứa. Máu theo sát muỗi làm ướt cả bàn tay. Lúc đi gác thì mặc quần cụt cho khỏi ướt quần, nhưng phải xách theo quần dài. Khi leo lên mặt gác, mặc vào chống muỗi, nhưng lớp vải kaki sờn làm sao chống được muỗi rừng, nên khi đuổi gác xong, nằm gãi cho đã đời rồi mới ngủ lại được. Có đêm, đang ngủ chợt nghe bên thái nhiều tiếng nổ to, bên thái nước dồn, liền nổ mìn phá đập cho nước tràn sang. Chỉ trong vài tiếng đồng hồ, có chỗ nước lên ngang ngực, còn lại thung lũng chìm ngập với mực nước tới hông. Mọi công tác đều dừng lại để ưu tiên cho chống lũ. Mo hơn như bị tách rời với xung quanh, mạnh ai nấy dùng cách chống lũ cho riêng mình. Có đồng chí kê kích chân phản cao lên, có đồng chí treo dây cột phản lên trần nhà, có đồng chí lại buộc cam xung quanh phản để làm phao nổi theo mực nước. Có một trường hợp hai đồng chí ở C7 buộc phao rồi ôm nhau ngủ, nửa đêm nước dâng lên, phản trôi theo dòng nước chảy xa địa hình đến gần 800 mét rồi vướng lại lùm cây. Đến gần sáng giật mình tỉnh dậy, không thấy đơn vị súng đạn đâu,
may còn định hướng được, vội nhảy xuống đẩy phản lội ngược về. Nước ngập thì làm hạn chế mức sát thương của hỏa lực nhiều, trừ khi nó rớt chúng. Và lại, Pốt cũng cùng chung hoàn cảnh, coi như tạm đình chiến để khắc phục khó khăn. Anh em chuyển qua câu cá, mà khỏi cần phải đi đâu xa, cứ ngồi trong nhà buông cần cũng có. Lúc này, chớ có đi gần ụ mối và các gốc cây to, có vào hầm tránh pháo cũng đừng dựa vào sát vách, vì dễ bị rắn cắn lắm. Có nhiều bụi cây, đi ngang từ xa, đã thấy rắn đeo đầy. Cỡ có mấy thầy bắt rắn như bây giờ, chắc làm ăn khấm khá quá. Đặc biệt vào ban đêm, đang ngủ mà nghe tiếng lủm bủm kéo dài, thì yên tâm ngủ tiếp. Còn vừa tới chỗ ta nằm, mà đột nhiên ngừng lại, phải lập tức tung mùng ngồi dậy, cầm lấy cây roi, dùng đèn pin hoặc bật quẹt lên coi. Thế nào cũng có ẻm đang bám chân giường, để leo lên thăm bạn đấy. Nếu phát hiện ra, lấy roi quất mạnh cho ẻm rớt xuống mà bơi đi chỗ khác, có lúc thấy quất nặng tay luôn. Đó là nói về rắn, mà nói thiệt, rắn ở mo hơn, đa số là hổ mang không à. Loại hổ mang chúa thường thì cũng sợ người, nhưng lỡ phát hiện, nhằm lúc nó đang ấp trứng, nó dí mình chạy đến quyền chỗ đó nó mới tha. Ghét nhất là loại rắn roi, ban đêm đi theo đường mòn, cỏ tranh, phải cầm cây roi vừa đi vừa quất, nó cứ thò đầu đu đưa như ngọn cỏ tranh, vô ý bị nó cắn, chỗ đó bị sưng phù liền. Hổ mây, con nào đầu cũng có cục bằng viên bi học sinh hay chơi, đầu hương tránh của tôi cao 1m7, cầm đầu dơ lên hết tầm mà còn khoảng 2m nằm dưới đất. Còn về chăn, con nào cũng lớn, dám bỏ vô bát heo cỡ 3-40 cân của tiểu đoàn tôi nuôi cải thiện cơ mà. Có lần bê cối 82 đi tát cá, gần hết nước, thấy cá quẫy quá trời. Ai ngờ, tát cạn nước xong không thấy con nào. Anh em mò vô tới giữa đám điên điền, phát hiện một chú chăn to, bắt gần hết cá cho chú đội. Đồng chí phát hiện, sợ đến nỗi, nhảy lên bờ tháo chạy la làng luôn. Còn chú no quá bò không nổi, vậy là thưởng luôn cho chú mấy loạt AK, miết cử lưỡng tiện, vừa được mấy chục cân chăn, vừa được mấy chục cân cá, anh em được bữa cháo đã đời, bác Ba Phi mà thấy chắc cũng chào thua luôn. Vất vả nhất là phải tải thương tử bệnh binh ra e, phải vượt qua nhiều đoạn suối chảy xiết như lũ quét, có đoạn phải răng dây từ từ hỗ trợ nhau qua, có đoạn khiêm ngược nước rồi thả xuôi theo dòng qua tới bờ bên kia. Nhiều khi tranh giành nhau khiêng thương hay tử nữa, khiêng tử thì có đuối quá kiếm chỗ cao cao đặt tạm xuống nghỉ, còn khiêng thương có nghỉ cũng phải giữ trên vai, hai người một đầu cáng đứng tại chỗ, vì khiêng nặng mà nước lút xuống tới bắp chân, mau mỏi lắm. Bởi vậy nhiều khi thương binh phải động viên người khỏe mạnh nữa. Cái khó khăn nhất phải kể đến là tình trạng thiếu thuốc hút, nhiều khi quá nghiền, nhiều đồng chí bứt đại lá cây gì đó, sắc mỏng quấn lại hút luôn, vừa rít vô một hơi, sức ép nó tưởng chừng như muốn bể phổi. Rồi nhiều khi quên, nước ngập làm tan hết, đến muối cũng không còn để mà ăn. Lúc này chỉ còn biết cầu trời cho tình trạng này đừng kéo dài quá. Vậy mà có những đồng chí, hàng đêm do buồn quá, một mình một súng, tối đến, lội từ đại đội này sang đại đội khác, chỉ để tán chuyện suốt đêm. Thế đấy, chỉ cần chấp nhận khó khăn như những chuyện bình thường, thì khó khăn nào rồi cũng qua đi hết. Trận phục kích khẩu cối 82 cốt ở trục đường hướng Tây Mo Hơn. Lúc này, sau khi thăm dò các khả năng phản ứng của ta, Pốt bắt đầu bố trí một số căn cứ gần sát Mo Hơn. Cụ thể là hướng Tây Bắc, khu vực Phung Đu Đủ, anh em đơn vị khác gọi là Phung Không Tên, có một cứ, hướng Chính Bắc có một cứ, thường xuyên hợp đồng binh hỏa lực vào đánh ta. Cứ mỗi lần như vậy, cứ ở hướng Tây Bắc, chúng thường bố trí một khẩu 82 cách ta khoảng 2.500m, đặt ngay trục đường bắn chi viện cho bộ binh tập kích vào đội hình ta.
Đứng trước tình hình đó, tiểu đoàn xác định phải đánh cho được hậu cối này, bẻ gãy âm mưu hợp đồng của chúng. Lực lượng ta tổ chức gồm 60 tay súng do đồng chí Rua, C trưởng C7 chỉ huy, đồng chí Dũng, C phó C6 chỉ huy phó, trang bị bộ binh 60% hỏa lực, 6.000 DH-10, tăng cường một đại liên, một cối 82, một máy PRC-25 xuất phát từ hướng nam C6 ra khỏi đội hình khoảng 200m, tổ đi đầu vướng mình bị thương hai đồng chí. Sau khi giải quyết hậu quả xong, ta cắt tiếp, nhưng do tránh sâu, đến 12:30 ta mới chiếm lĩnh trận địa. Đội hình ta chia làm hai bộ phận. Bộ phận chỉ huy gồm 20 tay súng, có một cối 82 bố trí ngay sát trận địa cối 82 của địch, nằm lệch về nam đường, có nhiệm vụ chi viện hỏa lực cho bộ binh trong quá trình nổ súng và khi có lực lượng bộ binh địch quay lại phản kích. Bộ phận chủ yếu được bố trí cách về hướng tây khoảng 400m, có 6.000 DH-10 và một đại liên phục sát hướng nam đường, chạy dập theo hướng bắc rốt này là mương nước, độ sâu ngang gối. Lúc 14 giờ, mọi công tác chuẩn bị xong và chờ đợi. Ý đồ ta sẽ đánh địch ban đêm, vì tối đó trăng tròn, nhưng trời cứ mưa lất phất, nên đêm hôm đó chỉ có ánh sáng lờ mờ. Đợi địch tập kích xong về, ta mới nổ súng, vì chúng đã hết đạn sẽ không cầm cự lâu. Nhưng có một điều bất ngờ mà ta không dự kiến là trong suốt quá trình chiếm lĩnh triển khai trận địa, thì Pốt cũng đã chiếm lĩnh và bố trí xong khẩu cối của chúng rồi. May là ta giữ bí mật khá tốt nên không bị lộ. Đúng 6 giờ chiều, địch bắt đầu nổ súng. Đầu tiên là các cỡ súng bộ binh tập kết vào tiểu đoàn, hỏa lực dồn dập. Phía ngoài đội hình, nghe tiếng bê trực xạ liên tục thật ác liệt. Bất ngờ, tiếng đề ba cối 82 Pốt cất lên, nghe cả tiếng đạn xé gió bay về hướng tiểu đoàn xèo xèo. Hai khẩu cối của ta và địch cách nhau quá gần, tầm khoảng chưa đầy 50m, nhưng do cây cỏ rậm rạp nên không nhìn thấy nhau. Tiếng đám Pốt la hét khi nhìn thấy hỏa lực chúng nổ ở phía tiểu đoàn rất rõ. Khoảng 30 phút sau, địch bắt đầu bắn trợn trở lại. Lúc này nhìn về hướng dê, thấy từng chùm đạn lửa của chúng bắn cao lên trời, dấu hiệu bọn chúng chuẩn bị rút quân. Tất cả các lực lượng phục kích của ta, ai cũng hồi hộp chờ đợi. Thông tin bắt đầu lên máy. Chưa đầy 15 phút sau, tiếng DH-10 của ta dồn dập cất lên. Theo hợp đồng cối 82 ta lập tức bắn liên tục 5 quả về hướng Pốt. Lúc này, tiếng súng bộ binh của ta cũng nổ vang, tiếng đại liên xen kẽ từng chập. Lực lượng tập kích địch cũng như trong căn cứ của chúng, không hiểu chuyện gì xảy ra, cứ nổ súng bắt liên lạc liên tục. Đúng như dự kiến, sau khi tham gia bắn cối xong, bọn Pốt khiêng pháo về theo trục đường rất chủ quan. Chúng vừa dọi đèn pin đi, vừa nói chuyện ồn ào, dồn cục, lọc vào trận địa của ta, đang chờ sẵn. Khi dứt loạt mìn, gần như chúng chẳng còn phản ứng gì. Bộ binh ta xung phong, nhưng vì trời tối mà tất cả bọn chúng đều bị hất xuống nước. Anh em nhảy xuống mò, chỉ vớt được 3 AK và 1 B40, không tìm được khẩu cối. Nhiều đồng chí mò đụng tay chân, thân thể chúng rơi rải đầy. Lực lượng chúng đi xác định khoảng 30 tay súng. Sau đó, vì đảm bảo an toàn, ta phải rút khỏi trận địa. Tình huống rất khẩn trương. Còn lại 25 quả cối, ta bắn tiếp 20 quả về hướng Pốt để chặn viện của chúng. Kết quả trận đánh, ta tiêu diệt hết số địch đi vào đúng theo dự kiến. Nhưng do trời tối và nước, ta thu vũ khí không cao. Phần ta, khi rút quân do nôn nóng, anh em cứ cặp theo đường dẫn đến một đồng chí cối 82 vướng mìn hy sinh và hai đồng chí bị thương khi hành quân lúc sáng nữa. Trận đánh pháo cuối mùa mưa 1981, đầu mùa khô 1982. Còn nhớ, một buổi chiều gần cuối mùa mưa 1981, sau khi Pốt tập kích bằng một trận đánh không lớn lắm, chỉ vài trái B và một ít đạn nhọn, tiểu đoàn liền ra lệnh cho đại đội hỏa lực bắn ứng dụng 10 quả H-12 qua đất Thái với tầm không xác định nhằm trả đũa, vì khẩu pháo đã bị phá hủy chỉ còn đạn. Khi tiếng nổ dội về đã đếm đủ, không gian rất tĩnh lặng,
không thấy địch có phản ứng gì. Nhưng cỡ khoảng 30 phút sau, khi bầu trời bắt đầu tranh tối tranh sáng, đột nhiên nghe tiếng đề pa pháo 105 từ bên Thái và cũng rất nhanh nghe tiếng rít của đầu đạn tới liền. Anh em nháo nhào chạy xuống hầm tránh pháo nhưng không kịp. Một tiếng bụp khô khan vang lên, liền lúc một cụm khói vàng cam rất đẹp nổ trên bầu trời khoảng 20 mét, chính giữa trục đường phía trên đội hình giữa C7 và C8. Anh em vội la lên, pháo điểm! Tất cả đều chạy vào hầm ẩn núp vì cho rằng đó là trái pháo lấy chuẩn cho đợt pháo sau. Hồi lâu, không thấy gì mới ló đầu ra xem thử. Thấy đám khói này từ từ loãng ra, tan dần phủ xuống đám điên điển trong đội hình anh em hay hái nấu canh. 3 ngày sau, bắt đầu có một số đồng chí bị đau bụng khi ăn bông điên điển tại khu vực này. Sự việc được cấp tốc báo ra E. Một tuần sau, E tải vào cho D2 một số mặt nạ phòng độc chống hóa học của Trung Quốc sản xuất, nhưng phải 3 em mới được một cái. Mới đầu anh em cũng giữ gìn, bảo quản cẩn thận lắm. Nhưng lâu dần thấy địch không bắn thêm lần nào nữa, vậy là lính ta bắt đầu nghiên cứu, để rồi cuối cùng chỉ còn cái túi đựng để dành đi công tác rất ngon. Cho tới giờ gặp nhau, cứ hỏi không biết ngày đó có phải Thái bắn pháo hóa học vào mo hơn hay không. Lúc này chuyện gì cũng quen thuộc với chúng tôi lắm rồi, địa hình, ta, địch. Chúng tôi cũng bắt đầu quan tâm lẫn nhau, tìm hiểu về quê hương, xứ sở, gia đình, người yêu, thậm chí tính tình từng đứa. Cũng bắt đầu chấp nhận hết những khó khăn ác liệt xảy ra, chấp nhận để tồn tại. Tổn thất cũng khá nhiều. Số anh em còn lại gắn kết với nhau, cùng nhau chịu đựng tất cả. Riêng lính 80 chúng tôi còn khoảng một nửa quân số, 81 cũng thiệt hại tương đối, gom lại. Lúc này chúng tôi đã biết, hỏi thằng A, thằng B nào vừa bị thương, bị tử, chứ không như thời kỳ đầu, chỉ hỏi quê ở đâu. Khi địa hình vừa khô ráo, sư đoàn liền tổ chức điều 2 khẩu pháo 105 vào tiểu đoàn 2, dùng xe kéo cặp trục đường hướng nam cách khoảng 50 mét. Ngày hôm sau, ta tổ chức một đoàn dân công tải 500 quả đạn vào. Trước đó ròng rã cả tháng trời, đơn vị bung ra hoạt động xung quanh, quyết liệt đánh địch chống chúng mù bám, cũng như chốt đường liên tục để bảo vệ công binh làm nhiệm vụ già mìn, cắm cọc xác định đường cho xe kéo pháo vào. Cũng nói thêm, chúng tôi là đơn vị lấy yếu tố phòng ngự tích cực làm cách đánh, không thụ động, nằm chốt chờ cốt đánh. Đơn vị thường xuyên đưa lực lượng ra phía ngoài, chỗ tiếp giáp giữa các đại đội, từ 500-700 mét đến 1 km chờ địch, vừa tránh được thương vong khi địch dùng hỏa lực đánh mạnh. Khi chúng vào đợi hết loạt đạn đầu, chúng tôi bí mật dàn hàng ngang áp sát vào sau lưng chúng, đợi chúng chuẩn bị rút thì bất ngờ đánh mạnh. Phía trong nhà cứ giơ súng lên trời mà bắn, làm bọn xung quanh nhiều khi không hiểu chuyện gì xảy ra. Thường ta tổ chức một bộ phận như vậy, từ 15 đến 20 tay súng, trang bị hỏa lực chế áp mạnh. Nhưng có khi chúng vào tập kích quân số khá đông, ta chỉ đánh vào bộ phận chủ yếu của chúng rồi lướt qua rút vào tiểu đoàn. Như vậy tạo ra yếu tố căng thẳng tâm lý cho chúng. Nhiều thằng chỉ huy chúng chết nhát, dẫn quân cách ta cả cây số đã triển khai ra tập kích, nghe như chúng đánh lộn lẫn nhau. Lính bây giờ đã rất rành đánh nhau, nói như mấy anh đàn anh hay phát biểu, chúng tôi đã có thể tự mình độc lập, tự bố trí mìn trái, nên ngoài số DH-10 theo quy định của tổ 3 người, 2 đồng chí còn lại mang theo mỗi người một quả cối 82 lại dựng, tự bố trí nữa. Nếu không hốt gọn, thì tốt bốt nào đi lọt vào ổ phục kích của chúng tôi, không chết thì về tới cứ cũng chưa hết kinh hoàng. Khi chấp nhận đối chọi với nhau rồi, chúng tôi cứ gặp nhau là cùng bàn tìm cách để tiêu diệt chúng trong chịu đựng. Bây giờ nhìn thấy 2 khẩu pháo sư vào bố trí ở trong chốt và cơ số đạn áp tải vào, mặc dù lính tráng không biết gì về bí mật quân sự, nhưng chúng tôi cũng cảm giác có gì đó to tát sắp xảy ra. Chúng tôi càng phấn khởi công tác thêm tích cực
và càng ra sức đánh trả chúng quyết liệt hơn. 3 ngày sau, vào một buổi trưa, bất ngờ một chiếc OV-10 của Thái bay vòng từ phía nam đội hình C-8, chính diện khẩu pháo bố trí, rồi cắt ngang về hướng Thái. Địch cũng bắt đầu đánh hơi những gì sắp xảy ra với chúng. Cuối cùng, ngày N cũng đến. Chấp hành chỉ thị của trên, buổi trưa trong tiểu đoàn tổ chức một lực lượng gồm 45 tay súng cắt thẳng về hướng căn cứ đối diện, về hướng Bắc Mo hơn. Khi đến nơi thì chia thành hai bộ phận. Một bộ phận gồm 25 tay súng chia ra phục phía trên, sát đường vô căn cứ của Bốt. Bộ phận thứ hai gồm 20 tay súng hỗ trợ đưa trinh sát pháo vào gần cứ ở hướng khác để làm nhiệm vụ chỉnh pháo bắn vào căn cứ địch khi đến giờ hiệp đồng. Theo nhiệm vụ được triển khai, khi đến giờ nổ súng, 6 khẩu 120 sẽ bắn vào căn cứ Mỏ Vẹt, còn căn cứ Bắc Mo hơn sẽ bị ta tấn công bằng các loại pháo 105, 155 và 130 ly. Đến 4 giờ 30 phút chiều, trinh sát sau khi trèo lên cây để quan sát và triển khai thông tin, bắt đầu chỉnh pháo. Đầu tiên là pháo 130 đặt tại cốt, bắn trước. Mặc dù đặt khá xa, nhưng khi đề pa nghe như sát bên vậy. Quả đầu tiên đã rớt trúng ngay căn cứ địch. Sau đó, lần lượt các loại pháo khác. Lúc này, tiếng la hét trong cứ địch nghe vang dội bên tai. Chúng tôi mới phát hiện ra mình vào quá gần. Nghe xong các loạt pháo chỉnh, đồng chí trinh sát pháo mới gọi vào trong máy, cấp tập, đồng thời tháo anten nhảy xuống để rút ra xa. Các loại pháo bắt đầu bắn dồn dập, tiếng đề ba, tiếng đạn rít, tiếng nổ lớn, cộng tiếng la hét của Pop trộn lẫn vào nhau, nghe thật hỗn loạn. Sẽ thật thích thú nếu sau đó chúng tôi không bị lãnh một loạt 5-6 trái 130 của ta rớt ngay đội hình do tản mát của nó quá lớn. May nhờ xung quanh đó có mấy bụi tre to bị pháo nổ hốt gọn sạch sẽ mà anh em không bị gì. Nhưng anh em phải chạy trối chết. Đến khi bắt được liên lạc, quân ta mới thoát khỏi tầm pháo. Vụ này về tới nhà cũng gây nhau ỏm tỏi. Bộ binh kêu pháo bắn gì kỳ vậy? Pháo binh thì kêu ai biểu mấy ông vô tri quá gần. Nhưng sau đó cũng chia nhau lương khô, ăn mừng như không có gì xảy ra. Tổng kết, ta bắn 3 đến 400 quả vào căn cứ của chúng. Trận tập kích pháo vừa xong, nghe tiếng cơ giới chúng vào chở tương tự y xèo. Dù có chút trục trặc, đơn vị chúng tôi ai nấy cũng sướng đã đời. Suốt bao nhiêu lâu ôm đầu cho chúng đánh, giờ nhìn thấy chúng bị giáng trả bằng mức độ quy mô ai cũng mừng. Ngay sau trận pháo, Thái cho máy bay lên phát loa tố cáo ta vi phạm, nhưng cũng không dám phản ứng gì. Đã vậy, sáng hôm sau, chúng cho lực lượng nóng ra, lùng sục, lại bị bộ phận phục kích của ta nổ súng tiêu diệt thêm một số tên, thu 4 súng. Căn cứ này tốt bỏ luôn, không dám mở ra nữa, mà chúng phải rút về căn cứ hướng Tây Bắc, giảm được một phần áp lực với Mo hơn. Còn 2 khẩu pháo, do điều kiện chưa kéo ra được, phải ở lại với chúng tôi một thời gian. Các đồng chí pháo thủ sau đó gắn kết với chúng tôi như cùng đơn vị. Có những trận tốt vào tổng kích, pháo cũng quay nòng bắn thẳng vào bộ binh, vào các trận địa hỏa lực của chúng, khiến một thời gian dài chúng không dám vào gần, thiệt sướng. Tôi nhớ, khẩu pháo đặt gần C8, đồng chí khẩu đội trưởng tên Trung, dân Gò Vấp, pháo thủ có đồng chí Chi, dân Tây Ninh, là 2 người tôi hay tiếp xúc. Ngày sư kéo pháo ra, ai cũng bịn dịn mà cho đến giờ chưa hề gặp lại. Mo hơn, đầu mùa khô 1982. Vậy là chúng tôi đã trải qua một mùa mưa đầy biến động ở Mo hơn. Trưởng thành thật nhiều và cũng vắng đi quá nhiều khuôn mặt. Câu thơ, sáng nào tôi cũng nhìn kỹ từng khuôn mặt, biết cuối ngày mấy đứa sẽ đi xa. Nói lên tất cả tâm trạng lính Mo hơn của chúng tôi. Chúng tôi, dù là bậc đàn anh hay những chiến sĩ chưa tròn 5 lính, đã trải qua quá nhiều biến cố đến chai lòng. Tôi không nhớ thời gian này đã chứng kiến bao nhiêu cái chết, đã phụ khâm liệm tất cả mấy anh em.
chỉ nhớ rằng đã từng nhìn một bậc đàn anh bị mìn nhầy ngay mông đít trước khi ra đi, còn dặn y tá đừng tiêm phí thuốc, chỉ xin một điếu thuốc hút trước khi nhắm mắt. Thấy một đàn anh trước lúc ra đi cứ gọi u ơi u hỡi, thấy một câu chuyện bi thương về tình đồng hương xứ sở của ba quê Thanh Hóa. Ba đồng chí cùng thôn nhập ngũ cùng ngày và về chung một đơn vị. Trong một ngày, hai đồng chí hy sinh cùng hai đồng chí khác, người còn lại cứ ôm xác hai bạn khóc suốt đêm trong nhà xác. Khi ngoài trời mưa rả rích, sáng hôm sau lặng lặng mang súng tiễn bạn tới trung đoàn, rồi lặng lặng quay vô công tác một thời gian rồi cũng đi theo bạn. Khi trận địa cối 82 của tôi bị bắn trúng một quả B-69 cũng vậy, đồng chí Vinh khẩu đội trưởng bị thương nặng, đồng chí Nuôi hy sinh, khẩu cối thì bị hỏng. Không hiểu sao, B cũng cử tôi lên nằm chung nhà với đồng chí liệt sĩ suốt đêm đó làm gì, dù không thấy sợ nhưng cứ miên man câu hỏi tại sao. Đến một ngày trong bữa cơm đang ăn thì các đồng chí tài tử về tới, mời ăn cơm, các đồng chí này lại đặt tử bên đường cách có mấy mét, máu còn đang chảy, tay chân cũng dính máu me, lấy chén bới cơm ăn ngon lành. Chợt thấy mình và anh em sao bỗng quá chai lì, tình người như không còn thể hiện được, chấp nhận chuyện xảy ra như một điều tất yếu vậy sao. Rồi mùa khô cũng đến với chúng tôi. Đối với lính chốt, khi chỉ còn những cơn mưa rải rác, trời bắt đầu se khô, cỏ bắt đầu hơi úa, là mùa xuân đã đến rồi, bầu trời như cao hơn, rộng hơn, nâng những bước chân mạnh dạn. Chỉ cần một giây phút thảnh thơi sau một đợt tập kích là chúng tôi đã quên đi những gì vừa mới xảy ra, vui chơi hết cỡ. Chúng tôi bắt đầu mạnh dạn hẳn lên vì rừng bị đốt trống, ít lo miền trái, bắt đầu từng tốp bung ra xung quanh, rời khỏi đội hình để kiếm cái ăn mà chẳng hề thấy sợ gì tốt cả. Có lúc 5-6 anh em mò lên tận gần mỏ vẹt hái rau đánh cá. Mỏ vẹt có một cái vùng rau muống tốt lắm, rộng mênh mông, những cọng rau dài đến 2 mét vẫn còn non, bằng ngón trỏ luộc rất ngon. Nếu giờ ai sở hữu chỉ cần vài mùa cũng dễ dàng thành tỷ phú. Có một lần, B rủ nhau đi đánh cá, có 6 đồng chí, tôi được cử mang B-40 làm nhiệm vụ cảnh giới, đứng trên bờ đê. Các đàn anh kẹp hai lạng nổ vào một đầu B-69 LED. Đồng chí điểm hỏa lấy chớn thế nào mà khi thảy quăng vướng ngay vào cành cây chỗ tôi đứng. Vậy là ba chân bốn đằng chạy lẹ. Cũng may là kịp nên không bị gì. Nhưng từ đó không bao giờ tôi tham gia đánh cá nữa. Chỉ ở nhà phụ làm cá khi anh em đánh về thôi. Ngoài ra, chỗ dốc bên nam đường có đám cà pháo trái rất ngon. Còn bắc đường vô khoảng vài trăm mét, gần hồ nước lớn có một cây ớt hiểm thật to. Nhánh nó anh em có thể trèo lên được. Anh em thường bẻ cả nhánh, vác về, xong mới hái trái ra. Đó là một cây ớt quy ước không bao giờ có mình. Chắc là do ta ăn ít, còn quốc ăn nhiều. Xen kẽ hai bên trục đường, về hướng nam, hay có một bụi chuối mật. Lúc này trái đã chín tới, nhìn từ xa, trông rất hấp dẫn. Nhưng anh em khoan vào hái vội, bẫy của bốt đấy, rất nhiều mìn. Nhiều đồng chí tính cẩn thận, không hề dớ tới. Nhưng lại có những đồng chí biết vậy, nhưng coi như một trò chơi mạo hiểm mà mình phải vượt qua thử thách, muốn anh em ngưỡng mộ khi đích thân vác được quẩy chuối về. Riêng tôi không bao giờ dám đổi mạng với mấy quẩy chuối kia đâu. Đường khô ráo cũng tức là dễ ra vô. Các loại nhu yếu phẩm còn kẹt lại trung đoàn suốt mùa mưa giờ được giải tỏa, được đóng vào đơn vị thường xuyên. Chúng tôi được nhận, nào là đường, nào là sữa, và nhiều nhất là mè. Vậy là tiểu đoàn 2 lại có những đồng chí làm kẹo mè rất ngon, thường xuất hiện trong những bữa liên hoan đột xuất. Thường sau một đợt tập kích chiều, bãi cỏ C8 của B tôi
là trung tâm tập trung của cả những đồng chí văn gừng văn nghệ. Đàn thì được đóng bằng thùng đạn góp lại, được xe bằng các loại sợi thông tin. Không biết bây giờ nghe thế nào, chứ ngày đó anh em chúng tôi nghe cũng hay lắm. Vậy mà có lúc anh em đàn hát suốt đêm, có những đồng chí có khiếu kể chuyện, anh em hay gọi là quay phim. Lẽ ra là chiếu phim mới đúng. Anh em săn đón lắm, có gì ngon cũng để dành, mời cho được đến xe kể chuyện. Những câu chuyện không đầu không cuối, vô thưởng vô phạt, vậy mà có thể kể cho nhau nghe suốt đêm. Nhiều đồng chí ghiền cái cảm giác chui giúp cả đám ấm áp tình đồng đội. Trời ban đêm hay xe lạnh, ca gác đầu thường hay thấy đói, mà thực phẩm thì khá nhiều. Ai đó lại bày ra trò nấu cơm đêm, cứ hết ca đầu là rủ nhau ăn. Anh em đùa, ráng ăn để mùa mưa có sức mà chịu đựng. Trước mắt là có sức mà củng cố hầm hào cái đã. Mùa khô năm đó, trên lại bắt mỗi đại đội làm một cái lô cốt phía trước đội hình. Mới đầu cũng thấy đơn giản, nhưng bước vô làm cũng thấy chua, vì quân số đã ít lại đi tác chiến suốt, có ngày còn hai đồng chí hì hục làm. Bởi vậy hơn một tháng mới xong, mà luật lính nhiều khi không hiểu nổi, nhiều ngày địch công đánh đấm gì mặt ai cũng căng thẳng lầm lì ít nói. Vậy mà vừa mới bị tập kích xong, tất cả ồn ào như vỡ chợ, ồn ào lộn xộn xô bồ ngay. Ngày đó mà Pốt biết, chắc nhiều em ốm đòn với nó quá. Ngay thời điểm trưa ngày 22 tháng 12 năm 1981, dù tiểu đoàn quán triệt lên quán triệt xuống là không được tổ chức uống rượu, nhưng do đơn vị này ỷ lại đơn vị kia, hôm đó gần như toàn tiểu đoàn say xỉn hết. Bất ngờ địch tập kích vào, không đơn vị nào phản ứng được. May là thằng Pốt chết nhát, tự dưng đánh mà không thấy ta bắn ra, sợ bị bọc đít, nó hoảng hồn rút cho thiệt lẹ. Tôi chạy về cách hầm cối chừng 30 mét, thấy hỏa lực nó rớt nổ xung quanh, mà không cách gì chui vô hầm bắn cối được. Đêm nằm nghĩ, thấy hú vía, may mà không bắn được, chứ loạng quạng rớt vô đầu anh em. Còn đổ nợ nữa, từ đó bỏ nhậu đến giờ luôn, tỉnh táo vẫn hay nhất. Đặc điểm của lính trắng là vậy đó. Khi cả đơn vị đã sinh hoạt thành quy luật rồi, muốn không theo cũng không được. Đó là sự đồng cảm mà khi về cuộc sống đời thường ta không bao giờ có được. Đôi lúc ngồi nhớ lại chỉ buột miệng, phải chi biết vậy mà thôi. Chuyện lính chốt nghe mãi cũng đầm nhảm. Chúng tôi không có dịp để diễn tả vùng này miền khác, dẫn dắt anh em đi khắp chiến trường. Trận địa chỉ mãi một nơi chờ giặc tới. Nếu nó yếu, nó tránh mình, còn nó mạnh, nó dùng đủ mọi cách để bứng mình đi như nhổ cái gai trong mắt nó. Do vậy, yếu tố chỉ huy là cực kỳ quan trọng. Người chỉ huy phải nắm được địch để đề ra những phương án chiến lược đối phó hữu hiệu, giữ vững được trận địa và đánh bại mọi âm mưu thủ đoạn của chúng, đồng thời giảm thiểu thương vong cho chiến sĩ thuộc quyền mình cao nhất, được bảo toàn lực lượng. Thời kỳ đầu, chúng tôi cứ thay phiên nhau thông đường theo mệnh lệnh, chắc từ ở đâu xa lắm. Các cấp chỉ huy cũng nhiều việc nên chưa kịp đọc báo cáo thương vong hàng ngày. Trên một trục đường từ 4 đến 8 km, ngày nào cũng có tử thương. Chúng tôi cứ đi cho địch giật, như để báo cáo, trục đường này là của chúng tao, mặc mày cứ phục, cứ giật, tao cứ đi như chẳng có chuyện gì. Còn nếu chúng không giật, thì nhiệm vụ thứ hai là phải gỡ sạch các loại mìn chúng bố trí trên đó, vừa đi vừa gỡ đủ các kiểu gài. Gặp thằng yếu bóng vía, gài đúng bài bản, chỉ cần vài thao tác là làm mất tác dụng quả mình. Nhưng chúng thằng thủ đoạn, nó gài miếng chốt gần tuột vẻn đầu lên, thì một là dòng dây kéo nổ, nhưng dây cũng không có sẵn, phải nghiến răng đẩy chốt qua mà mồ hôi tuôn như tắm. Nhiều đàn anh bậc thầy gỡ mình chỉ sơ sẩy một chút đã phải trả giá bằng mạng sống.
5 con người, 5 ngũ cối mìn 652A cùng 5 chùm KP2 lủng lẳng, phải quay về để mai tới tốp khác ra gỡ tiếp. Đến khi nào sạch mìn thì thôi, mà địch thì đâu chờ ta gỡ hết mới cài tiếp. Vậy là ngày mai thông lại từ đầu. Trình tự này cứ quay đi quay lại. Đến ngày nào đó, ngày hôm nay mình thoát khỏi những nguy cơ, nhưng ngày mai thì chưa chắc. Anh em cứ nối tiếp ra đi như một trò chơi mà lính mình nghiêng về phần có nhiều thua thiệt và nguy hiểm. Chúng tôi cứ đi, cứ làm nhiệm vụ, không đùm đẩy cho ai như là điều tất nhiên của mình. Có lúc nhiều đơn vị thỉnh thoảng vào hoạt động với quân số hàng trăm, khi quay ra cũng bắt đơn vị tôi cử mấy anh em thông đường dẫn họ ra khỏi chốt, như là chúng tôi quá quen thuộc với mìn trái hay là quen chết vì mìn vậy. Đến một ngày, anh về chỉ huy đơn vị, đã dùng hết cách đối phó nhưng không xuể, thấy tình cảnh trên, anh phát biểu một câu: mặc mẹ nó, tạm thời cứ để đường cho nó, khi nào cần sử dụng mới phải thông, còn không được thì cắt rừng mà đi. Việc gì ngày nào cũng đi cho nó giật. Anh là thủ trưởng tiểu đoàn hai bộ của tôi. Nhờ vậy mà giờ này tôi vẫn còn ngồi đây để gõ phím hầu chuyện với anh em. Chiến dịch C-82 hướng Mo Hơn. Có quá nhiều sự kiện xảy ra trong một quãng thời gian dài, đủ để khiến người ta bị nhiễu loạn, lẫn lộn rất nhiều sự kiện xảy ra với mình. Qua trao đổi cùng nhiều anh em ở nhiều đơn vị khác nhau, dần dần bộ nhớ mình hồi phục từng phần. Ký ức bỗng ùa về, những kỷ niệm vui buồn từ từ ẩn hiện, giúp ta tiếp tục trao đổi trò chuyện với anh em. Mùa khô 1982, sau những đợt dơ đầu chịu đựng những đợt tập kích bằng xung hỏa lực gần như liên tục của địch và những trận phục kích gây cho ta rất nhiều thiệt hại, chúng tôi bắt đầu nghe phong thanh về một chiến dịch sắp nổ ra ở hướng của mình. Qua các lần thường xuyên ra trung đoàn học của đồng chí Dê Trưởng, địa hình lúc này đã rất khô thoáng, thuận lợi cho ta cơ động rất nhiều. Từng cơn gió lạnh cứ lùa về, báo hiệu chuẩn bị đón nhận một cái Tết lại đến với anh em. Lòng người ai cũng nôn nao khó tả, những nỗi nhớ nhà xen lẫn một không khí sục sôi. Đành gác lại mọi ký ức về Tết để làm mọi công tác cho được tham gia chiến dịch được triển khai qua hội nghị quân chính của tiểu đoàn. Cảm nhận đây là một đợt chiến đấu rất quan trọng, vì thông thường chúng tôi chỉ triển khai nhiệm vụ qua cấp trung đội là chủ yếu. Cũng cảm nhận là đợt công tác này khá khó khăn và không kém phần ác liệt, khi đơn vị tổ chức một mũi được tăng cường một bộ phận trinh sát của trung đoàn hành quân quay lại Mê Lai tham gia tác chiến cùng các đơn vị ở nhiều hướng khác. Tâm trạng ai ai cũng căng thẳng, mặc dù được chủ động đánh địch, không còn những ngày tháng thường xuyên bị nó o ép như trước đây. Thỉnh thoảng bất chợt, tôi hay ngước nhìn về dãy núi phía tây bắc đội hình đó, nơi thời gian trước đây đơn vị đã đứng chân với bao nhiêu là xương máu anh em đã đổ xuống. Đơn vị bắt đầu xuất kích, lực lượng tổ chức đợt đầu là 60 tay súng, hơn 50% hỏa lực và một khẩu DKZ-82 cộng một máy PRC-25, phát triển cặp trục đường lên hướng Mê Lai. Khi ta bắt đầu đến khu vực Hồ 50 thì chạm địch, triển khai chiến đấu và chốt chặn chờ lệnh. Trong khi chúng liên tục tăng cường xung hỏa lực phát triển xuống ngăn chặn lực lượng ta, tiếng súng nổ rền vang khắp khu vực, lệnh thu hút lực lượng địch tạo điều kiện cho các hướng khác tiếp cận mục tiêu, khiến đơn vị phải tổ chức cầm cự tại chỗ chứ không được rút quân. Lúc này các hướng khác vẫn chưa thấy nổ súng về phía địch. Sau khi đã làm ta bộc lộ lực lượng, chúng kết hợp lực lượng từ các căn cứ khác cũng liên tục tập kích vào Mo Hơn nhằm tạo sức ép cho ta phải rút về. Chúng tiếp tục đưa một lực lượng từ căn cứ Mỏ Vẹt áp sát trục đường phía sau, tổ chức phục kích các lực lượng ta từ ngoài vô.
Trong đó, trận phục kích bộ phận thông đường của C-8 hỏa lực làm ta bị thiệt hại nặng nề, với 9 đồng chí hy sinh tại chỗ. Tiểu đoàn phải ra lệnh rút quân để củng cố lại lực lượng và tìm ra phương án phát triển khác, trong điều kiện địch phát hiện ra ý đồ ta và liên tục đưa lực lượng xuống quyết o ép không cho ta phát triển đánh lên. Lúc này bên hướng Thái, tiếng cơ giới vận chuyển đạn dược và các lực lượng tăng cường của chúng nghe ì ì suốt ngày đêm. Sau khi củng cố và làm công tác tư tưởng, xác định lại quyết tâm, ta lại tổ chức tiếp lực lượng lần này là 80 tay súng, được tăng cường một bê trinh sát trung đoàn. Khẩu đội cối 82 của tôi được thay DKZ đi tác chiến đợt này. Rút kinh nghiệm được trước, ta cắt né sâu vào đông đường, tránh khu vực tốt chốt chặn, vòng đánh lên hướng Mê Lai, kịp thời kết hợp các lực lượng khác đánh vào căn cứ trung tâm này. Phía sau lưng chúng tôi, căn cứ mo hơn, lực lượng còn lại rất mỏng, phải căng kéo ra chiến hào hết cỡ, phải chịu đựng các đợt tập kích thường xuyên của địch từ hướng Tây đánh xuống. Tiếng súng thỉnh thoảng rộ lên, hỏa lực nghe ầm ì liên tục. Mặc kệ, mục tiêu hiện giờ là hướng Mê Lai. Chúng tôi vận động bằng tất cả sức lực và tốc độ có thể, qua những rừng tre gai nhọn tua tủa, móc vào quần áo sừng sực. Các đám rừng dây leo chằng chịt vướng víu rất khó đi, những thân cây cổ thụ gục ngã phải lần lượt bò qua từng người một. Tiếng hỏa lực bắt đầu rộ lên ở hướng Nam Sấp, đơn vị nào đã bắt đầu nổ súng. Chừng một chập, bắt đầu có tiếng hỏa lực tốt bắn trả từ hướng căn cứ của chúng. Tiếng đề ba cối và các loại pháo vang lên đều đều, đơn vị bắt đầu tăng tốc, địch có vẻ thật gần. Đến khoảng 5 giờ chiều, trinh sát phát hiện một con đường rất lớn, chi chít dấu chân cắt xéo từ hướng Tây Bắc xuống Đông Nam, bắt đầu có tiếng súng bộ binh thỉnh thoảng vang lên. Đơn vị dừng lại, tổ chức đội hình phục kích, cách đường 20 mét, thứ tự, C5, C7, C6, còn hỏa lực và dây bộ trinh sát trung đoàn ở phía sau. Giữa lúc C5 và C7 vào chiếm lĩnh vừa xong, thì bất ngờ có một đoàn tải của địch từ hướng Nam Sấp vừa về tới. Chúng vừa đi vừa nói chuyện ầm ĩ cả lên. Chờ chúng lọt hẳn vào đội hình phục kích, ta bất ngờ nổ súng. Sau mấy loạt đạn, ta tổ chức xung phong. Lúc này mới phát hiện đa số các khẩu súng của ta chỉ nhả đạn vào các gốc cây to phía trước. Thì ra, do quá trình triển khai gấp, anh em chỉ nhìn qua các khe lá phía dưới, không biết rằng phía trước có rất nhiều gốc cây to cả 2-3 người ôm, nên đạn đa số bắn vào gốc cây, không sát thương địch bao nhiêu. Khi xung phong lên, chỉ thấy dấu vết chúng xô nhau té chạy, đến nỗi một số xà rông còn rớt lại trên đường, nhưng không có xác nào của địch bỏ lại. Chừng 5 phút sau, lực lượng chi viện của chúng bắt đầu tiến xuống. Chúng đi dày đặc cả con đường, đến gần trận địa ta, chúng dừng lại chỉ trỏ. Địa hình quá rộng rạp, đồng chí để các bộ B của C5 phải nhảy ra đường dùng B-41 bắn chúng vào tốp địch đang đứng lố nhố. Giữa lúc đó, một tên bốt từ hướng Nam Sấp chi viện lên, cũng mang cây B-41 cách anh khoảng 20 mét, nên bắn về anh một phát, làm anh trọng thương vào vùng bụng. Lúc này, một số đồng chí cũng lao ra trục đường nổ súng vào các tốp địch liên tục xuất hiện, kịp thời vận chuyển thương binh vào trong, nhưng các loại hỏa lực kẹt lại phía trong hầu như không bắn được do cây rậm, chỉ còn bộ binh dùng AK cận chiến với POT. Chừng hơn 20 phút, POT bất ngờ rút lui, trận địa trở nên im ắng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn, đột ngột tiếng đề ba cối 82 và 120 ly của chúng rộ lên như bắc giang, liền đó cối các cỡ bắt đầu rớt xuống xung quanh trận địa. Tiểu đoàn liền lệnh lui quân, nhanh chóng rời xa khu vực tọa độ hỏa lực địch đang rót xuống để tránh bị thương vong. Tối đó, cả đơn vị kẹt trong đám rừng mịt mù, trong tiếng nổ của hỏa lực địch rớt chung quanh. Mờ sáng hôm sau, bộ phận phía trước ta bất ngờ nổ súng dữ dội, tiếng đạn nhọn cắm phừng phực vào các thân cây, hỏa lực địch cũng chuyển dần làn đạn về phía đội hình ta đang triển khai. Để bảo toàn lực lượng, ta phải rút theo đội hình cuốn chiếu. Lúc này, tiếng súng nổ của ta cũng rộ lên, các loại pháo của ta cũng rót vào căn cứ địch. Tiếng pháo chi viện cho đơn vị
cũng bắt đầu bắn vào các trận địa hỏa lực của địch theo hiệu chỉnh của đơn vị. Pháo địch bắt đầu bắn ít đi, nhưng bộ binh chúng vẫn quyết liệt truy đuổi lực lượng của ta. Tiếng la hét, tiếng còi xung phong của chúng cứ rộ lên rồn rập. Quả là ta không tính hết các tình huống xảy ra, nên không thể triển khai được đội hình để chống trả lại. Vì quá rộng rạp, chỉ có các đại đội bộ binh luân phiên cuốn chiếu vừa chống trả vừa rút quân. Cực nhất là hỏa lực và bộ phận tải thương tử, lúc này đã lên đến 6 ca, đồng chí Đề đã tắt hơi đêm qua. Cứ như vậy, đơn vị tổ chức lùi về đến hết tầm hỏa lực của chúng, thì cho một bộ phận chốt lại giữ đường, còn lại tiếp tục hành quân về mo hơn, củng cố chờ lệnh tiếp. Nhưng sau đó xét thấy với khả năng như vậy, ta cũng khó có thể phát triển lên được. Trên cho chúng tôi rút về để tổ chức phòng ngự trở lại, kết thúc đợt tham gia chiến dịch đầu tiên. Mo hơn mùa khô 1982. Trước khi viết tiếp về phần đơn vị, tôi xin có vài dòng sơ lược về các thủ trưởng tiểu đoàn thời kỳ từ năm 81 đến 84, những người đã lãnh đạo chỉ huy đơn vị hoàn thành nhiệm vụ phòng ngự chốt chặn khu vực Mo hơn Cao Mê Lai ngày ấy. Đầu tiên là thủ trưởng Hai Thanh. Đối với cánh lính trẻ chúng tôi thì đây phải là bậc cha chú. Mặc dù khuôn mặt ông lúc nào cũng toát lên nét già dặn đến khắc khổ, nhưng tác phong của thủ trưởng thì lúc nào cũng đĩnh đạc đàng hoàng. Đặc biệt, dù trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào, lúc nào thủ trưởng cũng áo bỏ vào quần, đi đứng thật khoan thai. Trong chỉ huy tác chiến thì rất bình tĩnh và cẩn trọng. Ấn tượng nhất với đơn vị chúng tôi có lẽ là lần đồng chí đi họp trung đoàn về gần đến cầu 20 thì bất ngờ bị địch phục kích và tiếp cận. Mặc dù lực lượng ta cũng trên 20 tay súng, nhưng vì địch quá đông lại đang ở thế chủ động, nên ngay từ đầu chúng đã tiếp cận chia cắt đội hình ra. Ngay vị trí thủ trưởng đứng chân đã có 3-4 tên lao tới. Mặc dù vậy, thủ trưởng vừa đánh trả vừa chỉ huy anh em đánh lại, gây cho chúng nhiều tổn thất, để ta rút ra khỏi trận địa phục kích của chúng. Kế tiếp là thủ trưởng Năm Gấu. Sau này về đôi lúc xem TV, mục đi tìm đồng đội, thấy hay đưa hình thủ trưởng đi tìm hài cốt của các liệt sĩ thời đánh Mỹ cùng cô Sáu Hồng. Vừa rồi nghe anh em nói được phong danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang, không biết có phải không. Tên thật thủ trưởng cho đến giờ, thú thật, tôi cũng không biết rõ. Còn Năm Gấu là biệt danh thủ trưởng thời đánh Mỹ, là một trinh sát có tài leo cây giỏi, chắc thứ năm, theo biệt danh Gấu. Trái với thủ trưởng Hai Thanh, thủ trưởng Năm Gấu tác phong rất xuề xòa, có lúc pha lẫn chút nông dân với quần đùi lưng trần tăng ra cải thiện, nhưng bù lại trong chỉ huy rất nhanh nhẹn và xông xáo. Nhưng đến một ngày, hình như cuối 81, trong trận đánh bằng hỏa lực dữ dội, vào khoảng 5 giờ sáng vào đội hình 82 của tôi, phối thuộc và ban chỉ huy tiểu đoàn, chú Năm sợ địch sẽ đánh lớn nên ló đầu ra quan sát, bị một quả cối nổ gần, bị thương vào lưng. Sáng hôm đó khi tải ra trung đoàn, chú nằm trên võng, gắng gượng ngồi dậy, nói với anh em ra tiễn. Như vậy Gấu còn bị thương, tụi bay ở lại, dán cẩn thận nghe chưa? Cho đến khi thủ trưởng Hai Bội đi học về, đơn vị chúng tôi thật sự mới có những thay đổi lớn. Trước đó, chúng tôi đã nghe tiếng về anh rất nhiều. Anh chính là người chỉ huy C6 phản kích, đánh bật địch khỏi sân bay Cao Mê Lai mà trước đây tôi đã kể. Nhưng nổi bật nhất có lẽ là trận chỉ huy phục kích đoàn tải cốt hướng Nam Cao Mê Lai, cũng trong thời gian trước đó không lâu, diệt trên 100 tên tại chỗ. Vì không thu nhiều súng, đơn vị chỉ báo hơn 80, sư cho xe tăng đổ trinh sát xuống đếm được hơn 100. Không chỉ có lính tráng chúng tôi, mà kể cả những người cùng thời cũng rất tôn trọng anh, kể cả chỉ huy trung đoàn. Tiếc rằng sau này khi về Poi Pét, anh vi phạm kỷ luật bị đình chỉ công tác, nhưng đến giờ nghe nói lý do cũng chưa được rõ ràng. Dù gì đi nữa, anh cũng là một chỉ huy rất có tài, anh em hay gọi là người sát địch.
Việc đầu tiên anh triển khai là tất cả các đại đội phải củng cố hầm hào công sự theo hướng chịu được loại hỏa lực lớn nhất chúng bắn vào, đó là pháo 105 của Thái, giữ chắc trận địa, bảo đảm an toàn, tránh tiêu hao cho ta trước đây đã. Tạm thời cứ để bốt thao túng bên ngoài một thời gian. Khỏi nói, công sức cưa cây đào đắp của chúng tôi thế nào, ngoài công sự, các đại đội phải củng cố. Hàng ngày, các đại đội phải cắt cử lực lượng lên tham gia làm hầm chỉ huy tiểu đoàn. Đó là căn hầm rất lớn, được làm bằng mấy chục thân cây to, có nhiều lỗ quan sát ra xung quanh, chứa được cả chục người, khi cần làm hầm cố thủ cũng rất tốt. Hàng ngày, anh thường xuống tận các đại đội đôn đốc nhắc nhở liên tục, kết hợp tiểu đoàn cũng phát động xen kẽ những đợt củng cố tư tưởng, xác định quyết tâm giữ chốt đến cùng không dao động. Tất cả đơn vị chúng tôi, con em của cả ba miền, đều đoàn kết một lòng, sống chết không bỏ nhau, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành cho được nhiệm vụ. Công việc thì nhiều khi gói gọn trong vài câu nói, mệnh lệnh, có lúc chỉ triển khai trong vài phút đồng hồ. Nhưng để thực hiện được nó, người lính phải có một sức phấn đấu nhiều khi tưởng như không thể vượt qua được. Đó là thực tế nhiệm vụ của phần đông các đơn vị trên toàn chiến trường. Đơn vị của tôi cũng vậy. Tất cả những khối lượng mà từng con người phải vượt qua để hoàn thành nhiệm vụ được giao trong thời kỳ này thực sự quá lớn, trong điều kiện khá khó khăn và thiếu thốn nhiều thứ. Đặc điểm dê tôi lúc này là gần như từ thủ trưởng dê trở xuống, chưa đồng chí nào lập gia đình. Một tiểu đoàn được trẻ hóa. Từ quyết tâm của tiểu đoàn, từng đồng chí xây dựng tư tưởng riêng cho mình theo từng vị trí và nhiệm vụ. Từ bất kỳ vị trí nào đang ngồi gác, ngồi phục, trong chiến hào nhìn ra địa hình bên ngoài, chúng tôi đều tự tưởng tượng ra các tình huống có thể xảy ra, cách phản ứng để có thực tế mình cũng sẽ không lúng túng, tìm cách đánh trả thích hợp nhất. Khi hầm hào đã tạm ổn, tiểu đoàn bắt đầu tổ chức các đợt trinh sát thực địa với thành phần là tất cả các lực lượng, nhằm thống nhất xác định các vật chuẩn làm cơ sở hợp đồng giữa các đơn vị với nhau trong tác chiến, đặc biệt là hỏa lực nhằm xác định cự ly, hướng chuẩn khi bắn chi viện cho bộ binh được chính xác. Mới đầu, gần sát chiến hào, sau mở rộng ra đến các vị trí triển khai của bộ binh địch khi tập kích, các trận địa hỏa lực và các vị trí triển khai chỉ huy của chúng. Có lần, anh tổ chức lực lượng trinh sát cứ Tây Bắc của địch, gồm 10 đồng chí. Vào gần tới cứ chúng, thì bất ngờ tao ngộ hơn 100 tên đang trên đường vào tập kích ta. Sự chênh lệch quá lớn khiến ta bị chia cắt nhiều tốt. Dương Anh cũng suýt bị bắt sống vì địch thấy mang bản đồ và M79. May nhờ đồng chí Phi Anh, dân quận 4, kịp thời giải cứu. Sau đó phải chạy vào bãi mìn của chúng, ẩn núp hết một ngày đêm mới cắt rừng trở về. Cả tuần sau, mặt anh còn chảy ngang dọc. Khi đã tương đối nắm chắc các yêu cầu cơ bản và quy luật hoạt động của địch, tiểu đoàn mới xây dựng quyết tâm và đồng thời tổ chức lại lực lượng để đối phó với chúng cho thật hữu hiệu. Tìm ra cách đánh nhằm bẻ gãy các âm mưu của chúng, lấy hình thức phòng ngự tích cực làm chủ đạo. Việc đầu tiên là từng đồng chí phải tự xác định nhiệm vụ và tự rèn luyện thật tốt, phải nâng cao bản lĩnh cá nhân trong chiến đấu và tuyệt đối tin tưởng, thương yêu, bảo vệ lẫn nhau, không được rời bỏ đội hình trong chiến đấu trong bất kỳ tình huống nào. Mục tiêu này thì anh em chúng tôi bảo đảm được, vì sau một thời gian công tác chiến đấu có sàng lọc, số lính mới của tiểu đoàn tôi đã trưởng thành rất nhiều. Nhiều đồng chí 81 Thanh Hóa gan lì đến mức dám một mình một súng cắt rừng ra thăm anh em ở cầu 20 rồi quay về không sợ chạm địch. Về tổ chức lực lượng, thường xuyên có một lực lượng kết hợp từ 20 đến 30 tay súng bung ra nằm trước đội hình chủ yếu của tiểu đoàn từ 1 đến 2 km, bố trí phục kích khi phát hiện địch vào đánh ta và chuyển sang tập kích vào bộ phận chủ yếu của chúng nếu chúng lọc vào tập kích ta, từ phía sau lưng chúng khi chúng đánh gần hết đạn. Trái với trước đây, ta
ta chỉ đánh lướt rồi rút vào đội hình. Bây giờ, ta kiên quyết đánh tiêu diệt bọn chúng luôn. Khi lực lượng bên ngoài nổ súng, các bộ phận bên trong sẽ vận động theo hai cánh đánh vào sườn, không cho chúng tháo chạy sang hai bên và chi viện cho lực lượng bên ngoài. Lúc này, hỏa lực sẽ bắn chặn về hướng địch phía sau, không cho chúng chi viện lên nếu có. Muốn vậy, lực lượng ém sẵn bên ngoài phải xác định quyết tâm thật cao, trong chiến đấu phải thật bản lĩnh và tuyệt đối tin tưởng nhau. Súng bộ binh phải dám đối chọi với hỏa lực địch. Chúng tôi kinh nghiệm, tuy súng B sát thương mạnh nhưng thao tác chậm. Vì vậy, quả đầu bắn không trúng, ta kiên quyết nổ súng xông lên, địch sẽ bị sức ép rất lớn, nhiều thằng quăng cả đạn bỏ chạy. Lực lượng cơ động là lực lượng được phân công đích danh hàng ngày và lúc nào cũng ở tư thế sẵn sàng cơ động. Chúng tôi được trang bị loại tất sơn cước may bằng vải kaki xanh bọc ống rất gọn. Khi nhận nhiệm vụ cơ động hàng ngày thì ngoài hoạt động thường xuyên, lúc nào cũng mang đủ trang bị quy định trong người. Nhờ vậy, dù quân số ít, chúng tôi cơ động chi viện trong mọi tình huống rất nhanh, làm tốt rất hoang mang khi chạm súng với chúng tôi. Có lúc, trong đội hình, ta bị hỏa lực nó tập kích, bên ngoài, bộ binh nó bị ta đánh sau lưng, hai bên sườn đội hình nó cũng bị ta cơ động vây đánh, đường rút nó bị hỏa lực ta khống chế. Nhiều giờ sau, số tốt tan tác lạc đơn vị, còn bắn bắt liên lạc tùm lum trong rừng. Có khi, chúng tôi tung hết cả đơn vị, quần nhau với chúng bên ngoài, bỏ ngỏ cả bên trong. Vài ngày sau, khi đưa lực lượng nóng lên, chúng tôi phát hiện có những khu vực cỏ tranh héo úa ngoài đồng trảng. Khi đến gần thì phát hiện nhiều xác tốt chết chúng không kịp mang đi, dùng cành cây và cỏ tranh phủ đại. Có những lúc cao điểm, tiểu đoàn tôi tổ chức một lúc xuất phát thành nhiều mũi nóng ra. Coi vậy mà an toàn, vì ta phân tán bớt, tránh bị tiêu hao vì hỏa lực địch, mà ở nhà cũng yên tâm. Vì được bọc lót từ xa, hướng trục đường ta cũng kiên quyết tiêu diệt các tốp địch triển khai ra gài mình nhằm giảm thiểu thương vong. Ta bắt đầu tổ chức lực lượng, luôn sát cứ, dùng những loại mìn trái gỡ được của chúng, đánh lại chúng. Trước đây, thông thường khi rượt xong, ta thường hay rút lui mà không cần thu vũ khí. Bây giờ, ta vừa đánh trả lại bọn truy kích, vừa rút dần về. Vài ba lần như vậy, theo quy ước, lực lượng cơ động sẽ nấu lên đến khu vực chờ sẵn. Khi ta rút về đến đó, bất ngờ các bộ phận nổ súng đánh trả, khiến chúng bị bất ngờ phải tháo chạy. Ngoài ra, tiểu đoàn còn tổ chức đánh chặn hướng xuất phát của chúng đi đánh các đơn vị khác. Như trận đồng chí Huỳnh Văn Tấm, xây trưởng C7, tổ chức phục kích tại cánh đồng trảng Mỏ Vẹt, diệt gọn 7 tên, thu 7 súng. Có một khẩu B-40 Việt Nam, chúng lấy của C8 tôi kể lúc trước. Cứ thế, chúng tôi đối phó hết đơn vị này đến đơn vị khác của tốt, và lối đánh bọc đít trở thành lối đánh truyền thống trong phòng ngự tích cực của đơn vị tôi sau này. Giữa lúc khí thế đang dâng cao, tốt có tên bể quá, phải chạy ra hàng ngoài trung đoàn, thì chúng tôi lại được bổ sung thêm một đợt lính mới từ thành phố. Mo hơn, đầu mùa mưa 1982. Không muốn nói về mình nhiều, nhưng cũng xin mạn phép nêu lên những gì mà tôi phải vượt qua trong thời kỳ này để anh em dễ hình dung, vì các đơn vị bộ binh còn vất vả nhiều hơn nữa. Ở đại đội, ngoài thường xuyên phải gác một đêm 4 tiếng, cứ 3 ngày phải gác tiền tiêu một mình cách đội hình 200m một buổi sáng hoặc chiều, cũng 3 ngày phải chốt tiền tiêu một đêm 3 đồng chí. Ngoài trực chiến tại khẩu đội, còn phải sẵn sàng nhận nhiệm vụ tải thương tử, cơ động khi được phân công, củng cố trận địa hầm hào thường xuyên, và rảnh nữa thì tăng gia cải thiện. Nhiệm vụ của tiểu đoàn thì kết hợp C7 phục chốt đường, cũng khoảng 3 lần thì đi một lần 3 ngày 2 đêm. Chốt thường xuyên trên trục lộ, cách tiểu đoàn 2 km để chống địch ra gài mìn, mỗi đại đội một tổ, cách nhau khoảng 200m. Có lần, đại đội tôi do hết người tổ chức đi phục được một tổ 3 người,
gồm đồng chí Xuyến, đại đội phó phụ trách, tôi mang B-40 thành viên và đồng chí Khánh, quản lý đại đội. Phục ngay hồ nước Sỏi Đỏ, từ trục đường vô 300m, bố trí đội hình xong chừng 2 tiếng, thì tôi nghe có tiếng thì thầm rất gần. Bí mật vận động lên, thì phát hiện 4 thằng cốt đang túng tụng xung quanh dưới chân hồ quán triệt. Thật nhanh, tôi lấy đường ngắm, dương búa bóp cò ngay chính giữa vị trí của chúng. Nhưng quả bê không nổ, khi vận động lên trên lắp được trái thứ hai, tôi còn kịp nhìn thấy chúng phóng như nai nhảy và mất hút. Không diệt được tên nào mà đồng chí Xuyến nhảy vội xuống võng, bị bong gân phải dìu về. Tối nằm ngủ cứ thấy tức, phải chi nhắm đại vô một thằng cũng làm nó từ chết đến bị thương. Ngồi giết, mông chúng tôi bắt đầu phồng rộp lên, chảy nước vàng, dính vào quần rất khó chịu. Cứ thỉnh thoảng phải nhổm lên, lấy tay kéo quần cho khỏi dính. Lâu quá không được tắm, về tới nhà, chúng khô cứng lại thành một lớp, nhìn thấy rõ sau đít quần. Ngồi phục đường, mà tư thế như phụ nữ đang ngồi lại. Ban đêm, vừa ngứa vừa rát, mà phải cắn răng chịu đựng, không dám gãi sợ lở lói ra thêm. Khi phải phối thuộc lực lượng của tiểu đoàn để hoạt động về hướng Tây, Tây Bắc, tôi lại phải đảm nhiệm mang theo cối 60, trong khi nó thuộc biên chế bộ binh, chỉ có nòng mà không cần bàn đế chân giò, bắn liều chính với một giá đạn hai hàng phía sau 8 trái, còn lại do bộ binh mang phụ. Nhưng phía trước bụng phải mang ba lô cá nhân, mỗi lần chạm địch, do địa hình quá rộng rạp, vừa bắn vừa phải cầm chắc trái lựu đạn, vì không thấy anh em ở đâu. Có lúc, nghe tiếng nó thổi còi gần sát bên, cứ sợ lọt vào đội hình của nó mà không mang súng bộ binh thì bị bắt sống. Một lần, vừa ra khỏi rừng tre thì bị địch phát hiện, nổ súng rất rát, vậy là phải nằm co như tôm luộc mới dương nòng lên bắn được. Nói chung là cường độ công tác rất nhiều, vậy mà so với các anh em ở các xe bộ binh còn đỡ hơn. Nhiều khi, hai đại đội chỉ bên này với bên kia đường mà đồng hương mấy tháng không nhìn thấy mặt. Sự kiện lính mới bổ sung vào đơn vị tôi thời điểm tháng 7 năm 1982 cũng có nhiều điều đáng nói. Đó là đợt lính thành phố lần thứ hai mà đơn vị nhận được. Trước đó, các đợt lính sau tôi chỉ lác đác bổ sung vào mà thương vong nhiều quá, nên mấy đợt lính bổ sung mà giờ chẳng còn được bao nhiêu. Còn bây giờ, một lúc nhận gần 100 đồng chí, đơn vị trộn rộn hẳn lên. Ngày anh em vào đơn vị, trung đoàn lại kết hợp một đoàn tải vào nên quân số rất đông. Đoạn đầu đã vào tới tiểu đoàn mà khúc cuối còn nằm dưới cầu 20 cả km. Ngoài các lực lượng kể trên, còn có 6 đồng chí sĩ quan biên phòng mới tốt nghiệp về tăng cường nữa. Khi đoàn vừa mới vào đơn vị, bất ngờ tốt dùng hỏa lực tập kích lớn kéo dài gần tiếng đồng hồ, có cả 6-8-5 nòng dài tham gia. Đây có lẽ do tin dân báo cho địch, chứ những lần trước có dân đi tải, không bao giờ chúng đánh vô. Vì đã có kinh nghiệm tránh pháo nên tiểu đoàn cũng tổ chức cho số anh em mới ẩn núp an toàn. Khi trận pháo vừa dứt xong, đoàn tải tổ chức ra, thì số sĩ quan tăng cường cũng theo ra với lý do chỉ học về biên phòng chứ không phải như bộ binh chiến đấu. Còn lại anh Cẩn, anh là người lính gốc Hà Nội, dáng người thanh cao và rất đẹp trai. Sự việc anh dám ở lại cũng trở thành sự kiện, như là một vốn quý cho đơn vị tôi lúc đó. Tiếc rằng đến năm 83, anh lúc này lên chỉ huy C5, khi đơn vị bị địch vây đánh suốt 11 ngày đêm. Trong lúc đang giao ban tiểu đoàn, địch đánh vào, anh chạy về đại đội thì bị chúng DKZ-75 bắn nên đã hy sinh. Trở lại lính 82 mới bổ sung vào, thực sự là sự vui mừng với đơn vị chúng tôi khi có gần 100 lính mới. Đội hình bình thường mênh mông là thế, có những đoạn bỏ ngỏ đến 200m, bây giờ trở nên chật chội theo cảm giác. Nhiều đơn vị
phải tổ chức cất thêm nhà, đào thêm hầm hào, tuy cực mà rất vui. Riêng với cánh lính thành phố chúng tôi thì càng có nhiều chuyện để hỏi. Lúc này, nơi nào có lính mới là chúng tôi mò tới để hỏi han. Tình hình quê nhà có gì thay đổi, người ta đang ăn mặc mốt gì, chỗ này chỗ nọ có như trước không? Mặc dù đa số anh em là ở các quận Gò Vấp, Phú Nhuận, quận 11. Chúng tôi sẵn sàng lác phụ anh em nhiều đêm liền, có lúc đi thay cả công tác. Nói chung, cố gắng dẫn dắt để anh em từ từ làm quen, thích nghi với cuộc sống, qua kinh nghiệm cách thời mình đã trải. Nhiều đồng chí có nhiều tài lẻ rất hay, nhất là khoản đàn ca văn nghệ. Nhờ vậy, dù đang là mùa mưa, nhưng ở đâu cũng thấy ấm cúng vô cùng. Nhưng việc quân số đột ngột tăng cũng làm khó khăn cho công tác lãnh đạo. Đội hình nay đã tương đối kín, cường độ công tác cũng thưa hơn, nhất là các đêm khá thoải mái. Nhưng tập trung đông sẽ dễ bị hỏa lực sát thương nhiều, anh em dễ thiếu cảnh giác, và đặc biệt sẽ bị mìn trái nhiều hơn do anh em chưa có kinh nghiệm dò gỡ mìn. Tiểu đoàn phải tổ chức thêm một bê tải đưa ra khỏi đội hình về hướng Nam C8 để kéo giãn bớt và có lực lượng để giải quyết sự cố mìn trái khi xảy ra. Sau đó, đơn vị tôi còn được bổ sung thêm một số anh em khu 9 nữa, nhưng không nhiều. Cứ như thế, thời gian đầu chúng tôi cứ đan xen nhiều suy nghĩ, không biết tình huống nào sẽ xảy ra với chúng tôi sắp tới đây. Rồi cái rộn ràng ban đầu cũng nhanh chóng qua đi, các đơn vị lại tiếp tục lao vào công tác của mình. Lúc này, nắm được sự tăng quân của ta, nhưng chưa nắm được ý đồ, nên sau thời gian thăm dò, Phốt lại tiếp tục dùng hỏa lực đánh liên tục vào đội hình nhằm tiêu hao lực lượng của ta. Tiểu đoàn lại dùng chiến thuật phân tán bớt bằng cách tổ chức các lực lượng bung ra hoạt động bên ngoài. C8 chúng tôi lại kết hợp cùng C7 chốt bảo vệ đường. Tiếng là vậy, nhưng rừng mênh mông và rộng rạp quá. Một tổ nhỏ ngồi có quan sát được gì nhiều đâu. Nhiều lần đang ngồi phục, tốt ra nổ mìn phá đường ầm ầm cách khoảng chừng 200 mét mà cũng bó tay. Nhất là những buổi chiều địch tập kết vào tiểu đoàn, ngồi nhìn các cỡ đạn lửa đan xen giữa ta và địch, ánh chớp hỏa lực nhấp nháy liên hồi, tiếng nổ rội vang mà cứ ngỡ như đang xem một bộ phim chiến đấu nào đó. Tôi lại có những đêm nằm co cụ ba anh em vào một bụi rậm giữa rừng mà ngủ, mỗi nhiều quá phải răng cái mùng được nhuộm đen bằng trái thị rừng cho đỡ lộ, ngột ngạt và lạnh lẽo vì không dám răng tăng. Có đêm trời mưa như chút nước, ngồi bật dậy đến tàn cơn, rồi tiếp tục giấc ngủ trong khi nước lấp sấp nửa lưng lạnh toát. Cứ vậy, suốt 3 ngày 2 đêm mới đổi về. Mà ở nhà thì cũng có hơn gì được bao nhiêu, đúng cái kiểu sống nửa chìm nửa nổi như anh em diễn tả. Đã vậy, cứ phải chạy xuống chạy lên vì pháo nó bắn cầm canh không thành quy luật. Lúc rớt chỗ này thì rơi chỗ khác. Vài bữa sau lại nhận nhiệm vụ cùng các đại đội bộ binh hoạt động trên vai mang cối 60 ứng dụng. Lúc này, đánh hơi thấy ta chuyển quân nhiều, Thái cũng thường xuyên cho nhiều lượt máy bay lên trinh sát. Đi trong rừng không nhìn thấy, cứ nghe tiếng của nó è è, thật khó chịu, cứ lắng nhắng không dứt ra được. Phốt cũng bắt đầu thay đổi để đối phó với ta. Trước khi vào tập kích, nó cho một lực lượng bố trí sẵn một tuyến mìn phía trước, cách chiến hào ta khoảng chừng hơn 100 mét, còn khu vực ít hoạt động, chúng tổ chức gài cơ man nào là mìn, mà địa hình thì quá rậm, cỏ tranh cao lút đầu người. Sự cơ động của ta gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng nếu ta không đưa được lực lượng ra hoạt động, chúng sẽ lấn dần, dẫn đến ta bị cô lập, và chúng sẽ dùng hỏa lực để tiêu diệt ta. Từ đó, mỗi lần hoạt động, ta phải cắt thật xa, sau đó mới vòng về gần đội hình đánh chúng được. Khó khăn cũng tăng lên nhiều. Đặc biệt, các căn cứ Tây, Tây Bắc của chúng
cứ liên tục đưa lực lượng xuống đối phó với ta, mà khi nổ súng, phần yếu thế nghiêng về ta nhiều. Có lúc, bộ phận bên ngoài chạm địch, tiếng súng vang dội cả khu rừng, nhưng lực lượng cơ động của ta cứ chạy vòng vòng tìm đường ra mà không được, vì hướng nào cũng bị mìn nó gài phong tỏa, gây cho ta tổn thất cũng khá nhiều, mặc dù tinh thần chiến đấu, kể cả anh em lính mới, vẫn rất cao. Một lần, vừa ra khỏi đội hình chừng 500-600 mét, thì gặp trận mưa to, anh em cứ chùm ni lông ngồi tại chỗ. Xui làm sao, nhằm lúc tốt cũng vào tập kích ta, thấy một anh ngồi, nó dương B-69 bắn một phát, cách chừng 20 mét, nhưng lại không trúng, mà lao vào bụi cây phía trên, cách đến cả 100 mét mới nổ. Trong bụi cây đó, khổ nỗi, lại có tới 3 anh đang túm tụm vào nhau hút thuốc cho đỡ lạnh. Nổ súng quần nhau với nó cả tiếng đồng hồ, bị thương thêm 2 đồng chí nữa. Trong nhà mới chi viện ra được đưa thương binh tử sĩ về, thật là xui mà cũng thật là khổ. Mo hơn mùa mưa 1982. Rồi một điều lo sợ thực sự của đơn vị cũng đến. Pốt thì được ủng hộ của thời tiết trong chiến thuật đánh mìn, địa hình ra vào nước ngập mênh mông, chúng tôi phải chấp nhận một trong 2 điều kiện. Một là vận động ra ngoài trong điều kiện nước ngập ngang lưng trong gần suốt hành trình cho tới cốt, bù lại ít bị sát thương vì mìn. Hai là hành quân ở những chỗ cao giáo với lượng mìn dày đặc, vừa đi vừa gỡ để mà đi. Dù đi tiểu nào, cứ vài 3 bữa lại có một vụ vướng mìn, thương vong vài đồng chí. Còn nhớ có một vụ vừa thương tâm vừa hy hữu. Một đồng chí đi đầu dẫm phải K-62A bị thương. Đồng chí đi sau lên đỡ thì chân cũng dẫm lên trái 62A khác. Khi đồng chí này lấy chớn để nổ lên thì mìn nổ cụt chân, đồng chí thương binh chết. Đồng thời khúc xương ống quyển của đồng chí này văng về phía sau, trúng cổ một đồng chí khác, làm đồng chí đó cũng hy sinh luôn. Đồng chí tên Hùng hiện ở phường 2 Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Hay như chuyện một trái KP-2 địch gài tập ụ mối, đoạn này khá cao giáo nên anh em cắt ngang qua như một khúc cua, dây mìn và trái mìn thì chúng lại chôn âm sâu khoảng 2 đốt ngón tay. Các đồng chí đi đầu có dò cũng không phát hiện. Quá trình ta đi qua, nước làm nhão đất mềm ra. Đến đồng chí đi thứ 7, thứ 8, trượt chân. Thế là mũi giày kéo theo dây mìn, làm mìn nhảy lên phát nổ, trước, sau, xung quanh ụ mối. Ta bị gần 10 ca thương tử. Thường, đợt lính mới nào cũng bị thương vong. Nhưng đối với đơn vị chúng tôi, thời điểm đó sao mà bi thương quá. Tôi có đôi dòng xin tản mạn về con cá ở Mo hơn. Thú thật, trải qua nhiều khu vực chiến trường, kể cả sau này có hoạt động ở Siem Reap, trong đó có một phần hướng Bắc Biển Hồ, tôi cũng chưa thấy nơi nào có nhiều cá như mùa mưa ở Mo hơn. Đó cũng ví như là một phần cuộc sống của đơn vị, dù cũng phải kể đến những nguồn khác như thực phẩm trên cấp xuống, gồm mắm muối, thịt hộp hay các loại thú rừng. Nhưng có lúc cả nhà kho quân nhu không còn gì để cấp xuống vì mùa mưa đường tắc, thì cái may mắn của đơn vị là nguồn cá tự nhiên lại quá dồi dào, có phần bảo đảm để đơn vị duy trì được sức công tác mà chiến đấu. Lạ lùng là trước đó không lâu, cả một vùng mênh mông là thế, không tìm đâu ra một giọt nước. Vậy mà, chỉ cần vài trận mưa đầu mùa tương đối lớn, tạo thành những con đường nước nhỏ chảy từ hướng Thái sang, là đã thấy các loại cá theo nước chảy về rồi. Đầu tiên là cá lóc, những con thật to và khỏe, theo con nước tìm mồi và sinh sản. Nhất là khi Thái xả đập, nước ngập mênh mang, là chúng cứ bơi từng đàn, nhiều con cỡ bằng bắp chuối, vừa bơi vừa sụp vào các chân đê, tìm mồi tạo thành những vùng vần đục. Chỉ cần chĩa AK nổ mấy loạt, đã thấy mấy con nổi lên trắng bụng.
nhưng thường không bắt được bao nhiêu do nước chảy mạnh cuốn chúng trôi theo hết. Phải chờ đến mùa khô, khi nước đã bắt đầu rút bớt, anh em mới dùng nhiều cách để bắt ăn dần. Khởi đầu khi nước bắt đầu rút, anh em dùng các tấm ni lông răng ngang những dòng nước chảy, rồi dùng trà chặn dòng, ép cá phải nhảy vô. Có đêm nhiều quá, ni lông bị sập xuống, rồi khi nước rút, còn lại những vũng lớn hay những khúc suối cạn. Anh em nào lười thì dùng trái đánh, già, còn xiêng xiêng, mấy anh em rủ nhau tát. Cá không bị bể đầu do sức ép, ăn ngon hơn. Các anh em ngoài Bắc còn dùng nơm chụp, vừa đi vừa dùng chân té nước. Con nào chúi xuống, nổi bùn lên, chỉ cần dùng tay bắt là được. Có khi hành quân thấy những vũng cạn, cá các loại chết hàng đống, cỡ vài chục ký. Lắm lúc ngồi buồn, tôi bỏ ra hàng giờ chỉ để coi loại cá quả nuôi con. Nó như là cá lóc bông của ta vậy, nhưng rất tinh khôn. Khi dẫn bầy con đi theo dòng nước, gặp chỗ ụ muối có tổ kiến, cá mẹ liền nhảy lên, bung vẩy ra dãy giụa. Đợi đến khi kiến bám đầy, nó nhảy xuống nước, dựng vẩy lên cho kiến trôi ra. Cứ thế cá con nó làm mồi ăn để lớn. Còn cá rô thì khỏi phải nói, loại này đẻ nhiều, lại sống bầy đàn, nên số lượng nhiều không bắt xuể. Chỉ có lúc cá chuẩn bị đẻ, con nào cũng căng tròn bụng mỡ, kèm theo hai bên mang, hai đùm trứng, chiên xù, dầm mắm cực ngon, anh em mới ăn. Còn lại mổ bụng phơi khô để dành mùa khô ăn tiếp. Cầu 20, cứ mỗi lần post tập kích vô, chỉ cần trúng vài loạt đạn nhọn hoặc một trái bê rớt xuống, đợi đánh xong xuống vớt cũng được cả xô. Về cuối cá nhiều quá, lười làm, chỉ đứng nhìn xác nó nổi trắng mà không ai buồn vớt. Cá chê cũng vậy, nhưng do là loài ăn sâu và chết trình nên cũng ít ăn. Có lúc đánh trái xong xuống mò, thấy lúc nha lúc nhúc hẳn bao nhiêu lớp, thấy ghê tay luôn. Nhất là khu vực gần mỏ vẹt, có khi lính mình bắt xong rồi, pốt còn ra mò ké. Khi nước đã thực sự khô, chỉ còn lại những vũng bùn sền sệt là lúc đi bắt trạch cuốc lươn. Cứ bới bùn ra, những con trạch không rút theo kịp sẽ bị nắm thảy lên bờ. Cứ vậy mà đi lượm bò vào xô. Nhưng anh em vẫn thích đi đào lươn để bắt, cứ dùng chân dậm dần từ ngoài vào trong, lươn sẽ bị sức ép rút vào ở giữa. Đến khi còn một khoảng đất lớn lật lên, sẽ thấy cả đám nằm vô một chỗ, có lúc lên đến chừng vài chục ký, cứ từ từ bắt bỏ vô thùng. Mùa mưa 83-84, lúc chốt cầu 30, khi Thái xả đập chống lũ, tôi còn câu được một loài cá rất ngon, có lẽ là giống cá nuôi, vì đến tận bây giờ không thấy nơi nào có. Anh em quen gọi là cá mương, vì thấy nó hay chạy theo mương nước. Khi nước lên quá lớn, tạo thành những dòng chảy ngang qua địa hình như những mương nước, lúc này chỉ cần một nhánh cây và một sợi chỉ thường cột ở một đầu dây, một đầu cột vào một cọng cỏ chừng một phân cũng được, không cần lưỡi câu. Cứ nhấc lên đầu dòng, bỏ xuống cho chạy theo dòng nước. Khi nó ngậm vào thì giật mạnh cho rớt lên bờ, lượm bò vào xô. Chừng một tiếng đồng hồ cũng được lưng xô, chỉ cần thêm nắm lá me, rổ điên điển, vài ba cọng súng nữa là có nồi canh chua ngon nước nách luôn. Cá nhìn thoạt đầu như cá kèo của ta vậy, nhưng dài hơn, tròn lẳn, có hai lá mỡ béo ngậy. Chín rồi chỉ cần bỏ vô miệng, thịt như muốn tan ra, thơm ngon, ngọt lịm. Dù có khi không có mì chính để bỏ. Anh em lúc đó sợ nhất là ở nhà làm cá, chỉ khoái đi tát, đi bắt, về mà còn có thời gian để nghỉ ngơi, vì nhiều quá, có khi hàng bao tải. Cứ như thế, hết mùa mưa này đến mùa mưa khác, chúng tôi sống nhờ một phần nguồn thực phẩm như vậy. Nên dù có lúc gian khổ thế nào qua thời điểm này, anh em ai cũng mập lên thấy rõ, để có sức chịu đựng cho mùa khô. Đến nỗi sau này về nước, nhìn thấy cá đồng là tươi ngán không ăn được.
Cho đến một lần nằm viện, cô em dâu nấu cho tôi tô cá, ăn thấy ngon, nên mới ăn luôn tới giờ, vậy mà cũng mất đến 10 năm.